Giống. Từ Chính Chân cuồn cuộn nơi lồng ngực, hắn phát ra tiếng gầm thét, chiến khu màu vàng giống như một con hoàng kim hùng sư, thanh triều như chấn động cả đại dương, đối diện che mất Khương Phàm. Đây cũng là truyền thừa của Kim Luân Vương Phủ, bá đạo tuyệt luân, có thể so với lôi triều hủy diệt. Khương Phàm bị bao phủ, lại không nhìn vết thương thảm liệt mở ra trên cơ thể, hắn vẫn tiếp tục kéo dài tấn công mạnh. Trọng quyền bạo kích, ngàn vạn yên tĩnh, chu tước đỏ thiên thuật, chấn động chư thiên. Từ Chính Chân liên tục tháo chạy, hắn gian nan chống cự nhưng rốt cuộc cũng tán loạn, trong lúc thoáng qua đã bị Khương Phàm nắm lấy cơ hội, một trọng quyền đánh thẳng vào ngực. Ngực của Từ Chính Chân lõm vào, ho ra đầy máu, thân thể chật vật bay ngược. Nhưng, đối mặt với thế công bén nhọn như vậy của Khương Phàm, hắn còn chậm chạp không có ổn định hoàn toàn từ trong tinh thần đại táng, mà bây giờ chiến khu có thể làm được đến trình độ này đã cực kỳ khó có được. Lão già vẫn rất khó chơi. Đón thêm một kích này của ta. Khương Phàm cất bước phóng tới, đột ngột nhảy lên, yêu hỏa sôi trào, sát huy cuồn cuộn, bác thiên thuật ngưng tụ văn ấn chu tước tại hai tay, truyền thừa, tuyệt kỹ, chiến ý lay trời. Giết, lão phu Từ Chính Chân của Kim Luân Vương Phủ, tử chiến không lùi. Từ Chính Chân già nua chật vật, lại giống như phong sư, cưỡng ép ổn định, không có lựa chọn phòng ngự, mà là kích thích quyền sáo trên hai tay nhanh chóng diễn biến. Hóa thành hai thanh chiến đao màu vàng, kim quang sáng chói, cắt đứt không gian, phía trên giống như có ngàn vạn kim lôi quấn quanh. Oanh! Ầm ầm! Hai tay ngạnh kháng kim đao. Tiếng oanh minh chói tai giống như là thiên thần rèn sắt. Khương Phàm bá đạo cường hoành chấn vỡ nát kim đao, móng vuốt bén nhọn khuấy động yêu hỏa cuồng bạo đánh về phía đầu Từ Chính Chân. Nhưng, không trung cuồn cuộn lôi chiều, phấp phới trên khung trời, cường quang chói mắt chiếu thấu khắp nơi. Phó các chủ chân thiên các, bành bá thoát khốn, lấy máu tươi làm dẫn, dẫn bạo lôi chiều đầy trời, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc cứ như muốn đánh vỡ nát cả vùng không gian này. Lôi long cùng tiễn phát ra tiếng long ngâm chân thực, toàn bộ mấy chục viên thú nguyên ở phía trên đều phát sáng, giống như là khôi phục lôi thú cuồng bạo. Ong ong ong, 12 mũi lôi tiễn thoáng ngưng tụ, trong chốc lát đã chấn động đất trời, thoát cung nổ bắn ra. Lôi chiều dung chuyển, không gian nhượng bộ. 12 mũi lôi tiễn cơ hồ chớp mắt đã liền đến, đánh về phía Khương Phàm. Bị buộc đến đường cùng, Từ Chính Chân quả quyết liền muốn rút lui, khóe mắt liếc qua nhìn không trung, nói lời cảm tạ với lão bằng hữu bành bá. Nếu như lôi tiễn không đến, hắn đều muốn cân nhắc tự bạo cùng Khương Phàm đồng quy vô tận. Nhưng, trong kịch biến bất chợt này, phản ứng của Khương Phàm lại vượt qua những gì bành bá cùng Từ Chính Chân đoán trước. Hắn không có tránh. Cho dù đã giật mình trước nguy hiểm, nhưng vẫn không có tránh. Cứ việc cảm nhận được uy lực và năng lượng của lôi chiều, nhưng chính là không có tránh. Trong nháy mắt, Khương Phàm đã thôi động bát hoang chiến trụ ngưng tụ tại sau lưng, diễn biến áo giáp cứng cỏi, chuẩn bị nghênh đón bạo kích. Cùng lúc đó, hai tay cũng đều không giảm tấn công chút nào, hắn tiếp tục đè ép chấn vỡ nát kim đao, khuấy động yêu hỏa mênh mông, rắn chắc đập vào trên đầu Từ Chính Chân. Từ Chính Chân đang muốn rời đầu đi chỗ khác nhưng lại giống như quả dưa hấu nhận phải trọng kích, vỡ nát ngay tại chỗ. Gần như là đồng thời, 12 mũi lôi tiễn đã cường thế quấn quanh, hóa thành lôi long lao nhanh, đánh vào phía sau lưng Khương Phàm. Bát hoang chiến trụ cường thế ngưng tụ, nhưng va chạm kinh khủng lại rung chuyển nội tạng. Khương Phàm run rẩy, bị vô tình đánh bay ra ngoài, ngực bụng cuồn cuộn, máu tươi hòa với thịt nát mà phun ra từ chỗ thủng, đau đớn không chịu nổi. Nhưng sau khi rơi xuống đất lại nảy lên mấy chục lần, cơ thể lại dâng lên, nổ bắn ra khung trời. Không! Kim Luân Vương Phủ rên rỉ, nhiệt lệ cuồn cuộn trên mặt bọn hắn, khó mà tiếp nhận được chuyện tộc lão chết bất đắc kỳ tử. Quá đột nhiên! Cũng quá ngoài ý muốn! Từ Chính Chân! Triệu Không Tịch vừa thoát khỏi núi lớn ngăn cản, khi vừa bay lên không hắn đã liền nhìn thấy một màn thảm liệt ở phía dưới. Sắc mặt Chu Nguyên Cơ! Liêu Thiên Hoa đại biến, lại chết một người nữa rồi. Đáng chết, phụ mẫu nó, đáng chết. Bành bá ảo não tức giận, nếu như vừa rồi năng lượng mạnh hơn chút, nếu như vừa rồi lại sớm rời khỏi một chút, nếu như mình không cưỡng ép can thiệp mà là để Từ Chính Chân tự mình ứng phó, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bi kịch như bây giờ. Là hắn đã hại Từ Chính Chân. Khương Phàm bay lên mấy ngàn thước trên không, lồng ngực nhấc lên, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể lay động suýt chút nữa rơi lại xuống dưới, nhưng hắn không lo được thương thế,
nhanh chóng cưỡng để tinh thần, hai tay giơ cao, ý thức khống chế Thái Tổ Sơn cùng toàn bộ 81 tòa đại sơn thượng cổ bay lên không. Núi lớn lay động, khí lãng cuồn cuộn, giống như thượng cổ thần binh không thể phá vỡ, sôi trào lên uy thế hùng hậu, cuồng kích bầu trời chặn đánh đối thủ, hỗn chiến với bọn người Chu Nguyên Cơ. Đám người Chu Nguyên Cơ tức giận đến không thể nào kiềm chế được, những ngọn núi này quá vướng bận. Trước đó xem khi chiến còn chế giễu đám ngu xuẩn kia lại bị một đám tảng đá kiềm chế, cho đến khi tự mình bị đặt sâu trong đó, mới rõ ràng cảm nhận được những ngọn núi này đáng sợ đến thế nào, nhìn thì cao mấy trăm mét, nhưng lại có uy thế khủng bố như vạn mét, lấy thực lực cường hãn của bọn hắn, vậy mà lại chỉ có thể đánh lui, không cách nào hủy diệt được. Cái này đã kiềm chế bọn hắn phát huy cực lớn. Đều thất thần làm gì, đánh cho ta. Khương Phàm ở phía xa quát lên. Quên lời ta nói rồi, muốn sống đi ra khỏi Đại La Sơn, nhất định phải giết ta trước khi ta săn giết các ngươi. Ầm ầm, liệt diễm tuôn ra, bao phủ núi lớn. Núi lớn lay động, ầm ầm vang động cả trời, thổ triều cuồn cuộn hỗn hợp với liệt diễm vô tận lại đốt ra dung nham. Chỉ cần tới gần Khương Phàm, những ngọn núi lớn đáng chết này sẽ mất đi hiệu quả. Theo ta giết. Chu Nguyên Cơ cao giọng thét lên ra lệnh, kích phát liệt diễm bành trướng. Nắm chặt chiến đao cuồng dã chém vào, đại khai đại hợp nghênh kích núi lớn hỗn loạn. Một khi bị Khương Phàm khóa chặt, lập tức liều chết cuốn lấy hắn. Bành bá, lợi dụng tốc độ, rời khỏi núi lớn, tập kích Khương Phàm. Triệu Không Tịch triệt để kích phát vô thượng yêu thể, giống như hồng hoang man long bạo tẩu, mạnh mẽ đâm tới từ trên không, đuổi giết Khương Phàm. Nhưng, không cần hắn đuổi giết Khương Phàm đã tự mình giết tới phía hắn. Núi lớn được ý thức khống chế đã chủ động lui tán, rời khỏi Triệu Không Tịch, toàn bộ đều đánh về phía những người khác, thanh lý ra hơn 30 dặm chiến trường. Triệu Không Tịch có mái tóc trắng phơ, cơ thể tiều tụy, nhưng từ chính chân chết đã kích thích hắn, đây cũng là trận chém giết sau cùng của hắn, cho nên. Vô thượng yêu thể, chân long bảo thuật. Triệu Không Tịch hét lớn, tiếng như long ngâm, đất trời cộng minh, toàn thân hắn cuồn cuộn yêu khí, hóa thành một con chân long. Hoành hành trên khung trời, muốn đánh rách tả tơi thiên địa. Giữa lúc phát quyền, trong cơ thể đã dâng lên huyết khí, rót vào yêu khí biến thành chân long. Chân long kịch liệt diễn biến, lại có huyết nhục, giống như cự long chân chính, mang theo uy lực cái thế, đuổi giết Khương Phàm. Khương Phàm nhanh chóng giết tới, toàn thân sôi trào liệt diễm, kịch liệt diễn biến, dâng lên vạn sợi hỏa vũ tiêu xạ, diễn biến ra hàng vạn hư ảnh chu tước. Giống như từng mảnh tinh thần tỏa ra cường quang sáng chói, phun trào sát huy cùng nhiệt độ cao vô tận, lít nha lít nhít bạo kích đến, đối diện đánh vỡ nát cự long cuồng bạo. Bạo kích kinh khủng giống như chu tước chém giết thiên long, hình ảnh cực kỳ rung động, thanh thế oanh động, mấy triệu người vây xem rều hồi hộp không thôi. Vô thượng yêu thể, côn bằng bảo thuật. Triệu Không Tịch lại lần nữa bạo động yêu khí trên toàn thân, giống như đại dương mênh mông trải rộng ra, đất trời trở nên mờ tối. Chiến trường thì bị đè sập, trong sóng lớn ngập trời, một con côn bằng vọt lên, theo một sợi huyết khí mà Triệu Không Tịch thả ra, côn bằng như được trùng sinh, lật tung đại dương mênh mông, chấn động cả khung trời, lấy uy lực và năng lượng hủy diệt đánh đến Khương Phàm. Đây chính là chỗ phi phàm của vô thượng yêu thể, lên đến thiên phẩm, có thể tu luyện thiên yêu bảo thuật chân chính, mà còn là cấp bậc yêu tổ. Ví dụ như chân long bảo thuật, bạch hổ bảo thuật, côn bằng bảo thuật, kim hống bảo thuật. Đằng xà bảo thuật các loại. Tại thời đại xa xôi, vô thượng yêu thể tại thời kỳ đỉnh phong có thể diễn biến uy lực của 12 yêu tổ, hiện ra một bộ phận truyền thừa của 12 yêu tổ, mà trong thân thể bọn họ lại thai nghén huyết khí đặc biệt, càng có thể làm cho bảo thuật hiện ra uy lực huyết nhục, uy lực tuyệt luân, bá đạo vô địch. Cái danh vô thượng là danh xứng với thực. Khương Phàm đối diện giết tới, yêu hỏa tràn ngập huyết khí, diễn biến che mất chu tước, liệt diễm ngập trời. Dương cánh lăng tiêu, cứ như tái hiện lại hai vị hồng hoang yêu tổ. Bên trong hung cầm, kẻ duy nhất có thể khiêu chiến chu tước chính là côn bằng, thời gian qua đi như vô tận, lại tái chiến chu tước. Trong nháy mắt xuất hiện hung uy lệ khí đã khiến cho thú triều giữa dãy núi hồi hộp không dứt. Mấy chục vạn yêu tộc thấp thỏm lo âu. Ầm ầm, khung trời sụp đổ, liệt diễm yêu hỏa cuồn cuộn khắp nơi, tuôn ra mười phương che mất toàn bộ chiến trường. Bọn người Chu Nguyên Cơ thật vất vả mới tránh ra từ trong dãy núi lại lần nữa bị tung bay, bao phủ lại ở trong núi lớn hỗn loạn. Khương Phàm huy động liệt diễm hoành hành, đánh đâu thắng đó,
ngang nhiên giết tới Triệu Không Tịch. Bành bành bành. Khương Phàm cùng Triệu Không Tịch cuồng dã đấu quyền, một quyền mạnh hơn một quyền, đánh đến đất rung trời động, không gian đều không ngừng sụp ra vết nứt. Đột nhiên, chiến trường lại xuất hiện lôi điện lép nhanh, Bành Bá thi triển cấm thuật, giống như thiểm điện lộn vòng hoành hành ở các nơi, lướt qua dãy núi bạo động, cường thế giết tới trước mặt Khương Phàm. Lần này không phải chỉ có mình hắn, mà còn mang tới Liêu Thiên Hoa của Hắc Thiên Vương Phủ. Khương Phàm, ngày chết của ngươi đến rồi. Rốt cuộc cũng rời khỏi được quần sơn, chiến ý mà Liêu Thiên Hoa kiềm chế đã được phóng thích. Côn sát trong tay hắn tăng vọt lên mấy lần, vòng về phía Khương Phàm. Cuồn cuộn sát khí, giống như biển gầm sôi trào, phảng phất thiên địa đều đang run rẩy, lại như sinh tử pháp tắc bị quấy dày. Mấy triệu oan hồn bên trong côn sắt đều tại thời khắc này rít gào đến thê lương. Ý thức của Khương Phàm lập tức nhận lấy xâm nhập, đầu đau muốn nứt. Triệu Không Tịch nắm lấy cơ hội, đang đối kích trọng quyền lập tức dâng lên yêu khí cuồn cuộn, hiện ra chân long bảo thuật, đánh bay Khương Phàm. Góc độ xảo trá, vừa vặn đánh Khương Phàm về phía côn sắt đang vòng tới. Bành! Răng rắc! Côn sắt mang sát khí vô tận cùng tử khí tà ác. Rắn chắc đập vào trên đầu Khương Phàm, nương theo tiếng xương cốt vỡ vụn, đầu Khương Phàm bị lõm, vô tình tung bay đi, đánh về phía hố sâu. Giết, giết giết giết. Triệu Không Tịch hiện ra côn bằng bảo thuật, yêu khí như biển, côn bằng đằng thiên. Bành Bá dẫn bạo lôi chiều, ngưng tụ vạn đạo lôi quyền, giống như lưu tinh mở ra màn trời, tràn ngập đất trời oanh kích xuống. Liêu Thiên Hoa thôi động côn sắt, phát ra một kích bạo ngược, phảng phất vung lên núi thây biển máu. Bao phủ xuống dưới phía Khương Phàm. Toàn trường kinh hô, tất cả các cường giả lo lắng chú ý đến. Khương Phàm đau đớn lắc đầu, không lo được hôn mê, hắn hét lớn một tiếng, không gian xung quanh liền bạo động, trải rộng ra bức tranh tinh thần vô tận, bên trong là tinh hà lao nhanh, trong nháy mắt đã được phóng đại, mảng lớn tinh thần đánh nát hư không, đánh xuyên đất trời, gào thét lao tới thế giới thật này. Những người vây xem từ trên cao lại thấy, khi Khương Phàm vẫy tay phản kích một cái đã tựa như từ lấy ra tinh thần minh mông ở bên trong một tinh vực. Thần bí, rung động. Thiên uy cái thế. Ầm ầm. Trận bạo tạc thảm liệt chấn động càn khôn, mười phương minh mông, toàn bộ chiến trường đều bị cường quang cùng năng lượng lấp đầy. Người xem chiến đều hãi hùng khiếp vía, giao phong như vậy cho dù cách mấy chục hay thậm chí hơn trăm dặm đều có thể cảm thấy tuyệt vọng lạnh thấu xương, nếu như bản thân ở trong đó. Bọn hắn chỉ sợ liền đều không có chỗ trống để chống cự, đảo mắt liền hôi phi yên diệt. Ngay cả đám thiên tài của tất cả cường tộc hoàng tộc cũng không dám lại kiêu ngạo, bọn hắn đã bắt đầu thu liếm tư thái, nhíu mày chú ý. Trận chiến đấu trước mắt hoàn toàn đã đổi mới nhận biết của bọn hắn, trước đó bọn hắn thậm chí cũng không biết võ pháp có thể dùng đến phương thức huyền diệu như thế diễn dịch đi ra, linh văn vậy mà có thể điều khiển đến trình độ cao như thế. Tinh thần đại táng. Khương Phàm quát lớn, tất cả tinh thần hoành không xuất hiện bạo tạc toàn diện, không gian bạo động, những mảnh vỡ ngôi sao đánh xuyên đất trời, sóng chiều tai nạn phấp phới khắp toàn trường. Triệu Không Tịch, Liêu Thiên Hoa, Bành Bá, toàn bộ đều tháo chạy. Sức một mình, đánh tan tam đại bán thánh. Một màn này đã lần nữa khiến cho các cường giả ở không trung chấn kinh. Đây không phải là vũ khí. Khương Phàm vẫy tay một cái chính là diễn dịch võ pháp. Tinh không đều là do năng lượng biến thành, tinh hà đều là do ý niệm diễn biến. Khương Phàm đây là khống chế võ pháp mạnh đến cỡ nào? Các thánh linh đều kinh hãi, trong lúc bất chợt đã phát hiện một vấn đề để bọn hắn đều cảm thấy lạnh người. Trên đời lại có võ pháp huyền diệu như thế. Khương Phàm không phải là thú linh văn sao? Năng lượng không phải là hỏa nguyên lực sao? Chu Diễm càng nhìn càng cảm thấy là lạ. Võ pháp như thế này ngay cả hắn cũng đều chưa từng thấy qua, càng không thuộc về sở hữu kiếp trước của Khương Phàm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Phàm từ đâu lấy được truyền thừa như vậy? Khương Phàm tiêu hao rất lớn, thương thế nghiêm trọng, giờ phút này hắn vừa suy yếu lại hoảng hốt, hắn lập tức nhét một viên thuốc vào trong miệng, chống lên pháp trận quy nguyên, nhanh chóng trải rộng ra trong phế tích, tiếp tục nghênh chiến. Pháp trận xoay tròn, giống như vòng xoáy bạo động. Dã man cướp đoạt lấy năng lượng vô tận ở nơi đây. Khương Phàm một bên khôi phục, một bên thúc giục quy nguyên trận diễn biến, năng lượng tiếp tục bạo động, càng ngày càng bành trướng, giống như năng lượng của biển cả đang bạo động ở dưới chân. Bành Bá, tiếp dẫn ta xuống dưới. Bây giờ chính là thời điểm Khương Phàm mệt mỏi,
nhanh nhanh nhanh. Giữa khoảng không gian bạo loạn lại truyền đến tiếng Triệu Không Tịch gào thét. Khương Phàm không lo được nghỉ ngơi, Triệu Không Tịch thì sát ý quyết tuyệt. Oanh! Rầm rầm rầm! Lôi chiều hành không, bành bá liên tiếp vượt qua tiếp dẫn lấy Triệu Không Tịch nhanh chóng lao xuống đuổi giết Khương Phàm. Cơ thể Triệu Không Tịch phồng lên, cánh tay trái ngưng tụ ra đường vân chân long, cánh tay phải lại hiển hiện hình thái côn bằng. Đây là hai bảo thuật diễn biến mạnh nhất của hắn, không có phóng thích yêu khí, trực tiếp dùng huyết nhục của mình nuôi nấng, cưỡng ép diễn biến. Cánh tay trái lắc lư kịch liệt như muốn hóa thân thành chân long, cánh tay phải lại răng rắc giòn vang như là côn bằng mới sinh. Giết! Bành bá kéo lấy Triệu Không Tịch phóng tới chỗ Khương Phàm như thiểm điện. Khương Phàm còn không có khôi phục, quy nguyên thuật còn không có thành hình, nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy, trong nháy mắt hắn đã dẫn bạo năng lượng đại dương mênh mông dưới thân, quán chú toàn thân, hai tay hiển hiện ra văn ấn chu tước, cường thế bay lên không, lệ khí mãnh liệt, sát khí cuồn cuộn, lấy đạo thiên thuật săn giết đến khung trời. Một kẻ khí thôn vạn dặm, một bên rít gào với cửu thiên. Một kẻ là bỏ qua huyết nhục chân long, côn bằng, một bên lại là chu tước cướp đoạt năng lượng của trời. Ầm ầm, hai bên va vào nhau. Bầu trời đứt đoạn, xuất hiện hàng vạn vết nứt phóng tới bốn phương tám hướng, giống như lôi đình vô tận cuồng kích thiên địa. Năng lượng bạo động quá kinh khủng, phảng phất nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Trong chớp mắt, đất trời tung bay máu. Hai tay Khương Phàm, hai tay Triệu Không Tịch, toàn bộ đều vỡ vụn, giống như là chân long, côn bằng, chu tước chết thảm ở trên cao, bi thương mà rung động. Triệu Không Tịch bị đánh bay, Khương Phàm cũng lại lần nữa tháo chạy, va chạm vào phế tích. Khương Phàm, xuống địa ngục đi. Liêu Thiên Hoa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thôi động côn sắt, đánh tới chỗ Khương Phàm vừa mới tháo chạy. Côn sắt mang theo sát khí mênh mông, kinh nhiếp cửu thiên thập địa, xa xa nhìn lại, sát khí của vong hồn đều giống như một con sông mãnh liệt. Khương Phàm đang muốn phản kích, ngay sau đó đại tướng Chu Nguyên Cơ của Hoàng Thất đã giết tới, tam đồng ngưng tụ, tử vong khuếch tán. Khương Phàm, nhận lấy cái chết. Một đường vân hắc ám phấp phới trên mặt đất, trải rộng ra hơn 10 dặm, vừa vặn xuất hiện ở dưới chân Khương Phàm. Văn đen phấp phới, nhanh chóng diễn biến, giống như u minh vô tận được khai thông trong chớp mắt, âm phong giá lạnh, quỷ khóc sói gào. Khương Phàm lập tức chìm xuống, giống như muốn rơi xuống địa ngục. Nhưng hắn vẫn trầm ổn tỉnh táo, quả quyết tế lên thông thiên tháp. Bảo tháp lay động, cường quang tăng vọt, uy lực và năng lượng sôi trào, đất trời cuồn cuộn, một loại uy lực và năng lượng trấn áp hư vô, sơ cao nâng hư thiên nháy mắt đã bộc phát, va vào côn sắt. Một tiếng oanh minh chói tai cuồn cuộn giống như là âm lôi, bắn ra cường quang giống như dâng lên huyết khí, tràng diện kích phát giống như là u minh hoắc loạn, sinh tử nghịch chuyển. Liêu Thiên Hoa từ trên trời giáng xuống đã bị đánh bay, nứt cả bàn tay. Thông thiên tháp cưỡng ép mở ra tầng thứ hai, vung ra từng sợi xiềng xích u minh, cuốn lấy Khương Phàm đang lún xuống, rầm rầm giòn vang, xiềng xích u minh kịch liệt chấn động, cưỡng bức ném Khương Phàm ra khỏi u minh địa ngục. Cái gì? Sắc mặt Chu Nguyên Cơ đại biến, nửa thân thể đã rơi vào, làm sao còn có thể đi ra? Đó lại là thứ vũ khí gì? Khương Phàm thoát khốn. Quả quyết kích hoạt ấn ký thủy tổ. Huyết khí, hồn khí, nương theo ấn ký thức tỉnh, không gian và thời gian vặn vẹo, cùng huyết mạch chu tước đặc biệt cộng minh, nương theo liệt diễm ngập trời, một Khương Phàm hoàn toàn mới hiện ra ở trước mặt mọi người. Khương Phàm, ấn ký thủy tổ, nhanh chóng liên thủ, trong tay nắm đại sơn thượng cổ, lập tức lật tung hố sâu, dẫn bạo thổ triều vô tận. Mấy chục tòa đại sơn thượng cổ toàn diện bạo động, hoành hành trên chiến trường, hỗn loạn cuồng kích. Lần nữa cưỡng ép bước lui bọn người bành bá. Trong lúc nhất thời lại xuất hiện kịch biến để mấy triệu người vây xem đều hoa mắt, khẩn trương đến ngạt thở, những tiếng nghị luận náo nhiệt đều nhanh chóng an tĩnh lại. Diệt trừ Triệu Không Tịch. Khương Phàm thét lên ra lệnh thủy tổ phân thân đuổi giết Triệu Không Tịch đã trọng thương, còn mình thì tế lên thông thiên tháp, nghênh chiến Liêu Thiên Hoa. Liêu Thiên Hoa vén lùi ba ngọn núi lớn chặn đánh, dũng không thể cản lại được. Sau khi hắn phát hiện Khương Phàm đang giết tới liền không chần chờ chút nào, hắn dùng toàn lực thôi động côn sắt, ngang nhiên xuất kích. Côn sắt nặng đến 50.000 tấn, mấy trăm vạn sát hồn, đời đời tộc nhân bị tế luyện, cường hãn đến giống như thiên băng địa liệt, để cho người ta hồi hộp. Khương Phàm vung thông thiên tháp lên, nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, xiềng xích hoành không,
minh quang lấp lóe, tử khí mãnh liệt, phảng phất đại biểu cho địa ngục pháp tắc. Ầm 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 ầm, côn sắt va chạm xiềng xích, bộc phát tử khí vô tận bao phủ cả khung trời. Nhưng, Liêu Thiên Hoa lại dũng mãnh cường thế, luân động côn sắt cuồng chiến với xiềng xích, đánh đến chấn động đất trời, hư không run rẩy, sát khí vô tận, vong hồn thê lương, dưới sự thôi thúc của mình, hắn hoàn toàn không sợ xiềng xích u minh. Khốn! Thông Thiên Tháp tăng vọt quy mô, tầng thứ hai được toàn diện mở ra, gió lạnh rít gào, tuôn ra vô tận khí thức u minh, giống như xuyên suốt u minh, phóng xuất ra khí âm hàn kinh khủng. Xiềng xích kịch liệt xen lẫn, nối liền trời với đất, hình thành thiên la địa võng, khốn trụ Liêu Thiên Hoa. Liêu Thiên Hoa giật mình cảm thấy không ổn, lập tức muốn giết ra ngoài. Muộn rồi! Khương Phàm phóng thích ra vạn sợi hỏa vũ, diễn biến ra liệt diễm chu tước, kịch liệt xen lẫn vào nhau, có quy tắc va chạm, mượn nhờ Thông Thiên Tháp giam cầm Liêu Thiên Hoa, vừa quay người đã diễn biến thành tuyệt thế luyện lô. Thu! Ý thức Khương Phàm cùng Thông Thiên Tháp tương thông, hắn thét lên một tiếng ra lệnh, Thông Thiên Tháp đóng lại tầng thứ hai, thu hồi toàn bộ xiềng xích, phóng lên tận trời, trở lại cổ áo Khương Phàm. Chu tước liệt ngục toàn diện phóng thích. Luyện lô hủy diệt trấn áp khung trời. A! À, Liêu Thiên Hoa đã đặt mình vào luyện lô, hắn đau đớn không chịu nổi, sát khí thảm liệt, vong hồn âm trầm, đều dưới liệt diễm bá đạo này mà tan biến. Ngay cả côn sắt truyền thừa 2000 năm đều giống như muốn hòa tan. Ngươi khốn không được ta. Liêu Thiên Hoa không cam lòng, hắn huy động côn sắt phóng lên tận trời, nhưng bên trong luyện lô lập tức xông ra hơn ngàn liệt diễm chu tước, tràn ngập đất trời bạo kích hắn, dữ dội đánh xuống hắn. Cứ như vậy, chỉ sau mấy hơi ngắn ngủi, cục diện chiến trường đã hoàn toàn đảo hướng đến Khương Phàm. Một phân thân cuồng kích Triệu Không Tịch, một phân thân luyện hóa Liêu Thiên Hoa, núi lớn cuồng bạo toàn diện trấn áp Chu Nguyên Cơ cùng Bành Bá. Khương Phàm lại một lần nữa nắm chiến trường ở trong tay. Tất cả cường giả hoàng đạo thì lại lần nữa rung động trước sự cường hãn của Khương Phàm, dùng sức một mình nghênh chiến vây bắt, lại còn có thể một lần nữa lật bàn, loại thực lực này thật không phải thứ mà bọn hắn có thể so sánh. Mà bảo khí cùng võ pháp liên tiếp không dứt, càng làm cho người âm thầm tán dương, càng là hãi hùng khiếp vía. Xích Thiên Thần Triều nơi đó cũng đều gấp, hận không thể tự mình giết qua, cưỡng ép thay đổi cục diện chiến trường. Xin mời lão tổ chịu chết. Vô Thượng Vương đột nhiên về phía trước, hai đầu gối quỳ xuống, lên tiếng hô to. Trên chiến trường hỗn loạn, Bành Bá, Chu Nguyên Cơ, Liêu Thiên Hoa đột nhiên biến đổi sắc mặt, bỗng nhiên nhìn về phía chiến trường trên không trung. Khương Phàm nhíu mày, quả quyết nhấc cửu hoàng luyện thiên đỉnh lên. Vì chính danh cho vương phủ, vì tận trung với thần triều. Triệu Không Tịch đang bị áp chế tại chiến trường trên không trung dứt khoát kiên quyết, dẫn nổ chiến khu của mình. Trong nháy mắt, cường quang chiếu thấu cửu thiên, để đất trời thất sắc, bạo tạc kinh khủng lập tức nở rộ, năng lượng cuồn cuộn, yêu khí hoành hành, từ xa nhìn lại, giống như là côn bằng lao ra biển, chân long bay lên không, nhưng thứ lập tức đến thì lại là bằng vũ nhuốm máu bay khắp trời, tiếng chân long huyết dài, lân phiến tan nát. Tràng diện kinh khủng, bi thương, chấn kinh tất cả mọi người, thậm chí rất nhiều cường giả đều lạnh buốt tay chân. Cường quang, năng lượng, cuồng phong lại tàn phá bừa bãi trăm dặm hố sâu, cuồng kích núi rừng xung quanh. Toàn bộ đại sơn thượng cổ đều mất khống chế, nhấc lên bay ra bốn phương tám hướng, giống như là đại địa bị lật tung, núi cao đột ngột nhảy lên. Bành Bá, Chu Nguyên Cơ chật vật tháo chạy. Tuyệt thế luyện lô bị tách ra, Liêu Thiên Hoa ở bên trong thoát khốn, nhưng cũng bị năng lượng đánh tung bay. Khương Phàm thì trốn vào cửu hoàng luyện thiên đỉnh, nhưng đỉnh lô giống như là một ngôi sao chổi cháy hừng hực, xẹt qua giữa không trung, đánh tới bên ngoài chiến trường. Về phần thủy tổ phân thân của Khương Phàm, không chút huyền niệm mà lập tức bị chôn vùi. Khương Phàm đau đớn lắc đầu ở trong luyện thiên đỉnh, đầu hắn giống như nổ tung, trong ý thức đều là một mớ hỗn độn, nhưng hắn không có thời gian nghỉ ngơi, cố gắng chịu đựng đau nhức kịch liệt cưỡng ép leo ra. Bán thánh tự bạo, năng lượng quá mạnh, không chỉ có khiến cho hắn bị thương nặng, mà ba người khác cũng bị tác động đến, thương thế đều rất nghiêm trọng. Mà, ba vị bán thánh kia khẳng định đã bị chọc giận, không thể để cho bọn hắn thở dốc, nhất định phải lập tức khởi động lại chiến đấu, mau chóng giải quyết hết một tên. Nhưng điều Khương Phàm nghĩ, cũng chính là điều mà bọn người Chu Nguyên Cơ nghĩ. Mặc dù đều bị thương nặng, nhưng sau khi nhấc lên hạ xuống mấy lần cũng đều không có bất cứ chần chờ gì,
liên tiếp hành động, nhịn đau xuất kích. Liêu Thiên Hoa cách Khương Phàm gần nhất, cơ thể hắn bè bét máu thịt, khuôn mặt lại dữ tợn như quỷ, hắn gắt gao nắm chặt côn sắt, cuốn lên sát khí mênh mông kinh hồn nhiếp phách, đánh về phía Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Khương Phàm, đi ra nhận lấy cái chết. Côn sắt lắc lư, mấy triệu vong hồn gào thét, mặc dù trước đó đã bị điên cuồng luyện hóa, nhưng dù sao cũng là sát khí truyền thừa hơn 2000 năm, tại thời khắc cuồng bạo vẫn bị Liêu Thiên Hoa dùng máu tươi kích phát ra chiến uy bành trướng. Chỉ cần Khương Phàm xuất hiện, hắn đương nhiên phải dùng toàn lực ứng phó, áp chế Khương Phàm. Bành! Khương Phàm phá tan nắp đỉnh, cường thế xuất hiện, nhưng trong tay hắn lại mang theo một cây trường cung. Liêu Thiên Hoa ngưng tụ con ngươi, quả quyết muốn phóng sang bên cạnh. Nhưng, không còn kịp rồi. Thương sinh cung tỏa ra cường quang, phun trào khí tức tạo hóa, sát sinh tiễn sán lạn như mặt trời, trong nháy mắt đã được phóng thích. Mặc dù không có từ ngọc tỷ truyền quốc tiếp dẫn năng lượng, nhưng thời khắc này được toàn lực phóng thích vẫn mang theo uy lực tuyệt luân. Thời gian ngưng kết, không gian nhường đường, sát sinh tiễn phát xạ. Bành! Liêu Thiên Hoa bị bắn nổ đầu, cơ thể còn đang phóng tới đã lập tức mất khống chế, máu tươi phun ra, đánh tới phế tích. Nhưng, gần như là đồng thời, phía sau Khương Phàm lại phát ra ánh sáng chói mắt. Tại lúc Khương Phàm đưa lưng về phía mấy chục dặm bên ngoài, Bành Bá mang theo cơ thể be bét máu thịt điên cuồng thiêu đốt huyết khí, thôi động lôi long chiến cung. Lôi chiều bạo động, giống như là lôi long thức tỉnh, phóng thích minh mông long uy, lôi thế vô tận, mấy chục viên thú nguyên ở phía trên giống như là tập thể lôi thú khôi phục, phóng xuất ra lôi chiều cực hạn. Tại thời điểm Khương Phàm oanh sát Liêu Thiên Hoa, toàn bộ 12 mũi lôi tiễn đã được phóng thích. Dưới sự khống chế gần như tinh diệu của Bành Bá, 12 mũi lôi tiễn được bắn ra cách thời gian khác nhau, một mũi lại một mũi liên tục tiếp nối nhau đã luyện thành một đầu dây. Khương Phàm cưỡng ép phóng thích chúng sinh tạo hóa, chính là thời điểm mệt mỏi, nương theo trận bạo tạc thảm liệt, mũi lôi tiễn đầu tiên đã đánh vào phía sau lưng, ngay sau đó mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư. 12 liên phát, thoáng cái bắt trụng. Giờ khắc này uy thế lôi điện cơ hồ muốn vượt qua cực hạn bát trọng thiên bước lên cửu trọng thiên. Khương Phàm bị tàn nhẫn đánh bay, huyết nhục bay lả tả, phía sau thân thể chỉ còn lại hài cốt, da thịt đã hoàn toàn tan rã, nội tạng ở bên trong đều bị vỡ nát mảng lớn. Một màn đẫm máu bi thảm này để bán thánh vừa mới khôi phục lại từ trong nổ tung và tất cả mọi người đều sửng sốt. Lại đánh nhau. Một phân một hào đều không nghỉ ngơi sao. Mà Liêu Thiên Hoa đã chết bất đắc kỳ tử, Khương Phàm thì thảm trạng, cũng lần nữa để cho chiến trường dậy sóng, tất cả mọi người không lo được rung động trước bi tình bán thánh tự bạo trước đó, mà là khẩn trương tiếp cận chiến trường đã thay đổi trong nháy mắt. Bành Bá, tiếp tục đất công, tuyệt đối không nên để hắn niết bàn khôi phục. Chu Nguyên Cơ phóng tới, lao thẳng đến Khương Phàm. Hắn làm đại tướng hoàng thất, ban đầu là muốn gánh chịu trách nhiệm chủ công, càng tưởng tượng chỉ dẫn chiến cuộc. Kết quả lại liên tiếp bị núi lớn chiếu cố, từ đầu đến cuối đều không có phát huy ra thực lực. Mắt thấy ba vị bán thánh liên tiếp chết thảm, sự tức giận của hắn đã lên đến cực hạn. Toàn thân hắn phun trào ra ba cái vòng xoáy. Một vòng xoáy là thôn phệ, cướp đoạt hết thảy năng lượng trên chiến trường, bao gồm cả năng lượng triệu không tịch tự bạo, năng lượng lôi chiều tán loạn, thậm chí là bao gồm mặt đất đang rung chuyển, đều không ngừng liên tục hóa thành năng lượng. Giống như hàng ngàn con sông đang đổ vào biển, dâng trào đi qua. Một vòng xoáy là sinh mệnh, bản thân cửu thiên huyền hỏa diễn biến khí tức sinh mệnh, rót vào cơ thể, đốt lên mỗi một tế bào, chiến khu điêu luyện kích phát ra chiến ý cường thịnh, cảnh giới mãnh liệt trùng kích về bát trọng thiên đỉnh phong, cơ hồ muốn bước lên cửu trọng thiên. Một vòng xoáy là tử vong, theo năng lượng thôn phệ không ngừng liên tục hội tụ, vòng xoáy tử vong tiếp tục tăng vọt, giống như đang biến thành một cái lỗ đen. Tĩnh mịch im ắng, phảng phất nối liền với hắc ám trong hư không vô tận, sau đó lại kết nối cùng hư không tại cửu u địa ngục. Nơi xa, Bành Bá điên cuồng phóng thích ra năng lượng, mặc dù cảnh giới bị áp chế, nhưng quy mô khí hải vẫn còn, cao hơn niết bàn gấp mấy lần, hoàn toàn có thể phóng thích mà không có chút kiêng kỵ nào. Lôi chiều lao nhanh diễn biến thành lôi hải bao phủ lấy hố sâu, dữ dằn mà chói mắt. Cả cuộc đời hắn cho đến hôm nay đều không có điên cuồng qua như vậy. Hắn không quan tâm bất cứ thứ gì mà thúc giục lôi long chiến cung, lại lần nữa phóng thích 12 mũi sát tiễn, xuyên qua không gian, lao thẳng đến Khương Phàm đang nằm nhoài trong phế tích. Khương Phàm bị trọng thương, lôi chiều bá đạo xé nát da thịt,
sau đó lại còn lưu lại trong thân thể, ngăn chặn lấy khôi phục. Càng quan trọng hơn là ý thức cũng bị trọng thương, để hắn đau đớn hoảng hốt, cơ hồ muốn ngất đi. Khương Phàm, đứng dậy. Xí thiên giới nơi đó rốt cuộc cũng đã sốt ruột. Lôi tiễn đã phát xạ, chu nguyên cơ sắp giết tới, Khương Phàm lại không đứng lên, chỉ sợ thật muốn nguy hiểm. Giết, giết giết giết. Trong đội ngũ xích thiên thần triều lo lắng càng kích động, hận không thể tự mình là chu nguyên cơ, giết tới trước mặt Khương Phàm, chặt đầu hắn xuống. Toàn trường vừa mới oanh động đã nhanh chóng an tĩnh, mấy triệu người nín thở định thần, tiếp cận sắp chiến trường tuyệt sát. Phải kết thúc sao? Thật phải kết thúc sao? Thiên cực giới, Phù Tăng Thần Cung và các hoàng đạo âm thầm kinh ngạc, bọn ngu xuẩn này lại thật sắp giết chết được Khương Phàm rồi. Dù sao cũng hơi ngoài ý muốn. Ầm ầm, 12 mũi sát tiễn kéo lấy lôi chiều sáng chói, khủng bố tuyệt luân, xé rách không gian, trong chốc lát giết tới trước mặt Khương Phàm, theo bành bá khống chế, bỗng nhiên lôi uy quấn quanh, tầng tầng tăng vọt, lôi tiễn hóa thành lôi long. Uy thế, năng lượng hủy diệt bá liệt, tinh chuẩn lao chỗ Khương Phàm tới trong phế tích. Giết! Chu Nguyên Cơ đã giết tới gần. Theo vòng xoáy sinh mệnh tiếp tục vững chắc chiến khu. Hắn chịu đựng lấy vòng xoáy thôn vệ không ngừng liên tục đưa tới năng lượng minh mông, lại ở trong chớp mắt, toàn bộ đều rót vào vòng xoáy tử vong. Vòng xoáy tăng vọt, xuyên suốt u minh. Chu Nguyên Cơ gắt gao nắm chặt chiến đao, dẫn dắt khí tức tuyệt vọng bên trong vòng xoáy tử vong, chém tới Khương Phàm. Một kích này, ẩn chứa ý chí tử vong, một khi trúng mục tiêu, nhất định sẽ chém đoạn sinh tử, để Khương Phàm triệt để đánh mất cơ hội niết bàn. Trong ý thức hỗn loạn của Khương Phàm lóe lên mấy tia ánh sáng nhạt, tại giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, đã cưỡng ép tỉnh táo lại. Sát chiêu cường đại liên tiếp kéo đến đã để hắn giật mình Gram nhận được nguy hiểm, giờ khắc này muốn phản kích khẳng định không còn kịp nữa rồi, ngay cả niết bàn cũng không còn kịp. Nhưng, trong miệng Khương Phàm còn ngậm lấy một vật. Cấm Nguyên Châu. Là Cấm Nguyên Châu mà trước đó Dạ An Nhiên đưa cho hắn. Cấm Nguyên Châu vỡ vụn. Mê quang không gian khuấy động vạn mét. Không biết là bản thân viên Cấm Nguyên Châu này đã đặc biệt, hay là bởi vì được thế giới ngũ hành ảnh hưởng mà trở nên đặc biệt, vậy mà trong chốc lát phạm vi ảnh hưởng đã vượt qua 10 ki, lo, mét, lại cường thế động lại không gian, đè lôi long cùng tuyệt đao đang giết tới gần lại. Bởi vì năng lượng lôi điện quá mạnh, tuyệt đao càng có thể chém chết sinh tử, bọn chúng lại còn yếu ớt tiến về phía trước ở bên trong không gian đang ngưng cố. Nhưng đối với Khương Phàm mà nói, áp chế như thế này đã đủ rồi. Khương Phàm bỗng nhiên phát động liệt diễm dâng trào khắp toàn thân, niết bàn ảo diệu thức tỉnh, máu thịt trên cơ thể nhanh chóng ngưng tụ, tinh khí thần hồn trở lại đỉnh phong, hài cốt răng rắc giòn vang, hắn hóa thân thành chu tước bay thẳng lên trời. Cái gì? Không khí khẩn trương tại toàn trường tùy theo đó mà sôi trào, bọn hắn khó có thể tin được mà nhìn đến trung tâm chiến trường. Tại sao lôi tiễn lại dừng lại? Tại sao Chu Nguyên Cơ lại bất động? Tại sao Khương Phàm còn đang thức tỉnh, còn đang diễn biến yêu thể? Thánh tổ cổ Hoa La thất thanh. Cấm Nguyên Châu, Khương Phàm còn có Cấm Nguyên Châu. Cấm Nguyên Châu, đáng chết. Đám người xích thiên thần triều ở trên không trung giận dữ gầm thét, nhịn không được liền muốn giết qua. Nhưng, Khương Phàm hóa thân thành chu tước, không đợi thân thể khôi phục toàn diện đã liền dương cánh lăng tiêu, hoành hành trong không gian bị giam cầm. Chu Nguyên Cơ còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì thì Khương Phàm đã giết tới gần. Lúc này, Cấm Nguyên Châu đã dài đến 9 giây cực hạn. Giết! Chu Nguyên Cơ vẫn còn tiếp tục điên cuồng như trước đó, tiếp tục lấy cuồng bạo phóng thích, nhưng giữa ánh mắt lại đột ngột tràn ngập liệt diễm cuồn cuộn, móng vuốt chu tước trong nháy mắt đã lướt qua đầu của hắn. Oanh! Ầm ầm! Lôi long oanh kích phế tích, tuyệt đao mở ra không gian, toàn bộ đều đánh vào nơi Khương Phàm nằm sấp trước đó. Mất khống chế dẫn phát đại bạo động. Nhưng, mấy triệu người vây xem ai cũng không có chú ý đến năng lượng khủng bố từ trận bạo tạc, toàn bộ ánh mắt đều là theo chu tước dương cánh phóng lên không kia, mà trong móng vuốt sắc bén như thiên đao của hắn, thình lình nắm lấy một cái đầu. Đầu của Chu Nguyên Cơ. Oanh! Toàn thân bành bá đều là lôi chiều mãnh liệt, hắn quả quyết rút lui khỏi chiến trường, lao thẳng đến khung trời. Xích thiên thần triều không có khiển trách hắn lùi bước, mà là tiếp nạp hắn trở về. Vô Thượng Vương, Hắc Thiên Vương, Kim Luân Vương và các vương hầu cao mày, vẻ mặt đều rất nghiêm trọng. Cấm Nguyên Châu. Loại cấm quả thời gian này lại còn tồn tại.
chẳng lẽ là thời điểm lúc trước Khương Phàm càn quét cổ Hoa Hoàng Thành đã lấy được? Hay là cấm nguyên cổ thụ mà Khương Phàm cuốn đi lúc trước kia đã kết xuất trái cây mới rồi? Tất cả hoàng đạo đều trầm mặc toàn thể. Không thể đánh, cái này thật sự là không có cách nào để đánh. Niết bàn phối hợp cấm nguyên quả, ai còn có thể giết Khương Phàm? Trận sinh tử chiến không có quy tắc này, rốt cuộc là thành tựu cho ai? Theo từng tiếng khẽ nói, xung quanh Đại La Sơn nhanh chóng nhấc lên tiếng nghị luận giống như thủy triều. Thắng, Khương Phàm lại thắng. Cấm Nguyên Châu, cấm quả thời gian, Khương Phàm lại còn có bí bảo cực đoan như thế này, trách không được không có sợ hãi. Ai còn dám lên đài nữa? Đây không phải là khiêu chiến sao, đây quả thực là đi đưa ấm áp. Sáu khối bảo cốt thánh vương lần nữa quay về trong túi Khương Phàm. Xích Thiên Thần Triều không hổ là chí tôn hoàng đạo, bán thánh đều quá mạnh, suýt chút nữa đã giết Khương Phàm. So với Thái Cổ Thần Miếu, vẫn là Xích Thiên Thần Triều càng mạnh hơn. Không chỉ là linh văn hay võ pháp, mà quan trọng là khí thế cùng kinh nghiệm chiến đấu. Quanh năm chinh chiến hoàn toàn mạnh hơn so với ẩn thế bế quan. Mặc dù Khương Phàm vận dụng cấm nguyên quả, nhưng tương tự đã chứng minh hắn cũng không phải vô địch, vừa rồi hắn đã suýt chút nữa chết thật. Điều này cũng có thể khích lệ các hoàng đạo khác tiếp tục khai chiến chăng? Ai biết được, cấm nguyên quả có thể hù sợ rất nhiều người rồi. Theo ta thấy, tất cả hoàng đạo vẫn không có nhẫn tâm, dù sao lên đài liền phải chịu chết, hai ba người vây quanh Khương Phàm trực tiếp tự bạo, ta cũng không tin Khương Phàm không chết được. Ngây thơ, bọn hắn là hoàng đạo, vậy bắt Khương Phàm là muốn hiện ra thực lực. Là muốn để khắp thiên hạ đều biết, bọn hắn có thể giết chết Khương Phàm tại lôi tràng, hoàng đạo bọn hắn có thực lực trấn áp bất cứ uy hiếp gì, trực tiếp nổ thì tính là chuyện gì chứ? Không đến lúc thật sự bất đắc dĩ thì sẽ không có ai làm như vậy. Nói lời tạm biệt còn quá sớm, các ngươi cẩn thận quan sát thiên cực giới và những hoàng đạo kia đi, bọn hắn giống như từ đầu đến cuối đều không có ý muốn khiêu chiến, cái này đáng để cảnh giác. Các ngươi cứ việc thả 10.000 cái tâm. Tất cả hoàng đạo cũng không thể nào để Khương Phàm sống. Bây giờ đã ăn bao nhiêu, phía sau liền phải phun ra bấy nhiêu. Biển người bạo động, lần nữa chứng kiến hỗn chiến đặc sắc, cũng đang mong đợi chiến đấu mới. Ha ha, chỉ là cấm nguyên châu mà thôi, sợ cái gì? Bảo bối áp dưới đáy hòm của các ngươi đâu, lấy ra đi, cứng rắn với ta đi. Khương Phàm triệu hồi Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ, ăn vào đan dược. Lại chỉ đến Xích Thiên Thần Triều ở phía xa. Lại đến. Bọn người Kim Luân Vương, Hắc Thiên Vương dùng sức nắm chặt nắm đấm, mặt đầy sát ý. Đại Hoàng tử Chu Thiên Chính đầy ngập chiến ý, nhưng cảnh giới bị hạn chế, hắn thật sự không có tư cách đại biểu Xích Thiên Thần Triều đăng lâm Đại La Sơn. Địa ma thụ rủ xuống dây leo, vây quanh chiến trường, nghiêm phòng Xích Thiên Thần Triều tập kích. Xí thiên giới cuồn cuộn hỗn độn, bọn người Kiều Vô Hối sẵn sàng chiến đấu. Đề phòng xuất hiện biến cố. Nếu không có lên đài, chúng ta thừa dịp lúc nhàn rỗi này giải quyết chút ân oán cá nhân. Khương Phàm dẫn xuất xiềng xích u minh từ trong thông thiên tháp, vắt ngang ở trước mặt. Xiềng xích đen kịt, âm trầm thấu xương, phía trên quấn lấy một nam tử đang hôn mê. Triệu Phong Niên. Vô Thượng Vương bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, uy lực thánh vương cuồn cuộn giữa trời cao. Địa ma thụ quả quyết giơ lên ba sợi dây leo. Toàn bộ quấn lấy bảo cốt thánh vương, chỉ đến vô thượng vương, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Muốn không? Khương Phàm nhẹ ha ha cười, khống chế xiềng xích giơ lên không trung, quấn lấy cổ Triệu Phong Niên, treo ở nơi đó. Trước đó từng đấu giá qua cánh tay và chân của Triệu Phong Niên tại Bắc Địa, kích thích Xích Thiên Thần Triều, sau đó lại dùng đan dược tái tạo lại. Đây là Triệu Phong Niên hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nhưng ở trong hắc lao hắn đã hao hết linh lực cùng khí tức sinh mệnh. Cũng nhanh đến cực hạn. Ngươi muốn cái gì? Vô Thượng Vương gắt gao nắm chặt nắm đấm, đây là huyền tôn của hắn, Thánh Vương thiên phẩm linh văn, truyền nhân mạnh nhất Vô Thượng Vương phủ trong mấy trăm năm, cũng là Vô Thượng Vương tương lai của Vô Thượng Vương phủ được hắn cùng đương thời nhân hoàng liên danh khâm định. Ban đầu Triệu Phong Niên bị bắt ở Thiên Đãng Sơn, là sỉ nhục của Vô Thượng Vương phủ, càng là tổn thất mà bọn hắn không thể thừa nhận. Ta cố ý giao Triệu Phong Niên cho các ngươi. Nhưng chính là không biết các ngươi có mục đích chuộc về hay không. Ngươi ra điều kiện. Không, ngươi ra điều kiện. Làm sao ta biết ngươi muốn cái gì? Vậy phải xem nhìn ngươi nguyện ý cho cái gì. Nếu có thể để cho ta hài lòng, ta cam đoan giao Triệu Phong Niên cho ngươi. Nếu như không hài lòng,
ta giữ lại không có ý nghĩa, cũng sẽ tặng cho ngươi. Tuy nhiên, giao trước mặt cho ngươi, là hoàn chỉnh, tươi sống, linh văn chưa bị hao tổn. Giao phía sau cho ngươi, chỉ sợ sẽ là một cái thi thể. Khương Phàm cười ha hả nhìn Vô Thượng Vương. Vô Thượng Vương đương nhiên muốn lấy Triệu Phong Niên về lại, đó là Thánh Vương thiên phẩm linh văn, là linh văn, nhân vương, mà Vương Phủ đã khổ sở đợi chờ mấy trăm năm, cũng chỉ có Thánh Vương thiên phẩm linh văn sinh ra, mới có thể bảo đảm Vô Thượng Vương Phủ không thể dung chuyển địa vị vô thượng, cái danh đệ nhất Vương Phủ. Nếu như tổn thất Triệu Phong Niên, bọn hắn không biết nếu lại chờ đến lúc nào, vị Vô Thượng Thánh Vương già nua này có thể chờ đến ngày đó hay không. Nhưng, nếu Khương Phàm giao dịch ở trước mặt mọi người, khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm. Dù sao đối với Vô Thượng Vương Phủ mà nói, đây là hy vọng tương lai, đối với Khương Phàm mà nói, lại là một uy hiếp thả hổ về rừng. Khương Phàm thật muốn giao Triệu Phong Niên ra sao? Hay là có tính toán gì? Bọn người Kiều Thiên Mạch trao đổi ánh mắt, rất bất ngờ trước một màn này. Đó là Thánh Vương Thiên Phẩm, lấy tài nguyên của Vô Thượng Vương Phủ cùng sự coi trọng của Hoàng Thất. Một khi Triệu Phong Niên trở về, chắc chắn dốc hết toàn lực bồi dưỡng thành Thánh Vương. Một Thánh Vương uy hiếp, thật sự là quá lớn. Huống chi là Thánh Vương của Vô Thượng Vương Phủ, không chỉ có được Vô Thượng yêu thể, càng là nhân vương linh văn kinh khủng hơn nữa. Khương Bá, cơ duyên mà ngươi đợi đã tới rồi. Hướng Vãn Tình giống như đã hiểu mục đích của Khương Phàm. Sao, cơ duyên của ta? Khương Bá khẽ nhíu mày, Vương Phủ có thể cho hắn cơ duyên gì? Bây giờ cơ duyên mà hắn khát vọng là biến đổi linh văn, từ chí tôn thánh phẩm bước lên thiên phẩm linh văn. Mặc dù Vô Thượng Vương Phủ là vương phủ mạnh nhất của Xích Thiên, nhưng xem như luyện Vô Thượng Vương cho hắn, cũng không thể giúp hắn biến đổi linh văn. Bên trong Vô Thượng Vương Phủ có di cốt kiếp trước của Khương Phàm. Cái gì, ngươi xác định? Ta rất xác định, Khương Phàm hẳn là phải dùng Triệu Phong Niên giao dịch thế di cốt trước. Di cốt kiếp trước. Khương Bá hít một ngụm hơi thật mạnh, tiếp theo chợt cảm thấy cơ thể đang nóng lên. Đừng phụ lòng hắn. Hướng Vãn Tình khẽ nhắc nhở. Dùng Triệu Phong Niên đổi di cốt kiếp trước, tương đương với dùng Thánh Vương thiên phẩm đổi lấy cơ hội cho Khương Bá tiến đến thiên phẩm. Đây không thể nghi ngờ là một trận mua bán lỗ vốn, cũng là thả hổ về rừng tạo tai họa ngầm to lớn cho mình, nhưng Khương Phàm vẫn làm. Hướng Vãn Tình ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thiên hậu nơi đó đang quan sát chiến trường. Kiều Nhan Thanh Tú nhìn không ra bất kỳ thể hiện gì, nhưng Hướng Vãn Tình mơ hồ có thể thấy được nàng đang nhíu mày lại mấy lần. Mấy triệu người vây xem đều lộ ra biểu tình quái dị, chiến trường thật tốt lại biến thành hội đấu giá rồi. Tuy nhiên Khương Phàm tuyệt đối không phải người lương thiện, muốn hắn giao Triệu Phong Niên ra, khẳng định là muốn để Vô Thượng Vương Phủ lấy máu lớn. Hắn muốn di cốt kiếp trước của hắn. Chu Diễm nhắc nhở Vô Thượng Vương. Di cốt kiếp trước. Vô Thượng Vương cau mày lại, lúc trước thiên khải loạn chiến, Khương Phàm chết thảm tại Đăng Thiên Kiều, thi cốt Chu Tước đã bị tách rời, kiếp trước Vô Thượng Vương điên cuồng giết tới phía trước, đoạt lấy một khối huyết nhục từ trong tay thiên hậu, lại còn là một nửa Chu Tước rực. Hậu thế bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có luyện hóa, chính là đang nghiên cứu thuật truyền thừa của Chu Tước bí, dùng để phong phú yêu tổ truyền thừa cho Vô Thượng yêu thể. Các trưởng lão của Vô Thượng Vương phủ đều nhíu mày. Một nửa Chu Tước Dực kia đã chịu qua thiên phạt tẩy lễ, nói là bán đế đều không đủ, là chí bảo trấn tộc của Vô Thượng Vương Phủ. Triệu Phong Niên, đáng giá sao? Khương Phàm treo Triệu Phong Niên lên giống như treo súc vật chờ đợi bán ra. Mục đích giao ra Triệu Phong Niên đúng là muốn đổi về di cốt kiếp trước, biến đổi cho Khương Bá bước lên thiên phẩm linh văn. Mặc dù nhìn thì thua lỗ, nhưng Khương Quỳ, Khương Qua... Kiều Vô Hối và các phân thân kiếp trước đều đã lần lượt đạt được cơ duyên, bước lên thiên phẩm, thậm chí có hy vọng chạm đến Thánh Vương, chỉ còn mỗi Khương Bá kẹt lại tại Thánh Phẩm, trong lòng của hắn cũng rất băn khoăn. Về phần có đáng giá hay không, có nhiều thứ không thể dùng giá trị để cân nhắc. Vô Thượng Vương dùng sức nắm tay, dầu dĩ có nên trao đổi hay không. Mặc dù rất muốn mang Triệu Phong Niên về, nhưng di cốt Chu Tước là chí bảo trấn phủ được Vô Thượng Vương kiếp trước mang về. Nếu như giao cho Khương Phàm, thì chắc chắn sẽ tăng cường thực lực của Khương Phàm. Chu Diễm chỉ là thản nhiên nhìn Vô Thượng Vương, không có nói xen vào. Cho Vô Thượng Vương Phủ đã đầy đủ tự lập, hắn tuyệt đối không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Vô Thượng Vương Phủ, đây là quy củ mà từ xưa đến nay Hoàng Thất luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Ta dùng di cốt kiếp trước của ngươi, trao đổi Triệu Phong Niên.
Vô Thượng Vương đã đưa ra quyết định, mặc dù di cốt quý giá, nhưng bí thuật trên Chu Tước đều đã được lĩnh ngộ, máu tươi đã hao hết, chỉ còn lại hài cốt mà thôi, giao cho hắn cũng có thể nhịn được, chỉ cần có thể chuộc Triệu Phong Niên về, Vô Thượng Vương phủ có thể cam đoan kéo dài hưng thịnh. Thành giao, đưa di cốt kiếp trước của ta tới đây, ta trả Triệu Phong Niên lại cho ngươi. Khương Phàm thu hồi Triệu Phong Niên vào Thông Thiên Tháp. Từ Thát Lỗ đâu? Kim Luân Vương bước về phía trước quát hỏi. Ngươi muốn? Hắn còn sống không? Đương nhiên còn sống, bọn hắn đều còn sống. Thả ra. Kim Luân Vương, Bá Dương Hầu và các gia chủ toàn bộ đều tiến về phía trước. Đều ở đây, còn hoàn chỉnh. Khương Phàm dẫn xuất toàn bộ bọn người từ Thát Lỗ, Nghiêm Dương ra khỏi Thông Thiên Tháp, dùng xiềng xích U Minh quấn quanh, treo ở giữa không trung. Muốn không? Nhưng chúng ta không có xương cốt của ngươi. Kim Luân Vương và đám người thoáng thở phào, tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn lại còn đều còn sống, đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Vậy chỉ dùng những vật khác đến trao đổi. Ngươi muốn cái gì? Các ngươi có thể cho cái gì? Làm sao chúng ta biết ngươi muốn cái gì? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, chờ đến khi Vô Thượng Vương phủ đến trao đổi Triệu Phong Niên, ta sẽ để bọn hắn tỉnh lại, chém đầu ở ngay trước mặt các ngươi. Để bọn hắn nhìn, người ta gia chủ làm kiểu gì, mệnh mình làm sao lại không đáng tiền như vậy. Ngươi là tên hỗn đản. Ha ha, đừng kích động, chờ đến lúc bọn hắn chết, có thể sẽ cảm giác những đương gia các ngươi này càng hỗn đản. Vô Thượng Vương phủ người ta vì để cứu hài tử mà cái gì cũng đều bỏ được, vậy mà các ngươi lại chơ nhìn bọn hắn chịu chết. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, các ngươi đây. Ai, tàn nhẫn thật. Sốt cuộc ngươi muốn cái gì? Chết tiệt. Ngươi nói rõ ra đi. Ta muốn không nhiều, Vô Thượng Vương phủ cho di cốt, các ngươi cũng cho di cốt đi. Chúng ta không có xương cốt nát của ngươi. Vậy chỉ đành dùng xương cốt khác thôi. Ngươi muốn thánh cốt? Quá xem thường hài tử các ngươi rồi. Khốn kiếp, ngươi còn muốn bảo cốt thánh vương. Đây chính là các ngươi nói, vậy bảo cốt thánh vương đi, mỗi người một khối, hết thảy. 7 khối. Ngươi giết bọn hắn đi. Chúng ta nào có bảo cốt thánh vương? Kim Luân Vương phủ, Bá Dương Hầu phủ và những người khác đều nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn cũng không giống như Vô Thượng Vương phủ nhanh nhẹn dũng mãnh như thế, chưa từng có từng sinh ra thánh vương, mà thậm chí trong hầu phủ đều còn chưa từng sinh ra thánh linh. Bảo vật như bảo cốt thánh vương là thứ mà Vô Thượng Vương phủ, hoàng thất mới có. Được rồi. Khương Phàm không vội vã thu hồi bọn người từ Thát Lỗ. Trước khi đưa vào Thông Thiên Tháp còn nhét một viên thuốc cho mỗi người. Ngươi đang làm cái gì? Điều lý đan dược, chờ thời điểm chuyển giao Triệu Phong Niên, bọn hắn hẳn là sẽ liền tỉnh. Trước khi chết, nhìn Vô Thượng Vương cứu tôn nhi của bọn hắn như thế nào, nhìn các ngươi từ bỏ bọn hắn như thế nào. Tên cẩu vật. Bọn người Kim Luân Vương hận đến ngứa răng, nhưng căn bản không bỏ ra nổi loại linh bảo như bảo cốt thánh vương kia. Cho hắn thánh cốt, 10 khối thánh cốt. Đổi 7 cái mệnh. Chu Diễm lên tiếng. Kim Luân Vương khẽ nhíu mày, thánh cốt còn có thể tiếp nhận. Nhưng các hầu phủ vẫn rất xoắn xuýt, bọn hắn chưa từng sinh ra thánh linh, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, trong nhà thật sự có 1-2 khối thánh cốt như vậy, nhưng đều là bảo bối cực kỳ quan trọng, còn có thể coi là vũ khí, sao có thể bỏ ra được. Thánh cốt, hoàng thất gia. Chu Diễm không thể để cho tử tôn hoàng triều bị Khương Phàm tùy ý đổ sát ngay trước mặt khắp thiên hạ được. Kim Luân Vương và các vương phủ liên tục nói cảm ơn, lập tức thương lượng cùng Khương Phàm. Khương Phàm, 10 khối thánh cốt, đổi 7 cái mệnh của bọn hắn. Nếu ngươi là tiếp nhận, trong vòng 10 ngày đưa tới cho ngươi, nếu như ngươi từ chối, giết bọn hắn đi. Khương Phàm tùy tiện xua xua tay, tuyên bố với toàn trường. Một việc nhỏ xen giữa mà thôi, quét hào hứng của mọi người rồi. Còn khiêu chiến nữa không? Chỉ cần cho bảo cốt thánh vương thì có thể đăng tràng. Các ngươi cho bao nhiêu, liền có thể đến bao nhiêu. Khương Phàm ta cam đoan dùng mệnh phụng bồi tới cùng. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều trầm mặc. Cấm Nguyên Châu thực sự kích thích quá lớn, ai cũng không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Mà có một vài hoàng đạo từ đầu đến cuối đều rất trầm mặc, ví dụ như Thiên Cực Giới, ví dụ như Thao Thiết Yêu Tộc, ví dụ như mấy thế lực khác, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là tới khiêu chiến, mà là từ ban ngày đến đêm tối. Tất cả hoàng đạo đều không còn ai đăng tràng. Sau đó, loại tình huống trầm mặc này đã kéo dài đến 7 ngày.
Đại Quang Mang Thần Điện và các hoàng đạo đang xoắn suýt muốn lên đài hay không, thậm chí cân nhắc khiêu chiến còn có ý nghĩa hay không, thiên cực giới và các hoàng đạo thì đang tiếp tục bí mật tự mình chuẩn bị. Ngày 10 tháng 1, dưới mệnh lệnh của Thiên Hậu, xí thiên giới chìm xuống 20 km, tới gần chiến trường, địa ma thụ khống chế 15 khối bảo cốt thánh vương mà Khương Phàm thắng được, giải ở không trung. Nếu như tất cả hoàng đạo mưu đồ làm loạn, bọn hắn sẽ tiếp dẫn Khương Phàm rời khỏi trước tiên, thậm chí sẽ dẫn bạo bảo cốt thánh vương, tiến hành liều chết phản kích. Một màn này xác thực đã chấn nhiếp được tất cả hoàng đạo. Nếu như bảo cốt thánh vương trực tiếp bạo tạc, nguồn năng lượng kia ngay cả thánh vương chân chính đều muốn nguy hiểm. Sự hung tàn của Thiên Hậu đã phát huy vô cùng tinh tế tại sự kiện vạn đạo thần giáo, nếu như xem ai không vừa mắt, trực tiếp đưa 5-3 cái bảo cốt thánh vương đến trước mặt dẫn bạo, chàng diện kia tưởng tượng thôi cũng đã để cho người ta sợ hãi. Bọn hắn còn đang chờ cái gì? Đều đã an tĩnh 8 ngày, còn không ra tay sao? Sở Phong Trần nhìn chiến trường Đại La Sơn an bình trong màn đêm, hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, hận không thể lần nữa đăng tràng nghênh chiến Khương Phàm. Đế tử đứng ở bên cạnh, cười nhạt mà nói. Nếu như các hoàng đạo thương huyền thật để Khương Phàm sống đến cuối cùng, thật sẽ biến thành trò cười khắp thiên hạ. Sở Phong Trần khẽ nói. Xích Thiên Thần Triều rõ ràng đã chứng minh Khương Phàm không phải giết không chết, bọn hắn lại còn đang chần chờ. Điều hai vị thánh vương thiên phẩm áp chế, phụ trách chủ công, lại sử dụng mấy cái vũ khí cấm kỵ, ứng phó những vũ khí kia của Khương Phàm, lại an bài ba vị võ giả giống Bành Bá phụ trợ. Khương Phàm chắc chắn sẽ phải chết. Đội hình như vậy tùy tiện hai hoàng đạo đã có thể tổ kiến đi ra, nhưng giữa hoàng đạo hợp tác lại tồn tại tai hại chí mạng, đó chính là chỉ có thể thừa thắng xông lên, rất khó tuyệt cảnh phản sát. Lời đế tử nói để Sở Phong Trần trầm mặc. Nếu như tiến công thuận lợi, cường giả hoàng đạo có thể giết tới điên cuồng, liều mạng mệnh hiện ra sự cường hãn của mình. Nếu như gặp phải nguy hiểm, giữa những người sáng lập hội của các hoàng đạo khác nhau sẽ bảo đảm an toàn của mình trước tiên. Mà kinh nghiệm chiến tranh của Khương Phàm lại quá phong phú, chỉ cần hai hoàng đạo đăng tràng liền có khả năng bị hắn tìm kiếm được cơ hội, thậm chí chủ động chế tạo ra cơ hội. Vây bắt Khương Phàm, làm tốt chuẩn bị bị săn giết đi. Đế tử tiếp tục nói. Ngày đó Cửu Thiên Thần Giáo đột nhiên lùi bước, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng đã ảnh hưởng trầm trọng đến tín nhiệm giữa tất cả hoàng đạo hơn. Lại dưới sự uy hiếp của Cấm Nguyên Châu, muốn bọn hắn tổ kiến liên minh, độ khó là có thể nghĩ. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi đăng tràng lần nữa. Ta, ngươi không muốn rửa sạch nhục nhã sao? Chỉ cần ngươi chủ động tìm kiếm hợp tác, chỉ ít tất cả hoàng đạo sẽ nhận định ngươi sẽ dốc toàn lực ứng phó, như thế này bọn hắn sẽ đánh nhau càng yên tâm hơn, cũng càng có chiến ý. Sở Phong Trần nhìn qua Khương Phàm ở bên trên Đại La Sơn, lông mày dần dần nhíu lại. Đó là sỉ nhục của hắn, đương nhiên muốn thắng trở về, nhưng đế tử đột nhiên nói kiểu này, vậy mà hắn lại do dự. Giống như trong lòng có một sợi dây nào đó đột nhiên căng thẳng. Sợ hãi. Sở Phong Trần không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Đế tử tiếp tục đâm kích nói. Mặc dù ngươi thua, nhưng nhìn chung trước sau 5 trận chiến đấu, chỉ có một mình ngươi đăng tràng, đồng thời suýt chút nữa giết chết Khương Phàm. Mặc dù ngươi thua, nhưng ngươi đã chấn kinh toàn trường, để tất cả hoàng đạo đều chứng kiến được thực lực của ngươi. Nếu như hoàng đạo khác nguyện ý điều động truyền nhân thánh vương thiên phẩm ra tay, lại chuẩn bị hai tử sĩ tự bảo, Khương Phàm xem như có Cấm Nguyên Châu, cũng đều chỉ sợ không có cơ hội dùng. Sở Phong Trần âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lồng ngực cuồn cuộn lên chiến ý nóng hổi. Nhẫn không gian của đế tử lấp lóe ánh sáng, xuất hiện ra một cái bình ngọc. Cho ngươi. Sở Phong Trần nhìn cường quang màu máu trong bình ngọc như lôi đình, kinh ngạc nói. Đây là cái gì? Đế tử đưa bình ngọc đến trước mặt Sở Phong Trần. Thần huyết, đế quân ngồi xuống, tinh huyết của Lăng Tiêu chiến thần. Nếu như ngươi muốn đăng tràng, đây chính là vũ khí của ngươi. Sở Phong Trần không có lập tức đón lấy, ngược lại chăm chú nhìn vào mắt đế tử. Đây cũng là ý tứ của đế quân sao? Nếu đế tử đều mang đến, vì sao không nói trước cho ta? Nếu như ngày đầu tiên khai chiến ta có được thần huyết trong tay, tuyệt đối sẽ không để Khương Phàm chạy ra khỏi lôi kiếp thiên phạt của ta. Đế tử nâng bình ngọc, lại đưa đến trước mặt Sở Phong Trần. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, lại đánh giá thấp tiềm lực của Khương Phàm. Tuy nhiên bây giờ cũng không muộn.
Sở Phong Trần vẫn nhận lấy. Chỉ một giọt này. Đệ tử thản nhiên nói. Đây không phải thần huyết bình thường, mà là tinh huyết do Lăng Tiêu Chiến Thần tự mình cô đọng. Một giọt này đầy đủ để kích phát tiềm lực của ngươi, hai giọt sợ là muốn mệnh của ngươi. Sở Phong Trần đột nhiên hỏi câu. Ngài không muốn tự mình thử một chút. Đệ tử cười. Nếu như ta ra sân, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận, hậu quả ngươi gánh chịu được hay sao? Sở Phong Trần nhớ tới những chiến ước kia liền lắc đầu tiếp nhận bình ngọc. Muốn giết Khương Phàm, cần phải có người kiềm chế. Ngươi cảm thấy, ai đáng tin cậy? Chọn lựa đầu tiên đương nhiên là Xích Thiên Thần Triều cùng Thái Cổ Thần Miếu, bọn hắn hận thấu Khương Phàm, cũng khẳng định sẽ muốn giết Khương Phàm. Nhưng, nếu như ngươi đăng tràng liền không thể để Khương Phàm dùng bảo vật kia của hắn áp chế cảnh giới, như thế này người đăng tràng khác cần là Niết Bàn cảnh Thất Trọng Thiên. Thất Trọng Thiên trong Xích Thiên Thần Triều cùng Thái Cổ Thần Miếu giống như không có quá đặc biệt, đừng nói kiềm chế Khương Phàm, đám núi lớn kia của Khương Phàm có thể oanh sát từng kẻ bọn hắn. Cho nên, đề nghị của ta là Cửu Lê Thần Cung. Lệ Tuyệt Ngấn của Cửu Lê Thần Cung chính là Niết Bàn cảnh Thất Trọng Thiên, nếu như hắn có thể đăng tràng. Sở Phong Trần rất rõ ràng thực lực của Lệ Tuyệt Ngấn, bọn hắn đã giao phong không ít lần tại Thiên Khải chiến trường, nhưng Vạn Đạo Thần Giáo cùng ma tộc là đối thủ một mất một còn, chưa từng có tiền lệ hợp tác, há có thể tại loại chiến trường được cả thiên hạ này chú ý này dắt tay đối địch. Trong chuyện khác, ta sẽ không đề nghị ngươi hợp tác cùng Cửu Lê Thần Cung, nhưng trong chuyện giết Khương Phàm này, các ngươi thật sự nên có chút ý chí cùng nhau. Cửu Lê Thần Cung và Khương Phàm có huyết hải thâm thù. Không tính là huyết hải thâm thù, nhưng Cửu Lê Thần Cung so với bất cứ kẻ nào cũng đều nguyện ý bắt sống Khương Phàm. Trong này có nguyên nhân lịch sử. Nói thế nào? Phía sau Cửu Lê Thần Cung là Hắc Ma Đế Quân. Hắc Ma Đế Quân từng có hai vị ma hoàng, vị mạnh nhất trong đó là Liệp Thiên Ma Hoàng kia đã chết thảm ở cuộc chiến Đăng Thiên Kiều ngàn năm trước. Liệp Thiên Ma Hoàng chết, không chỉ có suy yếu thực lực Hắc Ma Đế tộc, càng quan trọng hơn là thất lạc một kiện vũ khí, Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương, sao chưa từng nghe qua vũ khí này? Liệp Thần Thương hoàn toàn xứng đáng thuộc về tuyệt thế hung binh, nói là đệ nhất sát khí từ thời hoang cổ đến nay đều không hề quá đáng chút nào. 5.000 năm trước, Liệp Thần Thương qua đi vài vạn năm đã tái hiện thế gian, khiến cho Thiên Khải huyết chiến lâu đến trăm năm. Cuối cùng là Hắc Ma Đế Quân thức tỉnh, vi phạm chiến ước Thiên Khải, bí mật nhúng tay, đoạt lấy Liệp Thần Thương, nhưng lập tức bị đế quân khác phát giác. Đế quân bảy phương toàn bộ đều thức tỉnh, liên thủ giáng lâm Thiên Khải. Suýt nữa tống táng Hắc Ma Đế Quân, cuối cùng Hắc Ma Đế tộc dùng cách phong cấm toàn tộc 3.000 năm làm cái giá thật lớn, mới bảo vệ được Liệp Thần Thương. Ngàn năm trước, cuộc chiến tại Đăng Thiên Kiều, Liệp Thiên Ma Hoàng bất ngờ tập kích phần Thiên Thần Hoàng, lấy Liệp Thần Thương giết xuyên vạn dặm, sâu thân thể hắn. Nhưng phần Thiên Thần Hoàng tại thời khắc sống còn đã tránh khỏi yếu hại, trở tay lấy Liệp Thần Thương đánh trả Liệp Thiên Ma Hoàng, đánh nó xuống khỏi Thiên Khải chiến trường. Thế gian lại còn có sát khí như thế này. Gương mặt Sở Phong Trần có phản ứng, mặc dù được tôn làm đệ tử thần tôn, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được bí mật như vậy. Đáng tiếc từ đó về sau, Liệp Thiên Ma Hoàng cùng Liệp Thần Thương đều đã biến mất, không còn tung tích gì nữa. Hắc Ma Đế Quân không tiếc vi phạm chiến ước phong tồn tuyệt thế sát khí lấy được 3.000 năm, cứ như vậy mà thần bí biến mất, ha ha. Không phải đã đánh xuống khỏi Thiên Khải chiến trường sao? Không phải tìm lại là được rồi sao? Vũ khí cấp bậc như thế, chỉ là sát khí đã có thể để vạn dặm sơn hà biến thành tuyệt địa. Đế quân là tồn tại mạnh hơn thần ma, triệt để rời khỏi với phàm trần, bọn họ không thể nhúng tay sự vụ thế gian. Ở giữa đế quân tám phương còn có chiến ước đặc thù kiềm chế, đầu tiên chính là bất cứ đế quân nào cũng không được bước chân đến Thương Huyền Đại Lục, không được mạo phạm tổ địa chúng sinh. Đế tử liếc mắt nhìn Sở Phong Trần, cái này còn phải hỏi sao? Đế quân tám phương cũng là bởi vì không thể đụng vào Thương Huyền, cho nên đã bí mật nâng đỡ Bát Bộ Hoàng Đạo. Chỉ là loại bí mật này thuộc về, ăn ý, giữa các đế quân, chưa bao giờ công khai qua, Bát Bộ Hoàng Đạo tại Thương Huyền càng không có chủ động thể hiện qua cái gì. Năm đó phần Thiên Thần Hoàng đã nhận ra điểm ấy, nhất định phải lên trời chứng đạo, chỉnh đốn Thương Huyền, cũng chính là bởi vì như thế, mới chọc giận tới đế quân tám phương. Ta đương nhiên biết đế quân không thể nào nhúng tay chuyện Thương Huyền, nhưng không phải có Bát Bộ Hoàng Đạo sao? Hắc Ma Đế Quân hoàn toàn có thể sai sử Cửu Lê Thần Cung điều tra cơ mà. Mặc dù kết minh giữa nhau là thuộc về bí mật, nhưng chuyện quan trọng như vậy,
Cửu Lê Thần Cung hẳn là sẽ không chối từ chứ. Sau khi Phần Thiên Thần Hoàng chiến tử Đăng Thiên Kiều, Thương Huyền lâm vào hỗn loạn mấy chục năm. Đầu tiên là 12 hoàng đạo liên thủ tiến đến Vạn Thế Thần Triều, tiếp đó để Vạn Thế Thần Triều huyết tế thương thiên, sau đó là các hoàng đạo Thương Huyền liên thủ phong tỏa lịch sử, lại có tứ đại chí tôn hoàng đạo bảo đảm độc lập địa vị tại Thương Huyền, không muốn đế quân nhân cơ hội này thẩm thấu Thương Huyền quá độ, lập tức liên thủ bát bộ hoàng đạo tuyên chiến, cưỡng ép chèn ép. Hỗn loạn trước sau đã kéo dài 2-30 năm, bát bộ hoàng đạo đều ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn để ý tới chuyện khác. Nhất là Cửu Lê Thần Cung, suýt chút nữa đã bị đại quang mang thần điện thiêu đến nửa tàn, thần cấp Cửu Lê Ma Đồ đều lưu lại vết thương vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Cho đến lúc cuối cùng chiến loạn lắng lại, Thương Huyền khôi phục lại bình tĩnh, Cửu Lê Thần Cung mới tiếp nhận mệnh lệnh triển khai điều tra, nhưng đến lúc đó, lại điều tra không được cái gì. Liệp Thần Thương và cả Liệp Thiên Ma Hoàng đều biến mất một cách thần bí. Hắc Ma Đế Quân hoài nghi là chí tôn hoàng đạo Thương Huyền bí mật mang đi, cũng chỉ có cường giả cảnh giới thần linh mới có thể che giấu được khí tức của Liệp Thần Thương cùng Ma Hoàng. Nhưng Cửu Lê Thần Cung đã bí mật giám sát tứ đại chí tôn hoàng đạo trên trăm năm, đều không có tra được bất cứ khí tức gì tương tự ở trong các thế lực đó. Đế tử lắc đầu, không còn nói lại những chuyện cũ năm xưa kia nữa. Liệp Thần Thương bởi vì Phần Thiên Thần Hoàng mà biến mất, Hắc Ma Đế tộc hận thấu hắn, Cửu Lê Thần Cung khẳng định cũng sẽ muốn bắt lấy Khương Phàm, tranh công với Hắc Ma Đế Quân. Nhưng, chính bọn hắn thì cũng không có lực lượng săn giết được Khương Phàm, duy nhất chỉ có ma tộc Man Hoang chiến tộc vừa mới bị thương nặng, rõ ràng không nguyện ý ra tay khiêu chiến, cho nên bọn hắn đều là có lòng nhưng không có sức, chỉ có thể đứng nhìn. Nếu như ngươi chủ động ra tay, nguyện ý gánh chịu chủ công. Ta nghĩ vị phó cung chủ Diêu Lăng Vi kia hẳn là sẽ thận trọng suy tính. Lệ Tuyệt ngấn. Sở Phong Trần cau mày, dựa theo những gì đế tử phân tích, Cửu Lê Thần Cung xác thực đáng để hợp tác, nhưng nghĩ đến đối thủ Lệ Tuyệt ngấn một mất một còn kia, vẫn còn có chút kháng cự. Trước đó bọn hắn vẫn luôn là kẻ địch, đột nhiên muốn thành minh hữu, không chỉ có không thích ứng, còn rất không yên lòng. Ta đề nghị hợp tác cùng Cửu Lê Thần Cung, còn có nguyên nhân, ngươi có thể nghĩ đến không? Cấm Ma Bảo Luân, là Cửu Lê Ma Đồ. Bọn hắn mang ở trên người. Nơi này cách Cửu Lê Thần Cung chỉ 5 vạn dặm, nếu như bọn hắn thật nguyện ý, trở về lấy là được. Nếu như Cửu Lê Ma Đồ đăng tràng, có lẽ thật có thể. Sở Phong Trần vẫn rất do dự, nhớ tới việc phải cùng ma vật hung tàn Lệ Tuyệt ngấn kia hợp tác trong lòng liền đầy kháng cự. Ta chỉ là đề nghị, về phần ngươi thật sự muốn hợp tác với ai, vẫn là theo ý nguyện của ngươi. Dù sao cũng là ngươi chiến đấu, ngươi muốn rửa sạch nhục nhã, ngươi phải mượn cơ hội này dương danh thiên hạ, ngươi phải thuận vị tiếp quản vạn đạo thần giáo. Đế tử vỗ nhẹ bả vai Sở Phong Trần, về tới trong thành mới náo nhiệt. Sở Phong Trần đứng yên tại chỗ thật lâu, cuối cùng vẫn đi đến gần thành mới, bái phỏng Cửu Lê Thần Cung. Sau 5 ngày, tại thời điểm rất nhiều người suy đoán chỉ sợ là hoàng đạo không nguyện ý lại khiêu chiến Khương Phàm, thì vào lúc sáng sớm, dưới ánh nắng mặt trời sớm mai, Sở Phong Trần đã đi đến Đại La Sơn. Sở Phong Trần, là Sở Phong Trần của vạn đạo thần giáo. Sở Phong Trần muốn rửa nhục sao? Thật là một người cứng đầu, các hoàng đạo khác cũng không dám khiêu chiến, hắn lại còn đến chiến với Khương Phàm lần hai. Chẳng lẽ Sở Phong Trần không sợ Cấm Nguyên Châu? Hay là hắn mang đến vũ khí đặc thù của vạn đạo thần giáo? Ai biết chí bảo trấn tộc của vạn đạo thần giáo là cái gì không? Không phải là vạn giới môn sao? Giống như không thể nào, chẳng may thua thật, vạn giới môn sẽ rơi vào trên tay Khương Phàm. Không thể nào, vạn giới môn thuộc về bảo vật cấp bậc giáo chủ, trừ phi chân chính nhận chủ cùng Sở Phong Trần, nếu không Sở Phong Trần không phát huy ra quá mạnh, ngược lại dễ dàng bị Khương Phàm cướp đi. Tất cả hoàng đạo không nguyện ý mang theo vũ khí cấm kỵ đăng tràng, chính là sợ bị Khương Phàm cướp đi. Sở Phong Trần lấy ở đâu ra lực lượng? Sao hắn lại khác thường như thế? Khẳng định có vấn đề. Biển người oanh động, số lượng lớn cường giả tuôn ra khỏi thành mới, phân tán ra ngoài vây đến trên núi cao, trong rừng rậm, hoặc cũng có thể là leo lên khung trời, quan sát chiến trường Đại La Sơn. Bầu không khí yên lặng hơn 10 ngày lại lần nữa nóng nảy. Trước đó mặc dù Sở Phong Trần đã thất bại, nhưng thực lực Thánh Vương Thiên Phẩm vẫn được các phương tán thành. Bây giờ lại khiêu chiến lần nữa. Khẳng định là có nắm chắc nhất định. Tất cả hoàng đạo đều trao đổi ánh mắt với nhau,
suy đoán rất có thể là Sở Phong Trần đã hợp tác cùng Hoàng Đạo Phương nào đó. Sẽ là ai chứ? Xích Thiên Thần Triều, hay là Thái Cổ Thần Miếu? Khương Phàm thức tỉnh từ bên trong minh tưởng, đứng dậy nhìn Sở Phong Trần đang đi tới. Ngươi là tới khiêu chiến, hay là đến nói chuyện trời đất? Sở Phong Trần cười lạnh. Ngươi nơi này còn cung cấp phục vụ bồi trò chuyện. Ha ha, xem ra là khiêu chiến. Vẫn là chính ngươi sao? Chê ta không đủ tư cách. Bại tướng dưới tay, còn nói tư cách gì? Nếu không đủ tư cách, vậy lại cho thêm một người nữa. Sở Phong Trần vung tay lên, không gian nhấc lên một làn sóng không gian, vung ra một con cự viên. Giống. Cự viên hét lớn, sóng âm cuồn cuộn, giống như sóng cả thực thụ, lung lay bầu trời. Nó cao hơn 10 trượng, cơ bắp phồng lên như mãng xà quay quanh, khuấy động lực lượng kinh người, toàn thân bao trùm lấy lông tóc thật dày, giữa lông tóc lại ẩn hiện đường vân màu máu, hai con mắt càng giống là hai cái đèn lồng tinh hồng, để cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Toàn thân cự viên khuấy động mê vụ màu đen, cũng giống như có mênh mông sinh mệnh đang nhảy lên, mang cho người ta cảm giác áp bách cường thịnh. Kim cương ma viên, đây không phải ma thú trấn cung của Cửu Lê Thần Cung sao? Tại sao bên cạnh Sở Phong Trần lại có thể có kim cương ma viên? Kim cương ma viên có lực vô cùng lượng lớn, da thịt cứng cỏi như sắt thép, mà còn khát máu hiếu chiến, dưới sự cuồng nộ còn có thể thiêu đốt huyết nhục lâm vào bạo tẩu, phá hủy hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Cửu Lê Thần Cung bất luận là hạ giới hay là thiên khải đều nuôi kim cương ma viên, số lượng nhiều đạt 100.000 con, huyết mạch mạnh nhất thậm chí có thể tới đến vấn đề thánh linh. Con kim cương ma viên này hẳn là thuần huyết. Nếu không phải vậy thì sẽ dùng cái gì phối hợp với Sở Phong Trần? Đám người bạo động, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Nhất là đám người đến từ Tây Bộ, đối với kim cương ma viên đều không thể quen thuộc hơn nữa. Ánh mắt của tất cả hoàng đạo liên tiếp nhìn phía Cửu Lê Thần Cung. Kim cương ma viên thuộc về ma thú trấn cung của Cửu Lê Thần Cung, đời đời bảo vệ, không thể làm phản, trừ phi. Cửu Lê Thần Cung tự mình an bài kim cương ma viên xuất chiến. Vạn đạo thần giáo hợp tác cùng Cửu Lê Thần Cung rồi. Tất cả cường giả hoàng đạo đều hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không phải vạn đạo thần giáo và ma tộc là đối thủ một mất một còn sao? Đây là đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, Lệ Tuyệt Ngấn? Sở Phong Trần muốn liên thủ với Lệ Tuyệt Ngấn. Bọn hắn lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Ma khí cuồn cuộn trong đội ngũ Cửu Lê Thần Cung, một con kim cương ma viên bay thẳng lên trời. Đạp không phóng tới, rơi xuống chiến trường Đại La Sơn. Con kim cương ma viên này cũng cao tới hơn 10 trượng, uy lực và năng lượng đều là nhanh nhẹn dũng mãnh, gương mặt ó nữ tợn, trên bờ vai thình lình còn đứng lấy một đại ma. Thiên tài mạnh nhất Cửu Lê Thần Cung đương đại, Lệ Tuyệt Ngấn. Tân tú ma tộc Thánh Vương Thiên Phẩm, Lệ Tuyệt Ngấn. Lệ Tuyệt Ngấn lại hợp tác cùng Sở Phong Trần rồi, bọn hắn không phải là đối thủ một mất một còn sao. Hai vị truyền nhân Thánh Vương Thiên Phẩm, hai vị huyết ma thú tinh khiết, cảnh giới của bọn hắn cũng đều là niết bàn cảnh thất trọng thiên. Người bình thường cũng không biết Lệ Tuyệt Ngấn, nhưng đám thiên tài của tất cả hoàng đạo đều vô cùng hiểu rõ. Bất luận là Sở Phong Trần, hay là Lệ Tuyệt Ngấn, thanh danh đều quá vang dội, đều là truyền nhân được tất cả hoàng đạo toàn lực bồi dưỡng, là chủ nhân hoàng đạo tương lai, hoặc là người thủ vệ tuyệt đối. Chỉ bốn người các ngươi. Khương Phàm cảm thấy kỳ quái, không phải bởi vì thân phận bọn hắn, mà là số lượng quá ít. Nếu Sở Phong Trần đã lên đài lần nữa, khẳng định có nắm chắc vạn toàn, chỉ ít vạn đạo thần giáo nơi đó thì cho là như vậy. Nhưng chỉ có một con ma thú bồi tiếp, hiển nhiên không bình thường. Trừ phi Sở Phong Trần cùng vị đại ma đô kia mang theo vũ khí tuyệt mật, có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Vũ khí tuyệt mật. Vậy cũng đừng trách ta tái diễn lịch sử. Biểu diễn cho các ngươi một màn miểu sát. Sở Phong Trần nhếch miệng lên một đường cong tàn nhẫn. Chúng ta đều là niết bàn cảnh thất trọng thiên, ngươi hẳn là không tất yếu lại áp chế cảnh giới chứ. Ta chờ hơn 10 ngày, chỉ chờ 4 người các ngươi. Bây giờ sinh ý khó làm như vậy sao? Lại đến thêm một người đi, cho ta nhiều bảo cốt. Khương Phàm ngồi ở chỗ đó không có đứng dậy. Lời này rơi xuống trong lỗ tai tất cả hoàng đạo, làm sao nghe đến không thoải mái. Chúng ta cùng ngươi liều mạng, ngươi lại ở chỗ này làm ăn. Khương Phàm lắc lắc ngón tay, cười nói. Thêm một người liền lại nhiều hơn một cái, cho ta đụng tổng số đến 20. Ta phải nuôi sống một đám người,
áp lực rất lớn. Hắn đang cười, nhưng sắc mặt Sở Phong Trần thì lại từ từ trầm xuống. Ngươi thật coi mình là không thể chiến thắng. Hôm nay ta liền tiếp đãi 5 kẻ, thiếu một tên ta không tiếp. Không phải do ngươi. Vậy ta giết một tên trước. Khương Phàm đưa tay triệu ra thương sinh cung, chúc phúc thạch bên trong cung tiễn bắn ra cường quang, kích hoạt cung tiễn. Khí tức thương sinh, uy lực tạo hóa cuồn cuộn khắp toàn trường. Ngọc tỷ truyền quốc bên trong xí thiên giới thức tỉnh, mình mông quốc vận khuấy động vạn dặm núi rừng, thuận hỗn độn mở miệng mãnh liệt lao ra như biển động lao nhanh phá tan không gian dị độ, trong chốc lát đã phấp phới trên khung trời. Quốc vận cuồn cuộn, dân nguyện minh mông. Ánh sáng sôi trào mãnh liệt đầy trời, hiển hiện lên mê ảnh, có hàng tỷ quốc dân quỳ lạy thần triều, có vương hầu tướng lĩnh thần cung, có thiên quân vạn mã chinh chiến nơi chiến trường, có tông môn thành trì san sát khắp nơi trên đất, tựa như thần triều kiếp trước vào giờ khắc này vượt qua không gian và thời gian cuồn cuộn, quăng tới một hình ảnh thu nhỏ. Giết ai? Khương Phàm khống chế thương sinh cung, chỉ đến Sở Phong Trần ở phía xa. Quốc vận ầm đầy trời vang giáng lâm, thao thao bất tuyệt, tạo hóa vô biên, cuộn trào mãnh liệt, rót vào thân thể Khương Phàm, hội tụ đến trên thương sinh cung. Oanh! Thương sinh cung kịch liệt run rẩy, phát ra ánh sáng vạn trượng, từng luồng sóng mạnh mẽ hội tụ, hình thành trường tiễn chói mắt trên thương sinh cung. Sở Phong Trần thể hiện từ từ cứng ở trên mặt, đây thật sự là thương sinh cung giả của Tổ Sơn sao? Vậy mà lại có thể kích phát ra uy thế như thế? Nhưng nhìn quốc vận thần triều đầy trời, lại nhớ tới tình cảnh hình phù đồ bị một tiễn nổ đầu thảm liệt kia, hắn vừa mới bắt đầu kiêu ngạo lại từ từ đè lại. Khương Phàm, giết ta thử một chút. Lệ Tuyệt Ngấn chủ động khiêu chiến. Trước tiên giao tiền, lại thể nghiệm, hoàng đạo đều không có quy củ như vậy sao? Khương Phàm quả quyết chuyển hướng, chỉ thương sinh cung về phía Lệ Tuyệt Ngấn. Thương sinh cung tỏa ánh sáng hừng hực, giống như mặt trời treo ở trên đỉnh Thái Tổ Sơn. Quốc vận đầy trời giống như ngân hà rơi xuống, lao nhanh đến va chạm vào người Khương Phàm, tiếp tục tăng lên uy thế cho mũi sát sinh tiễn này. Sắc mặt Lệ Tuyệt Ngấn hơi biến đổi, kim cương ma viên dưới thân thì kinh sợ lui lại 2 bước. Vừa rồi sát sinh tiễn nhắm đến Sở Phong Trần, bọn hắn chỉ cảm giác nguồn năng lượng kia rất kỳ diệu, giờ phút này đột nhiên thay đổi chỉ đến chỗ bọn hắn, vậy mà thân thể cùng linh hồn lại đều không bị khống chế mà cảnh giác lên, giống như bị ánh sáng vô tận bao phủ lấy. Bị quốc vận thần triều minh mông bao phủ lấy, phải tiếp nhận hàng tỷ dân chúng thẩm phán. Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có, điều này đã khơi dậy cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn bọn hắn. Nhưng, Lệ Tuyệt Ngấn đến là đã có chuẩn bị. Ầm ầm, một tiếng chấn động, đất trời lung lay, một quyển sách cổ từ trong tay Lệ Tuyệt Ngấn đánh về phía khung trời, nhanh chóng phóng đại, ánh sáng bành trướng, che đậy chiến trường. Cổ đồ hoành thiên, phần Phật oanh minh. Cảnh tượng bên trong nhanh chóng rõ ràng, hình ảnh giống như là vũ trụ sơ khai, khí tức hỗn độn tràn ngập, bên trong là sông núi Cẩm Tú, giang hải vô cương, tráng lệ không gì sánh được. Cửu Lê Ma Đồ. Khương Phàm nhận ra sách cổ. Cửu Lê Ma Đồ. Tất cả cường giả hoàng đạo lập tức bất ngờ, nhìn chằm chằm cuốn sách cổ kia. Người vây xem bình thường không biết lai lịch của quyển sách cổ này, chỉ cảm thấy khí thế kinh người, tràn ngập khí tức kinh khủng. Giống như là muốn thay thế vùng trời kia. Cho dù trong hoàng tộc, cũng đều là có người không biết, thấp giọng giới thiệu với hai bên trái phải. Cửu Lê Ma Đồ là chí bảo trấn cung Cửu Lê Thần Cung. Tại vạn năm trước, trong thần cung đã từng sinh ra thần linh, được tôn xưng là Cửu Lê Ma Hoàng. Là bảo đảm hậu thế của Cửu Lê Ma tộc hưng thịnh không suy, không bị thần ma khi nhục, cuối cùng dùng hắn tinh lực suốt đời, tìm kiếm đại lục thứ 10 đã thất lạc. Cuối cùng thật đúng là đã để hắn tìm được một bộ phận. Tại thời điểm thọ nguyên của Cửu Lê Ma Hoàng chưa hết hắn đã dứt khoát bỏ bản thân, dung hợp di tích vùng đại lục kia, cuối cùng tế luyện thành tuyệt đại ma binh, Cửu Lê Ma Đồ. Nghe nói Cửu Lê Ma Đồ có thể hiện ra uy lực ma hoàng thật sự, phong ấn thiên địa, trấn áp dân chúng, còn có thể luyện hóa hết thảy mọi thứ, đánh đâu thắng đó. Còn có truyền ngôn nói rằng, Cửu Lê Ma Hoàng mượn nhờ di tích vùng đại lục kia mà đạt được vĩnh sinh. Vĩnh viễn sinh sống trong thế giới Cửu Lê Ma Đồ. Ngoại trừ ma đồ bên ngoài, Cửu Lê Ma Hoàng còn để lại cho Cửu Lê Ma tộc phương pháp luyện chế ma đồ. Cho nên giữa thời gian vạn năm, hậu thế Cửu Lê Ma tộc đã nhiều lần nuốt luyện núi rừng Tây Bộ, thậm chí viễn độ Hải Dương thu nạp hàng trăm vạn thủy triều, dùng thánh vương, thậm chí thánh linh, tuần tự dung luyện 7 chương Cửu Lê Ma Đồ.
Một tấm này hẳn là dùng thánh linh cùng vạn dặm sơn hà dung luyện mà thành cửu lê ma đồ cấp bậc thánh binh. Các hoàng tộc khiếp sợ giới thiệu kỹ càng, lần nữa để bọn hắn ý thức được chênh lệch cùng hoàng đạo. Đó thật sự không phải bằng vào thực lực nhất thời mà có thể đuổi kịp, mà là nội tình kinh khủng, là vô số thiên kiêu cố gắng đời đời kiếp kiếp. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Kiếp trước hẳn là ngươi đã lĩnh giáo qua uy lực của cửu lê ma đồ, hôm nay để cho ngươi ôn lại một lần. Lệ Tuyệt Ngấn vung tay ném ra hai khối bảo cốt, Thánh Vương, tuyên bố khiêu chiến bắt đầu, sau đó dùng toàn lực khống chế cửu lê ma đồ, khiêu chiến Khương Phàm. Tấm ma đồ này đúng là đã một vị thánh linh thần cung tại khi còn sống triệt để tế hiến mình, liên hợp dung luyện vạn dặm sơn hà tạo thành. Có thể phong ấn vạn dặm sơn hà, trấn áp hàng trăm vạn sinh linh, luyện hóa tất cả trong đất trời. Mặc dù hắn chỉ là niết bàn cảnh thất trọng thiên, không đạt được thực lực như vậy, nhưng chống cự thương sinh cung của Khương Phàm hẳn không có bất cứ áp lực gì. Người có quốc vận, ta có sơn hà. Người có sát sinh tiễn, ta có thánh linh tọa trấn. Thương sinh cung của ngươi là hàng giả, nhưng của ta lại là vũ khí thánh binh thật sự. Cửu lê ma đồ xác thực bất phàm, nhưng tấm này của ngươi. Không được, thật sự không được. Khương Phàm tắm rửa dưới quốc vận đầy trời, cường thế thôi động thương sinh cung, sát sinh tiễn sáng chói, càng ngày càng hừng hực, uy thế kinh khủng cuồn cuộn tại đỉnh Thái Tổ Sơn, để vô số người đều mở mắt không ra. Ngươi đi thử một chút. Lệ Tuyệt Ngấn dùng toàn lực khống chế cửu lê ma đồ. Sơn Hà Cẩm Tú, Giang Hải Vô Cương, tráng lệ không gì sánh được, càng có khí tức hỗn độn cuồn cuộn, sâu trong ma đồ lại có thánh linh chậm rãi thức tỉnh, tiếp nhận ý chí của Lệ Tuyệt Ngấn, khống chế núi sông, giam cầm mảnh không gian này. Chuẩn bị khai chiến. Sở Phong Trần cũng ném ra hai khối bảo cốt thánh vương, đánh về phía bầu trời, tỏ thái độ tham chiến. Hắn kích phát thiên lôi bảy màu, đằng đằng sát khí, vận sức chờ phát động. Giống. Kim cương ma viên ở bên cạnh Sở Phong Trần kịch liệt nhúc nhích cơ thể, hình thể tăng vọt đến 50 mét, ma khí cuồn cuộn, toàn thân sôi trào lên lực lượng mênh mông. Ta nói, ngươi không được. Khương Phàm dùng toàn lực khống chế sát sinh tiễn trong nháy mắt đã nổ bắn ra, một tiếng oanh minh, long trời lở đất, chấn động chiến trường, lay động hư không. Sát sinh tiễn thoát cung, mênh mông uy thế giống như biển động cuồn cuộn phóng thích ra. Quốc vận mãnh liệt, tạo hóa cuồn cuộn. Thời gian tránh lui, không gian nhường đường. Triều cường quốc vận đầy trời đều nổi lên sóng cả mãnh liệt, phảng phất có hàng tỷ dân chúng tiền triều đang gieo hò, chấn thiên động địa, khí thế khiếp người. Oanh! Ma đồ dưới sự thôi động của Lệ Tuyệt Ngấn đã triệt để thay thế vùng thiên địa này, khí tức kinh khủng tràn ngập ra khắp nơi, khí tức hỗn độn lưu động giống như thánh linh thật sự đang xuất hiện, toàn lực nghênh chiến sát sinh tiễn. Sát sinh tiễn phát xạ lập tức đánh tới cửu lê ma đồ. Nhưng, va chạm mạnh trong dự đoán lại chưa từng xuất hiện, sát sinh tiễn lại trực tiếp đánh xuyên vạn dặm sơn hà của cửu lê ma đồ, xuất hiện ở trước mặt Lệ Tuyệt Ngấn. Cửu lê ma đồ ngay cả chống cự tượng trưng đều không có, linh hồn thánh linh vừa thức tỉnh càng không có bất kỳ phản ứng nào, thật giống như không nhìn thấy sát sinh tiễn xuất hiện, không có cảm nhận được sát sinh tiễn tồn tại. Lệ Tuyệt Ngấn đều không có kịp phản ứng, toàn bộ tinh lực đều giam cầm thiên địa ma đồ mà hắn nắm trong tay, kết quả. Bành! Lệ Tuyệt Ngấn bị đối diện bắn nổ đầu, uy lực thẩm phán đến từ quốc vận, càng là hủy diệt linh hồn của hắn ngay tại chỗ. Tĩnh! Yên tĩnh! Yên tĩnh như chết! Một màn này đã nằm ngoài dự liệu của mọi người, càng làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Thế nào? Ta đã thấy được cái gì? Ta, phụ mẫu nó, đây là nhìn thấy cái gì? Bể đầu! Một kích bể đầu! Cửu lê ma đồ là để bài trí sao? Nhìn năng lượng giam cầm đất trời, Sơn Hà Cẩm Tú, rất khủng bố cơ mà, làm sao lại không có chút phản ứng nào. Lệ Tuyệt Ngấn cứ thế mà chết đi. Truyền nhân mạnh nhất cửu lê thần cung đương đại, cứ thế mà chết đi. Đừng nói người vây xem bình thường cảm thấy như đang nằm mơ, mà tất cả thánh linh, thậm chí thánh vương hoàng đạo đều trợn tròn mắt. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Ảo giác sao? Chuyện này không nên phát sinh. Khương Phàm lấp một viên thánh đan vào trong miệng, khôi phục tinh lực mà mình bị hao hết, để tránh bị người khác nhìn ra suy yếu. Bốn thiếu một, cửu lê thần cung lại bù một người nữa. Hoa! Toàn trường nhanh chóng sôi trào, mấy triệu người vây xem đều toàn thân rét run, hồi hộp bất an. Đây không phải ảo giác,
Đây là sự thực. Khương Phàm dùng một tiễn diệt sát Thiên Kiêu Thần Cung. Khương Phàm, người đã làm cái gì? Phó cung chủ Cửu Lê Thần Cung, cũng chính là sư phụ của Lệ Tuyệt Ngấn, Diêu Lăng Vi không cách nào giữ vững được tỉnh táo, nghiêm nghị quát lớn lên, ma khí cuồn cuộn bạo động trong nháy mắt, cuồn cuộn giữa trời cao. Ngươi nói xem, hắn lên đài, ta nghênh chiến, ta xuất tiễn, hắn không tránh, thì chết, lại trách được ai? Ánh mắt Khương Phàm đột nhiên lạnh, liếc nhìn Cửu Lê Thần Cung. Ngươi, không. Diêu Lăng Vi thê lương rên rỉ, ma tộc sau lưng cuồng bạo sao động. Giống. Địa ma thụ bỗng nhiên chìm xuống, hơn vạn sợi dây leo hoành kích khung trời, uy hiếp ma tộc Tây Bộ, năng lượng minh mông trùng kích bảo cốt Thánh Vương, cường quang ngập trời, khuấy động năng lượng giống như muốn hủy trời diệt đất. Kiều Vô Hối và các loại phượng hoàng bay lên xoay quanh, lạnh sát khí thấu xương giao hòa lấy yêu hỏa ngập trời, rằng co với Cửu Lê Thần Cung đang sao động. Xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả các cường giả hoàng đạo đều không thể bình tĩnh. Thời điểm trước đó Khương Phàm dùng một tiễn đánh giết hình phù đồ, là hình phù đồ mới vừa từ trong phế tích leo ra, còn chưa cẩn thận chuẩn bị, chết thảm dưới sát sinh tiễn thì còn có thể thông cảm được. Nhưng Lệ Tuyệt Ngấn đã dùng toàn lực chống ra Cửu Lê Ma Đồ, Cửu Lê Ma Đồ càng là binh khí phòng ngự danh chấn thiên khải, làm sao có thể bị trực tiếp diệt sát. Đó là Lệ Tuyệt Ngấn, đó là thiên kiêu ma tộc có thánh vương thiên phẩm linh văn cơ mà. Thương sinh cung của Khương Phàm có vấn đề. Có một thánh linh hoàng đạo gắt gao tiếp cận thương sinh cung trong tay Khương Phàm, một vũ khí hàng giả mà thôi, số lượng quốc vận có thể mượn có hạn, hiện ra uy lực cũng có hạn, coi như quốc vận đặc thù, nhưng Cửu Lê Ma Đồ càng đặc thù. Trừ phi, vấn đề xuất hiện ở bên trên chuôi thương sinh cung kia. Số lượng lớn ánh mắt đồng loạt nhìn thẳng đến chỗ Tổ Sơn, chẳng lẽ là Khương Phàm đã cùng Tổ Sơn làm giao dịch? Thương sinh cung kia là thật. Vô hồi thánh chủ đều cảm giác như đang nằm mơ. Một kiện hàng giả mà lại có uy lực mạnh như vậy sao? Thương sinh cung đúng là hàng giả, không liên quan tới chúng ta. Diêu Khải Minh lắc đầu, vẻ mặt phức tạp. Vấn đề không phải ra trên thương sinh cung, mà là ra trên người Khương Phàm. Khương Phàm lấy được là truyền thừa thương thiên, là trưởng khống giả thương sinh tạo hóa, có thể thay thế dân chúng thẩm phán tội dân. Hắn nói ai có tội, người đó liền có tội. Không cần điều động Ngọc Tỷ truyền quốc. Chỉ là thương sinh tạo hóa đưa tới năng lượng đã có thể thẩm phán Lệ Tuyệt Ngấn, nếu như lại phối hợp với hàng tỷ quốc vận, đương nhiên sát sinh tiễn có thể trực tiếp phán Lệ Tuyệt Ngấn tử hình. Về phần Cửu Lê Ma Đồ, xác thực có thể cầm giữ đất trời, cũng xác thực sẽ hiện ra vạn dặm sơn hà phòng ngự. Nhưng, sát sinh tiễn không phải năng lượng tự nhiên trên ý nghĩa bình thường, mà là ý chí thương thiên, là lời cầu nguyện của chúng sinh, Cửu Lê Ma Đồ không phòng được. Thánh linh ở bên trong càng không phát hiện được cái nguồn năng lượng áo nghĩa, phi tự nhiên kia. Cho nên, sát sinh tiễn không phải bắn thủng Cửu Lê Ma Đồ, là Cửu Lê Ma Đồ căn bản không có phát hiện được năng lượng tập kích. Kim Cương Ma Viên bừng tỉnh, ôm lấy thi thể không đầu của Lệ Tuyệt Ngấn bay thẳng lên trời, chật vật thoát khỏi Đại La Sơn. Diêu Lăng Vi ôm lấy thi thể không đầu mà Kim Cương Ma Viên đưa tới, bi thống kêu khóc. Nàng là phó cung chủ. Lại bồi dưỡng được truyền nhân mạnh nhất một đời mới của thần cung. Mãi cho đến hôm nay, nàng luôn bị những phó cung chủ cùng cung chủ khác đố kỵ. Để bảo đảm cho Lệ Tuyệt Ngấn, bồi dưỡng cho Lệ Tuyệt Ngấn, có thể nói là nàng đã dốc hết tâm huyết, cơ hồ xem như nhi tử nuôi, chỉ mong có thể làm cho tất cả mọi người trong thần cung không có lời nào để nói. Mắt thấy Lệ Tuyệt Ngấn bước lên cao giai niết bàn, sắp bắn vọt đến thánh linh, kết quả. Chết rồi. Chết một cách uất ức. Chết thật bi thương, chết đến cơ hồ không có chút ý nghĩa nào, lại còn tăng thêm uy danh cho Khương Phàm. Cửu Lê Ma tộc sao động cuồng nộ, nhưng nhận sự uy hiếp của địa ma thụ cùng đám phượng hoàng, bọn hắn đều không có tùy tiện khởi xướng trùng kích. Cửu Lê Ma Đồ, từ bỏ. Khương Phàm không sợ bầu không khí Tây Bộ bạo động, hắn tế lên thông thiên tháp, chân áp Cửu Lê Ma Đồ, cưỡng ép kéo vào tầng thứ ba, sau đó lấy đi hai khối bảo cốt thánh vương trên đất. Kim Cương Ma Viên dưới thân Sở Phong Trần cũng không lưu lại, hất Sở Phong Trần ra, rời khỏi Đại La Sơn. Ai, không đánh sao, không cần khẩn trương, không phải bất đắc dĩ, ta không cần sát sinh tiễn. Trở về, đều trở về. Khương Phàm một bên hô hào, một bên thu hồi ném hai khối bảo cốt Thánh Vương Sở Phong Trần ném đến trước đó. Sở Phong Trần, chỉ một mình ngươi rồi, ngươi không được,
tranh thủ thời gian lại chào hỏi thêm mấy đồng bọn. Danh sách 5 người vậy ta bớt cho ngươi, 2 khối bảo cốt, danh sách 3 người, 3 khối bảo cốt. Nhất định phải đều là niết bàn cảnh thất trọng thiên, làm ăn của quán nhỏ, lao động chân tay, còn xin thông cảm. Sở Phong Trần đứng ở tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm, nắm chặt nắm đấm, đầy ngập lửa giận hận không thể phát tiết ra ngoài, nhưng vẫn gian nan nhịn được. Một tiếng đánh giết thiên kiêu ma tộc, vấn đề rốt cuộc là ở vũ khí, hay vấn đề là ở chỗ Khương Phàm. Hắn nhìn Khương Phàm đi bộ nhàn nhã ở trước mặt, bỗng nhiên cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Thật không cần lại nhiều thêm mấy người, vậy bây giờ liền chúng ta bắt đầu. Ánh mắt Khương Phàm dần dần hiện lạnh, hai tay dâng lên liệt diễm, lòng bàn tay hiển hiện ra đường vân chu tước, một loại uy thế cường đại tràn ngập chiến trường giống như sát thần săn ma. Cùng lúc đó, tinh thần ở xung quanh đều rung chuyển, chuẩn bị giam cầm không gian. Sở Phong Trần nhúc nhích bờ môi, muốn nói cái gì đó nhưng vẫn nhịn được, hắn kích phát bảo khí không gian trong trái tim, quả quyết dung nhập hư không, lần thứ hai trốn về đội ngũ vạn đạo thần giáo. Ngọc thạch không gian trong trái tim là thánh khí đặc chế, có thể bảo đảm hắn ở bất kỳ điều kiện gì đều có thể thuận lợi thoát thân. Dù sao đây cũng là người thừa kế được lão tổ tông vạn đạo thần giáo bồi dưỡng, nhất định phải bảo vệ tốt. Lại chạy. Khương Phàm nhìn vạn đạo thần giáo, cười lạnh, sau đó bay lên không trở lại Thái Tổ Sơn, thanh âm mát lạnh, vang vọng toàn trường. Xét thấy cục diện cùng ngày, ta lại đổi quy tắc một lần nữa. Niết bàn cảnh thất trọng thiên khiêu chiến, ta không áp chế các cảnh giới của ngươi, nhưng cần 5 người trở lên. Nếu không, trực tiếp áp chế giết chết các ngươi. Ngữ khí phách lối đã chọc giận các cường giả hoàng đạo, nhưng lệ tuyệt ngấn chết thảm ngoài ý muốn đã kích thích bọn hắn thật sâu. Rất nhiều người thậm chí còn hoài nghi, rất có thể Khương Phàm còn đang ẩn giấu đi sát chiêu khác. Hắn thay đổi. Chu Diễm đứng ở trên không, quan sát Khương Phàm trên chiến trường. Là Sơn Hà Mai Táng, lại là tinh không hủy diệt, bây giờ còn có sát sinh tiễn diệt sát thiên tài phẩm cấp Thánh Vương, đây đều là võ pháp kiếp trước hắn chưa từng gặp qua. Thậm chí không thể nào xem như võ pháp, mà là một loại bí thuật đặc biệt nào đó không cách nào miêu tả được. Hắn có một trực giác mãnh liệt, rất có thể Khương Phàm đã đạt được truyền thừa phi phàm, thậm chí còn mạnh hơn Chu Tước truyền thừa. Mạnh hơn Chu Tước truyền thừa. Chu Diễm nghĩ tới đây, vẻ mặt nghiêm trọng càng trở nên âm trầm. Chu Tước truyền thừa đã áp đảo phía trên ngàn vạn võ đạo, lại thêm thứ càng mạnh, tiềm lực tương lai của Khương Phàm sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Không thể để cho Khương Phàm trưởng thành. Tuyệt đối không thể nào lại để cho Khương Phàm trưởng thành. Khương Phàm, ngươi thật sự làm cho ta ngoài ý muốn đấy. Không hổ là thần hoàng lên trời chứng đạo. Đế tử thì thào khẽ nói, bên trong đế tộc bọn hắn có thần tử, thậm chí thần hoàng chuyển thế được bí mật nuôi dưỡng, nhưng nếu so với Khương Phàm mà nói giống như lại kém đi mấy phần, thậm chí còn kém càng nhiều. Đế tử nắm chặt ký ức tinh thạch trong tay, nếu như đưa tràng diện chiến đấu trong này về đế tộc, hoặc là đưa lên thiên khải chiến trường, những thánh tử, hoàng tử, đế tử cao ngạo kia, chỉ sợ đều sẽ hưng phấn. Khương Phàm, không sống xé ngươi, ta cũng không phải là Diêu Lăng Vi. Diêu Lăng Vi chỉ đến Khương Phàm, nghiêm nghị hét lên đầy giận dữ, nàng muốn báo thù cho Lệ Tuyệt Ngấn, muốn đòi một lời giải thích cho hơn 30 năm mình bỏ ra. Cửu Lê ma tộc hét lớn, đây là tuyên chiến, Cửu Lê thần cung toàn diện tuyên chiến. Khương Phàm, không thể sống, tuyệt đối không thể còn sống bước lên thánh linh cảnh. Thái cổ thần miếu lại lần nữa cảm nhận được uy hiếp. Bọn hắn không biết sốt cuộc kiếp trước Khương Phàm cường hãn tới trình độ nào, nhưng thực lực kiếp này rõ ràng là cao hơn những gì bọn hắn hiểu. Cho dù tận mắt nhìn thấy, nhưng thật sự đều rất khó tiếp nhận được sự thật này. Đây cũng không phải thực lực cùng tạo nghệ võ pháp mà một niết bàn cảnh thất trọng thiên có thể có, đây càng không phải năng lượng cực hạn mà một sinh linh bình thường có thể có được. Khương Phàm mới ở niết bàn cảnh thất trọng thiên đã có thể vô địch dưới thánh linh, nếu quả thật đến bán thánh, vào cái ngày đó, chẳng phải có thể săn giết thánh linh. Nếu như đến thánh linh, chẳng phải có thể nghênh chiến thánh vương. Khương Phàm, phải chết. Miếu chủ của Thái Cổ Thần Miếu chưa bao giờ muốn xử tử Khương Phàm giống như bây giờ. Khương Phàm không chết, chúng ta không cách nào bàn giao với liệt tổ liệt tông được. Giọng các trưởng lão thần miếu trầm thấp lộ ra oán hận ở bên trong. Thái Tuế từ xưa đến nay đã sống 5.000 năm, ngủ say 5.000 năm, trước sau trải qua trên vạn năm, bởi vì thể chất đặc biệt,
từ đầu đến cuối đều nhận các đời miếu chủ cùng trưởng lão thần miếu trọng điểm bồi dưỡng, mong đợi chính là mỗi thế tương lai thức tỉnh đều có thể trở thành thánh vương, thậm chí là thánh hoàng, tọa trấn thần miếu, càng mong đợi là tương lai có thể trọn vẹn đạt tới thánh hoàng, chạm đến vấn đề bán thần. Nhưng, vạn năm bồi dưỡng, bị hủy bởi đương thời. Nếu như không thể báo thù, bọn hắn chính là tội nhân của thần miếu. Miếu chủ thần miếu trầm giọng nói. Khương Phàm giết không chết Thái Tuế, chỉ cần đoạt lại di thể, còn có thể để ngài ấy phục sinh một lần nữa. Đại trưởng lão nói. Chúng ta còn muốn khiêu chiến sao? Trong tổ tử thần miếu còn có rất nhiều bảo cốt thánh vương, chúng ta liên hợp hai phe yêu tộc trấn Nam yêu quốc cùng thiên cực giới, điều động 10 bán thánh, hẳn là có thể vây giết Khương Phàm. Không cần, Khương Phàm khiêu chiến hoàng đạo tại Đại La Sơn, chính là một âm mưu từ đầu đến đuôi, hắn dùng tất cả hoàng đạo, công khai xử tử hắn, làm mánh lới, cho hắn cùng xí thiên giới tranh thủ đến 5 tháng chỉnh đốn, sau đó lại bằng vào thực lực đặc biệt của mình, săn giết cường giả hoàng đạo, còn tụ tập bảo cốt thánh vương. Một công ba việc, thành bên thắng lớn nhất. Trước đó tất cả hoàng đạo đều tự tin có thể trước mặt mọi người trấn sát Khương Phàm, sau đó tuyên cáo thiên hạ thương huyền bằng vào lực lượng của mình xử lý một trận nguy cơ khoáng thế. Nhưng bây giờ, tất cả hoàng đạo đều đã thật sự thấy được phần thiên thần hoàng khủng bố, cũng không có người nào lại đăng tràng khiêu chiến. Miếu chủ nhìn Khương Phàm phách lối bên trên Thái Tổ Sơn, thanh âm lạnh lẽo đến thấu xương. Cuộc chiến tại Đại La Sơn này đã là lần Khương Phàm chính thức gặp mặt cùng Thương Huyền, càng là tuyên cáo với tất cả hoàng đạo, đường tắt bình thường không thể nào giết chết hắn, vậy kế tiếp. Cũng chỉ có thể thông qua đường tắt không bình thường. Kỷ nguyên năm thứ 11 ngày 21 tháng 1, đêm khuya. Miếu chủ thần miếu, phó cung chủ Cửu Lê thần cung, giới chủ thiên cực giới, tế tự vạn đạo thần giáo, tộc trưởng Thao Thiết yêu tộc, cung chủ Phù Tang thần cung, phó điện chủ Sinh mệnh thần điện. Cùng phó điện chủ Chu Thiên Thần Điện, điện chủ Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Diễm của Xích Thiên Thần Triều, phó giáo chủ Cửu Lê Thần Giáo, tổng cộng 11 đại biểu hoàng đạo, ký kết linh hồn phân thân, tề tụ đến thần miếu, miếu chủ bí mật tế lên tế đàn chiêu hồn. Nếu tất cả mọi người đều đã đến, chắc hẳn đều hiểu mục đích hội nghị đêm nay. Hội nghị này là do miếu chủ thần miếu đưa ra, không nghĩ tới chỉ là chào hỏi đơn giản, vậy mà đều đã tới. Chuyện này có nghĩa tất cả hoàng đạo đều nghĩ giống như hắn, cũng mang ý nghĩa vấn đề muốn thảo luận đêm nay có thể thuận lợi thông qua. Tế tự vạn đạo thần giáo thản nhiên nói. Chúng ta ai cũng không muốn đi đến một bước này, nhưng thực lực của Khương Phàm, các ngươi cũng đều đã thấy được. Sau khi hơi trầm mặc, Diêu Lăng Vi mặt mũi tràn đầy u ám liền mở miệng, nói lên đề tài. Trước lúc này, chúng ta đều muốn dùng thủ đoạn chính quy giết Khương Phàm. Để tử dân thương huyền chứng kiến thực lực của chúng ta, nhưng bây giờ xem ra, chúng ta chỉ có thể hiện ra thủ đoạn cực đoan. Đông Hoàng Hoa Thanh mở miệng, thản nhiên nói. Thật sự đến một bước này rồi. Nếu như dùng thủ đoạn cực đoan, chẳng khác nào tuyên bố với thương huyền, bất kỳ một hoàng đạo nào trong chúng ta cũng đều không có năng lực xử lý một trận nguy cơ, bất kỳ một hoàng đạo nào đều bồi dưỡng không ra thiên tài giết được Khương Phàm. Không sợ ảnh hưởng đến hình tượng hoàng đạo tại trong lòng dân chúng thương huyền. Không sợ khiến cho hoàng đạo Bát Châu Thập Tam Hải chế diễu. Miếu chủ khẽ nhíu mày, nói với Đông Hoàng Hoa Thanh. Chúng ta đều nguyện ý biểu hiện ra thực lực với Thương Huyền, hiện ra năng lực chúng ta có thể ứng phó nguy cơ nội bộ với thiên hạ, nhưng thực lực của Khương Phàm, võ pháp hay các loại vấn đề, đã không thể dùng tư duy bình thường đi tìm hiểu, nếu như để hắn tùy ý mạnh hơn thêm mấy cảnh giới, ai có thể khống chế được nổi. Điện chủ Đại Quang Mang Thần Điện nói. Trước đó ta còn không hiểu, kiếp trước Khương Phàm thống ngự Thương Huyền như thế nào, bây giờ xem ra, hắn xác thực có chỗ độc đáo. Ngàn năm trước, tiên tổ chúng ta chính là nghiêm ngặt tuân thủ quy củ, đánh giá thấp tiềm lực Khương Phàm, mới ngồi nhìn Khương Phàm từ từ mạnh lên, cuối cùng thống ngự Thương Huyền. Một thế này, đám người chúng ta này chấp trưởng Thương Huyền, tuyệt đối không thể lại để cho lịch sử tái diễn, không thể nào lại để cho Khương Phàm dẫn bạo chiến trường nội bộ, tiêu hao thực lực tổng hợp của Thương Huyền. Điện chủ Đại Quang Mang Thần Điện nói xong để miếu chủ và đám người rất hài lòng. Đúng vậy, mặc dù Khương Phàm được Tổ Sơn định là chủ nhân Thương Huyền, nhưng chiến tranh kiếp trước đã tiêu hao lực lượng Thương Huyền, để Thương Huyền đại thương nguyên khí sau trận chiến đấu tại Đăng Thiên Kiều. Món nợ này, thật đúng là phải do Khương Phàm gánh chịu. Một thế này, bọn hắn cũng không thể lại để cho lịch sử tái diễn. Hắc hắc, hắc hắc hắc, ha ha. Một tiếng cười lạnh tà ác phá vỡ bầu không khí nghiêm túc.
chư vị đại biểu hoàng tộc khẽ nhíu mày, đều nhìn sang. Lão côn trùng, người cười cái gì? Nhân tộc là thật kỳ diệu, mặt mũi so với mệnh còn quan trọng hơn, giữ quy củ đến cổ hủ buồn cười. Kẻ nói chuyện chính là kim giáp cấm thiên trùng, giới chủ thiên cực giới. Thiên cực giới là thế giới trùng tộc, bên trong chiếm cứ mấy chục tỷ, thậm chí hơn trăm tỷ yêu tộc, bọn hắn có số lượng khổng lồ, chủng loại phong phú, quanh năm lại chinh chiến thiên khải, từ trước tới giờ đều không để ý tới chuyện hạ giới. Miếu chủ thần miếu nghiêm khắc nói. Ngươi có ý gì, không nguyện ý tham gia, ngươi có thể rời khỏi. Kim giáp hư thiên trùng nhìn về phía tất cả đại biểu hoàng đạo, thâm trầm cười nói. Thời điểm Khương Phàm khởi xướng khiêu chiến, ta sẽ đoán được, kẻ thật sự lên đài nghênh chiến khẳng định là nhân tộc các ngươi. Các ngươi muốn mặt mũi, muốn chứng minh mình, các ngươi muốn sùng bái, muốn quang minh chính đại giết chết Khương Phàm. Nhưng đối với ta mà nói, ta tới đây cũng không phải khiêu chiến, ta chính là tới giết Khương Phàm. Về phần thủ đoạn cực đoan chẳng lẽ không coi là hiện ra thực lực. Cung chủ Phù Tăng Thần Cung, tộc trưởng Kim Ô yêu tộc, cũng lạnh lùng cười. Chúng ta từ lúc bắt đầu đã không có chuẩn bị trực tiếp khiêu chiến, ngược lại là các ngươi, ha ha, đánh đến khí thế ngất trời. Không chỉ có tử thương thảm trọng, còn đưa cho Khương Phàm lên gần 20 khối bảo cốt thánh vương. Tộc trưởng Thao Thiết yêu tộc nói, chúng ta cho phép Khương Phàm tháng năm chỉnh đốn, chủ yếu là muốn dẫn Khương Phàm từ trong hư không ra, không phải thật sự tới khiêu chiến. Xí thiên giới có thể bôn tập xích thiên hoàng thành từ hư không liền mang ý nghĩa xí thiên giới khẳng định còn mạnh hơn những gì chúng ta mong muốn trước đó, muốn cưỡng chế ép từ trong hư không đi ra, quả thực cực khó. Nếu Khương Phàm muốn chủ động lộ diện, kéo lấy xí thiên giới giáng lâm đến thế giới thật, vậy thì chuyện này không bớt đi phiền phức của chúng ta sao? Tiếp nhận khiêu chiến, chỉ là tê liệt Khương Phàm, dẫn hắn đi ra, mới là mục đích thật sự. Mà, Khương Phàm tuyên ngôn một trận liền để 12 hoàng đạo chúng ta toàn bộ đều tụ họp lại, cái này so với chúng ta tự mình chào hỏi nhau còn có tác dụng hơn nhiều. Hội nghị khó có được, 12 hoàng đạo và hơn 20 hoàng tộc tụ tập, không nên lợi dụng thật tốt, há không phung phí của trời. Luận võ, chỉ là món ăn khai vị mà thôi, vây bắt xí thiên giới mới là bữa ăn chính. Nhưng ta không nghĩ tới, bọn ngu xuẩn các ngươi lại đưa cho Khương Phàm 19 khối thánh vương cốt, đó chính là số lượng lớn thánh cốt. Thô lỗ, yêu đúng là yêu. Sắc mặt phó điện chủ Chu Thiên Thần Điện âm trầm lại. Bọn hắn làm chí tôn hoàng đạo ở trung vực Nam Bộ, trong khu vực cảnh giác ở hạ giới thủy chung là yêu tộc Nam Bộ, tại thiên khải chiến trường lại điên cuồng săn giết yêu tộc, đối với bọn dã man thô lỗ này là cực kỳ chán ghét. Chúng ta công bằng vây bắt Khương Phàm, không có sai. Chúng ta mượn cơ hội này hiện ra thực lực, cũng không sai. Chỉ là chúng ta đã đoán sai thực lực của Khương Phàm. Điện chủ Đại Quang Mang Thần Điện cũng biểu đạt ý kiến của mình với ba yêu chủ. Nếu như thủ đoạn bình thường có thể xử lý sạch Khương Phàm, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý vận dụng thủ đoạn cực đoan. Chu Diễm mở miệng. Bằng vào dự đoán của ta đối với thực lực của Khương Phàm, chúng ta có thể ở chỗ này giết chết hắn, nhưng mấy tuyệt kỹ đặc thù, cùng đỉnh lô, thái tổ sơn, thanh đồng tiểu tháp các loại mà hắn khống chế, đều là nằm ngoài dự liệu, thậm chí có thể so sánh cùng Chu Tước truyền thừa. Chúng ta đều nguyện ý làm mặt dân chúng thương huyền, quang minh chính đại trấn áp mối uy hiếp là Khương Phàm này, nhưng sự thật đã chứng minh, Khương Phàm đã được trời trợ giúp, không phải người bình thường có khả năng ứng phó được. Hôm nay nếu các vị đã tập kết đến nơi đây liền mang ý nghĩa đều công nhận thực lực của Khương Phàm, tiếp nhận hiện thực không thể nào giết hắn một cách bình thường, nếu đã như thế thì trực tiếp thương lượng thủ đoạn cực đoan đi. Miếu chủ thần miếu nói, muốn giải quyết Khương Phàm, đầu tiên phải xử lý xí thiên giới. Đông Hoàng Hoa Thanh nói, xí thiên giới mặc dù danh xưng đệ nhất hoàng đạo, nhưng thắng ở đan dược, ở lực ảnh hưởng, mà không phải thực lực. Từ xưa đến nay, thánh vương mà bọn hắn sinh ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cái này mọi người đều biết. Nhưng xí thiên giới lại có thể lặng yên không tiếng động vượt qua không phận của xích thiên, tới gần xích thiên hoàng thành, cái này mang ý nghĩa bản thân chỗ không gian xí thiên giới này có vấn đề nghiêm trọng, còn không chỉ là không gian tinh thạch cùng loại hình pháp trận. Kim giáp hư thiên trùng khôi phục thể hiện nghiêm túc, đồng ý với phán đoán của Đông Hoàng Hoa Thanh. Thiên cực giới chúng ta là không gian độc lập, cũng có số lượng lớn không gian nhuyễn trùng, nhưng còn không có lòng tin trực tiếp giết tới xích thiên hoàng thành. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta dùng cách tiếp nhận, đại la thiên khiêu chiến,
đến dẫn xuất xí thiên giới, bên trong nhất định có bí mật phi phàm. Nếu như không nắm chặt cơ hội, nhất cử khống chế xí thiên giới, muốn dẫn hắn ra từ trong hư không mênh mông, độ khó là cực lớn. Đông Hoàng Hoa Thanh cùng Kim Giáp Hư Thiên Trùng nói, để sắc mặt tất cả các đại biểu hoàng đạo liền nghiêm trọng lên. Vạn Đạo Tư Tế nói, muốn khống chế xí thiên giới, nhất định phải cưỡng ép giam cầm cả phiến thiên địa kia, lại nhanh chóng dồn Khương Phàm vào chỗ chết. Giam cầm đất trời, cái này cần chúng ta đều vận dụng vũ khí cấm kỵ, còn cần Thánh Vương Liên Hợp Thánh Linh cưỡng ép thôi động. Săn giết Khương Phàm, chỉ cần mấy vị Thánh Linh xuất kích, lấy thủ đoạn lôi đình mới có thể làm được. Tất cả các đại biểu hoàng đạo lần lượt gật đầu, chỉ cần bọn hắn vận dụng toàn bộ vũ khí cấm kỵ, Thánh Hoàng đều có thể vây giết. Chu Diễm nói, nếu chúng ta muốn liên thủ thì phải phối hợp thật tốt, người nào chịu trách nhiệm giam cầm đất trời, người nào chịu trách nhiệm tập kích Khương Phàm. Phó Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện nói, Thiên La Địa Võng của Chu Thiên Thần Điện có thể giam cầm càn khôn, phong khốn vạn dặm, phụ trách xí thiên giới. Tư Tế Vạn Đạo nói, chúng ta sẽ liên thủ thôi động vạn giới môn, phóng thích không gian tại hư không, chặn đánh đường lui của xí thiên giới. Diêu Lăng Vi nói, Cửu Lê Ma Đồ thần cấp tại Thiên Khải, nhưng ta có thể mời đến Cửu Lê Ma Đồ cấp Thánh Vương, có thể chặn đánh xí thiên giới tại hư không. Cung chủ Phù Tăng Thần Cung nói, 81 cây kim ô tế thiên kỳ, chúng ta mang đến 18 cây, có thể tấn công địa ma thụ. Tất cả hoàng đạo đều liên tiếp tỏ thái độ, đều là chí bảo trấn tộc của bọn hắn, Thánh Vương Liên Hợp Thánh Linh thôi động, có thể thể hiện ra uy lực tới gần Thánh Hoàng. Miếu chủ thần miếu rất hài lòng, vô cùng hài lòng, nếu quả thật tất cả hoàng đạo có thể liên hợp ra tay, không thua gì mấy vị Thánh Hoàng toàn lực bạo kích, xí thiên giới khẳng định gánh không được, nói không chừng còn có thể bị cưỡng ép xé mở. Xích Thiên Thần Triều, Cửu Thiên Thần Giáo, các ngươi thì sao? Chu Diễm nói, ta phụ trách bắt Khương Phàm. Đông Hoàng Hoa Thanh nói, nếu như không để ý, Khương Phàm do ta xử lý. Chu Diễm lãnh đạm nói, ta phụ trách Khương Phàm, Cửu Thiên các ngươi hiệp trợ giam cầm không gian. Miếu chủ thần miếu nói, Chu Diễm cùng Khương Phàm là kẻ thù truyền kiếp, lẽ ra nên do Chu Diễm tự mình ra tay. Hoa Thanh phó giáo chủ, Cửu Thiên các ngươi có cấm khí không gian, vẫn là nên xử lý xí thiên giới đi. Đông Hoàng Hoa Thanh không có dây dưa, mà chỉ nói, khi nào ra tay? Chu Diễm nói, trước tiên cứu tử tôn của các vương hầu trở về. Đầu tiên, hắn muốn bảo đảm Triệu Phong Niên và mấy hài tử kia được an toàn, sau đó lại hành động. Huống chi, sau khi giao ra bảo cốt chuyển tay liền muốn giết Khương Phàm, lấy thêm trở về là được. Nhưng mấy hài tử này, phải cẩn thận. Miếu chủ nói, vậy tại thời điểm giao dịch khởi xướng tập kích, lợi dụng giao dịch để Khương Phàm cùng xí thiên giới tạm thời buông lỏng cảnh giác, chờ các ngươi người thu hồi được, chúng ta lập tức hành động. Tất cả đại biểu hoàng đạo đều gật đầu đồng ý, bây giờ tính cảnh giác của địa ma thụ cực mạnh, tùy tiện xuất kích sẽ tạo thành thương vong nghiêm trọng, dù sao ai cũng không muốn hy sinh ở chỗ này. Thời điểm giao dịch, Khương Phàm cùng xí thiên giới đều hưng phấn, cũng liền buông lỏng. Tư Tế Vạn Đạo nói, Khương Phàm không phải kẻ lỗ mãng. Nếu đã khiêu chiến Thương Huyền ở chỗ này, khẳng định còn làm chuẩn bị khác. Nếu như chúng ta hành động, nhất định phải toàn lực ứng phó, không được lưu tình. Đến lúc đó, còn xin các vị chớ có lên tiếng không ra sức, sợ chết không hướng vào tới trước. Điện chủ Đại Quang Mang Thần Điện nghiêm túc nhắc nhở. Một khi chúng ta phát khởi tập kích, chính là từ bỏ mặt mũi hoàng đạo, đánh cược tín dự hoàng đạo, cho nên nếu muốn làm thì cần làm gọn gàng mà linh hoạt. Nếu như mạo hiểm, còn thất bại, vậy sẽ mất mặt ném đến khắp thiên hạ. Sau khi tất cả đại biểu hoàng đạo lần lượt tản linh hồn ngưng kết ra, bọn hắn đều khẩn trương triển khai chuẩn bị. Mà tin tức cực hạn tại cao tầng nội bộ, từ bán thánh trở lên. Đệ tử, tộc nhân của bọn hắn, cùng hoàng tộc phía ngoài và dân chúng bình thường đều không biết chút nào. Hành động này được giữ bí mật tuyệt đối, là bảo đảm hành động tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Nhưng, bọn hắn ai cũng nghĩ không ra. Chí tôn hoàng đạo cao ngạo, đệ nhất đại giáo Thương Huyền, Cửu Thiên Thần Giáo đã sớm bí mật sâu chuỗi cùng Khương Phàm. Tại lúc bọn hắn bắt đầu chuẩn bị, đồng thời Đông Hoàng Hoa Thanh đã mật lệnh Đông Hoàng Như Ảnh ẩn núp đến Đại La Sơn, thông báo Khương Phàm. Khương Phàm đang ngồi ở dưới ánh trăng, thôn nạp linh khí đất trời, tìm hiểu thông thiên tháp huyền bí. Người rất rõ ràng,
trận khiêu chiến tại Đại La Sơn này là một nước cờ thua, ngươi không sống nổi. Giọng của Đông Hoàng như ảnh ung dung phiêu đãng ở bên tai Khương Phàm. Nếu như ngươi bị giết, thật đúng là đã theo ý hoàng đạo. Bọn hắn ở ngay trước mặt toàn Thương Huyền, dùng ngươi định quy tắc công bằng công chính giết ngươi, chẳng khác nào tuyên cáo Thương Huyền, ngươi. Không hơn gì cái này. 12 hoàng đạo mới là chính thống, ngàn năm trước là như thế, ngàn năm sau vẫn như vậy. Nếu như ngươi hiện ra thực lực phi phàm, giết người khiêu chiến của bọn hắn, đạt được số lượng lớn bảo cốt thánh vương, bọn hắn càng không khả năng để cho ngươi còn sống mà rời khỏi. Quy mô vây bắt cực lớn, thánh vương xuất kích, đều là có thể dự đoán đến. Tóm lại, bắt đầu từ cái ngày ngươi khởi xướng khiêu chiến đó, vận mệnh của ngươi đã được định. Khương Phàm, tha thứ ta nói thẳng, đây là một nước cờ bết bát nhất sai lầm nhất kể từ khi ngươi trùng sinh đến nay. Bờ môi Khương Phàm khinh động, thì thào khẽ nói. Không phải còn có các ngươi sao? Đây chính là kế hoạch của ngươi. Ngươi cảm thấy thực tế sao? Cửu Thiên Thần Giáo có thể làm chính là tại điều kiện cho phép phối hợp cùng quấy nhiễu. Nếu như tất cả hoàng đạo liên thủ khởi xướng vây bắt, Cửu Thiên Thần Giáo không những không thể nào ngăn cản, mà còn cần phối hợp. Chỉ đùa một chút thôi. Loại thời điểm này mà còn đang nói đùa. Nếu ta đã tới liền mang ý nghĩa hoàng đạo đã tập kết. Bọn hắn xuất kích lúc nào? Tại thời điểm Xích Thiên Thần Triều cùng ngươi giao dịch, lấy bọn người Triệu Phong Niên trở về làm tín hiệu, thập đại hoàng đạo liên thủ giam cầm không gian, không tiếc hủy đi cả diệt vùng thiên địa này, táng diệt mấy triệu người vây xem, vây bắt Xí Thiên Giới. Nhân hoàng Xích Thiên kiếp trước, Chu Diễm sẽ tự mình ra tay, đưa vô thượng vương và các tinh nhuệ săn giết ngươi. Đông Hoàng như ảnh đứng ở trong hư không, cẩn thận quan sát đến thể hiện của Khương Phàm. Lấy trí tuệ của Khương Phàm, hẳn là có thể ngờ tới giờ khắc này, cũng có thể rõ ràng được năng lượng khủng bố mà hoàng đạo liên thủ. Nhưng, Khương Phàm còn giống như rất bình tĩnh. Khương Phàm thản nhiên nói. Cũng là bởi vì thoạt nhìn giống như một con đường chết, tất cả hoàng đạo mới có thể cho ta 5 tháng chỉnh đốn, mới có thể dung túng ta khai chiến tại Đại La Sơn này, mới có thể ngoan ngoãn đưa lên tài nguyên chiến tranh. Đông Hoàng như ảnh nghiêm khắc hiếm thấy. Sau đó thì sao, tha thứ ta nói thẳng, trừ phi Tu La đích thân tới. Coi như địa ma thụ của ngươi cùng hơn 10 khối bảo cốt thánh vương toàn bộ dẫn bạo, cũng không cứu sống được từ cục này. Khương Phàm lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Như ảnh cô nương, tiên tổ các ngươi đều là đến từ thượng cổ thần đình, nhưng các ngươi thực sự hiểu rõ thượng cổ thần đình sao? Các ngươi chỉ biết là thánh sơn huyền diệu, lại không biết thánh hồ có càn khôn khác. Có ý gì? Thông báo Đông Hoàng Hoa Thanh, tạ ơn hắn có thể đến thông báo. Nhưng cuối cùng vẫn cứ phối hợp cùng hoàng đạo phong khốn Xí Thiên Giới, không cần lo lắng cho bọn ta. Ta biết ngươi khẳng định có bố trí, nhưng ngươi phải biết ngươi đối mặt là ai chăng? Bọn hắn lại biết, bọn hắn phải đối mặt là ai chăng? Thâm không minh mông, giờ phút này đang có một vòng xoáy hắc ám hoàn toàn tĩnh mịch chiếm cứ ở nơi đó, ẩn nấp thật sâu ở trong hư vô. Một con quái vật toàn thân xích hồng, sau lưng mọc lên hai cánh. Đang cách hư không phiêu miểu ngắm nhìn Xí Thiên Giới rực rỡ hào quang trong bóng tối. Đó là Xí Thiên Giới, thời gian xuất hiện ở trước mặt người đời có thể ngược dòng tìm hiểu đến 7.000 năm trước, không có tư liệu lịch sử nào ghi chép nguyên nhân nó xuất hiện, cũng không có tư liệu lịch sử nào đề cập nó hình thành từ lúc nào. Sau khi phát hiện không lâu, nơi đó đã trở thành khu quần cư của các luyện đan sư, dần dần diễn biến thành Xí Thiên Giới. Xí Thiên Giới có sức chiến đấu không tính là mạnh. Tại thời kỳ đỉnh phong số lượng thánh linh đều chẳng qua nổi 7, 8 vị, tình huống bình thường phổ biến tại 3 đến 5 vị, nhưng nương tựa theo thân phận luyện đan sư đặc biệt, cùng các phương xây dựng mối quan hệ, được tôn xưng là đệ nhất hoàng tộc. Một con quái vật nhìn càng hùng tráng, càng khôi ngô hơn, hầu ở trước mặt quái vật kia, mặc dù khí tức của hắn cực mạnh, nhưng lại rất tôn trọng đối phương, thậm chí có chút khiêm tốn. Hắn là hoàng tổ của man hoang chiến tộc. Trước mặt hắn đương nhiên đó là một trong 3 tù phạm, chạy ra từ trong thượng thương cổ thành, đế tổ ban sơ của man hoang chiến tộc. Không gian huyền diệu như thế, tất cả hoàng đạo chưa từng có ý đồ. Trong mắt đế tổ hiện ra gợn sóng kỳ diệu, phảng phất nhìn thấu hư không, nhìn thấu mê vụ hỗn độn, thấy được bản chất của Xí Thiên Giới. Mặc dù hắn còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chỗ phi phàm của Xí Thiên Giới. Ta không rõ ràng thời đại của ngài là như thế nào, nhưng thời đại bây giờ đều rất tôn trọng luyện đan sư. Sau khi Xí Thiên Giới xuất hiện,
tộc mạnh tới đâu cũng đều đi đến thăm dò qua, cuối cùng bị mấy cái đan thánh tuyên bố muốn làm căn cứ của luyện đan sư thiên hạ, tất cả cường tộc thậm chí là hoàng tộc hoàng đạo đều cho mặt mũi, liền lần lượt rút ra. Từ đó về sau, xí thiên giới càng ngày càng tụ tập nhiều luyện đan sư, nhưng từ đầu đến cuối đều là an tĩnh luyện đan, cho nên. Man Hoang Hoàng Tổ nói, đột nhiên nghĩ tới. 3.000 năm trước, lúc ấy giới chủ xí thiên giới giống như đã sao động qua, muốn trở thành hoàng đạo, nhưng dưới sự uy hiếp của thái cổ thần miếu nên đành từ bỏ. Lúc này, tộc trưởng Man Hoang chiến tộc đi đến bên trong vòng xoáy hắc ám, cung kính hành lễ với hoàng tổ cùng đế tổ, nói. 11 hoàng đạo bí mật mưu đồ tập kết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là muốn vây bắt Khương Phàm. Đế tổ nhìn qua xí thiên giới trong hư không, cười nhạt mà nói. Quả nhiên là liên hợp, ha ha, có ý tứ. Trên khuôn mặt thô cuồng của Man Hoang tộc trưởng lộ ra vẻ dữ tợn. Chúng ta vẫn theo kế hoạch đã định mà hành động sao? Đế tổ chậm rãi gật đầu. Một khi bọn hắn khởi xướng vây bắt, hung hăng đánh cho ta, đánh cho đến chết. Nếu như xí thiên giới đào thoát, không cần để ý tới, nếu như xí thiên giới bị kiềm chế, nghĩ cách cứu viện cho ta, tóm lại bất luận như thế nào, đều phải thả xí thiên giới đi. Tuân lệnh. Man Hoang tộc trưởng cao giọng ra lệnh, phất tay với bên trong vòng xoáy hắc ám. Kế hoạch đã định, chuẩn bị xuất chinh. Giống. Hống hống hống. Sâu trong vòng xoáy hắc ám, 100.000 Man Hoang chiến tộc lên tiếng gào thét, gương mặt dữ tợn, sát khí như thủy triều. Bọn hắn không phải đến xem chiến, bọn hắn là đến báo thù. Các hoàng đạo thương huyền giết thánh hoàng cùng thánh vương của bọn hắn, còn giết vào tổ địa bọn hắn. Càng quan trọng hơn là ép bọn hắn hiện ra toàn bộ thực lực đã cất giấu, cái này há có thể tha thứ. Huống chi còn là thời kỳ đặc thù đế tổ đang trở về. Một hơi này, bọn hắn nuốt không trôi. Khương Phàm triệu tập chiến trường Đại La Sơn, đúng là thời cơ tuyệt hảo cho bọn hắn xuất kích. Bọn hắn muốn mượn cơ hội này, khởi xướng cuộc chiến báo thù đối với tất cả hoàng đạo. Về phần Khương Phàm cùng xí thiên giới, Man Hoang chiến tộc cần bọn hắn đào thoát. Cũng không phải muốn hợp tác, mà muốn lợi dụng lực ảnh hưởng của Khương Phàm kiềm chế toàn thương huyền, thậm chí ánh mắt khắp thiên hạ, cho đế tổ bọn hắn tranh thủ thời gian khôi phục. Khương Phàm huyên náo càng oanh động, bọn hắn càng an toàn. Khương Phàm sống càng lâu, bọn hắn có thể càng mạnh. Ha ha, trò hay sắp diễn ra rồi. Ánh mắt tinh hồng của đế tổ có chút ngưng tụ, nhìn thấu xí thiên giới trong thủy triều hỗn độn, thấy được hư ảnh mơ hồ sâu trong đó. 3 ngày sau. Vô Thượng Vương quay về Đại La Sơn. Vô Thượng Vương trở về rồi. Hắn thật muốn giao di cốt kiếp trước ra cho Khương Phàm sao? Khương Phàm đạt được di cốt kiếp trước, chẳng phải có thể hòa tan vào thân thể, kích phát ra năng lượng càng kinh khủng. Ai còn có thể khiêu chiến Khương Phàm tại Đại La Sơn này nữa, đây không phải là chịu chết sao? Sao thật sao, thật không biết hoàng đạo nói nghĩ thế nào. Một miếng di cốt liền phá hỏng đường khiêu chiến của tất cả hoàng đạo. Đối với Vô Thượng Vương Phủ mà nói, trao đổi Triệu Phong Niên không chỉ là đổi về một huyền tôn thánh vương thiên phẩm, càng là hưng thịnh ổn định mấy trăm năm tương lai. Ta chỉ quan tâm còn có ai khiêu chiến Khương Phàm hay không, chiến trường Đại La Sơn còn có thể tiếp tục bao lâu. Ta đều đã chuẩn bị xem chiến 3 tháng, tuyệt đối đừng vội vàng kết thúc. Ta còn muốn nhìn thấy càng nhiều thiên kiêu hoàng đạo đăng tràng. Mọi người nhìn lên bầu trời, nghị luận ầm ĩ. Khương Phàm. Di cốt người muốn đã đến. Vô Thượng Vương đứng ở trên trời cao, quan sát Khương Phàm đang trên chiến trường. Khương Phàm, thánh cốt đã đến, chuẩn bị giao dịch. Bọn người Kim Luân Vương giơ thánh cốt, cao giọng hô to. Chu Diễm liếc mắt nhìn con đường hỗn độn của xí thiên giới, nơi đó còn giống như thường ngày, lan tràn dây leo tráng kiệt, phân tán phượng hoàng và các loại yêu thú. Cao tầng xí thiên giới cơ hồ toàn bộ đều ở đây, trừ mật thiết chú ý ra. Cũng không có nhìn ra vấn đề gì khác. Kim ô của Phù Tăng Thần Cung giống như từng vòng mặt trời treo ở trên bầu trời, mật thiết chú ý địa ma thụ. Dựa theo kế hoạch, bọn chúng phải liên thủ cùng Thao Thiết Yêu Tộc, tại lúc hỗn chiến bộc phát thì lập tức chặn đánh địa ma thụ. Vạn Đạo Thần Giáo, Chu Thiên Thần Điện và các hoàng đạo, toàn bộ đều vận sức chờ phát động, chuẩn bị tế lên vũ khí cấm kỵ bất cứ lúc nào, giam cầm thiên địa, phong cấm xí thiên giới. Các ngươi giao di cốt cho địa ma thụ, ta sẽ giao bọn hắn cho các ngươi. Khương Phàm dẫn xuất bọn người Triệu Phong Niên, từ thát lỗ tử trong thông thiên tháp.
Bọn hắn đột nhiên rời khỏi hắc ám tĩnh mịch, đều rất không thích ứng. Ánh sáng mãnh liệt cùng thanh thế ồn ào để bọn hắn không hiểu gì mà bất chợt hoảng hốt, sau khi đau đớn nhắm mắt cau mày một lát mới mở mắt ra. Đập vào mắt mà biển người mấy triệu người cùng đội ngũ hoàng tộc, đều để bọn hắn cảm giác giống như đang nằm mơ, nhưng sau khi nhìn thấy vô bọn người thượng vương ở không trung, tất cả đều liên tiếp nhấc lên tinh thần. Chẳng lẽ, Xích Thiên Thần Triều tới cứu bọn hắn sao? Đây là nằm mơ sao? Mang người về. Vô thượng vương phân phó tộc lão sau lưng. Hơn 10 vị cường giả niết bàn cảnh rời khỏi đội ngũ, từ trên cao lao xuống, nhanh chóng tới gần Khương Phàm. Địa ma thụ giơ lên 5 cái xúc tu, khuấy động uy lực thánh vương, đưa về phía đội ngũ Xích Thiên Thần Triều. Giao dịch bắt đầu. Mấy triệu người ngẩng đầu chú ý, nhưng người nào cũng không có khẩn trương hay để ý quá nhiều. Nếu hai bên quyết định giao dịch, cũng không thể nào lại có biến cố, trừ phi bọn hắn không có ý định giao dịch. Tất cả hoàng tộc cũng không phát hiện ra vấn đề, tiếp tục thảo luận cục diện trước mắt, suy đoán thậm chí là chờ mong sau khi giao dịch hoàn thành sẽ có khiêu chiến mới. Đây là sự thực sao? Triệu Phong Niên, bọn người từ thát lỗ nhìn các tộc lão đang đi đến, bi thống càng xấu hổ lại giận dữ. Ở trong lao ngục tối tăm không mặt trời bị khốn đến bây giờ, bọn hắn đã sớm tuyệt vọng, không nghĩ tới lại còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng khi thấy bị chuộc về ở trước mặt nhiều thế lực như vậy, bọn hắn thật sự rất là xấu hổ, cũng hổ thẹn cho thần triều. Chúng ta tới mang các ngươi về nhà. Các tộc lão nhìn bọn người Triệu Phong Niên khô gầy như củi, đều đầy ngập lửa giận. Đây là truyền nhân bọn hắn kiêu ngạo nhất lại bị giày vò thành như thế này. Khương Phàm đáng chết, chờ một lúc xem chúng ta làm sao tra tấn ngươi. Một tay giao hàng một tay giao người. Khương Phàm phất tay ra hiệu với không trung. Giao. Chu Diễm ra hiệu, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều vẫn luôn tập trung vào phía dưới Khương Phàm, năng lượng phun trào trong thân thể khô gầy, tùy thời chuẩn bị bộc phát, chiến đao yên lặng trong nhẫn không gian càng là kích động, tùy thời chuẩn bị nâng ly máu tươi. Vô thượng vương tiến đến trước đón mấy ngàn mét. Nhìn năm sợi dây leo đang kéo tơi, vậy mà cảm nhận được có chút áp bách. Mỗi sợi dây leo đều dài đến mấy vạn mét, tráng kiện hơn 100 mét, vỏ cây càng giống là vảy rồng cứng rắn, phía trước lại còn mọc ra cái miệng to như chậu máu, răng nanh giò xét bên ngoài, bén nhọn như móng vuốt. Năm sợi dây leo cũng đều khuấy động cuồn cuộn ma uy, tràn ngập khí thế thánh vương đặc biệt. Mặc cho ai đứng ở phía trước nhìn thấy đều sẽ cảm thấy có áp lực đập vào mặt. Vô thượng vương không thể không thừa nhận, nếu như ném loại ma vật này tới trên chiến trường, quả thực là vô địch, thật đúng là phải cần thánh hoàng tự mình tiễu sát. Kim Luân vương theo sát tới khẽ nhíu mày, gia hỏa xấu xí này đang cố ý phóng thích uy lực thánh vương sao? Khí thế quá kinh khủng. Người, mang đi, nhưng đừng có dở trò, bằng không bọn hắn ai cũng đừng nghĩ còn sống mà trở lại. Khương Phàm dẫn đầu buông xiềng xích ra, vung bọn người Triệu Phong Niên ra. Nhưng tiện tay lại lấy ra thương sinh cung, chuẩn bị ứng phó ngoài ý muốn bất cứ lúc nào. Không cần khẩn trương, chúng ta khẳng định giao. Vô thượng vương và đám người đưa ra di cốt Chu Tước cùng 10 khối thánh cốt, ném về phía địa ma thụ. Khương Phàm nhìn thấy địa ma thụ đã cuốn lấy di cốt cùng thánh cốt, sau đó mới buông thương sinh cung xuống. Thấy cảnh này, bầu không khí đều nhanh chóng náo nhiệt cùng hưng phấn lên. Đám người vây xem bắt đầu nghị luận Khương Phàm sẽ vận dụng di cốt như thế nào, hoàng tộc cũng bắt đầu suy đoán trận khiêu chiến tiếp theo. Thanh triều ồn ào cuồn cuộn ở xung quanh Đại La Sơn. Muốn bắt đầu, các cao tầng hoàng đạo nhỏ giọng nhắc nhở, lại gắt gao tiếp cận Triệu Phong Niên đang bay lên không. Một khi đám hài tử này thoát khỏi khu vực nguy hiểm, trở lại Xích Thiên Thần Triều, chính là thời cơ để bọn hắn tập kích. Thời khắc này, bọn hắn đã đợi 3 ngày. Thời khắc này, bọn hắn tại trong đầu mô phỏng qua vô số lần. Khương Phàm, truyền kỳ đến đây kết thúc. Xí thiên giới, sẽ rơi xuống vào hôm nay. Còn có khiêu chiến không? Đều lấy ra chút khí khái hoàng đạo, đi lên, đến đây. Có bao nhiêu, ta tiếp bấy nhiêu. Khương Phàm nhìn không có chút phát giác nào, còn đứng ở không trung nhìn quanh toàn trường, phách lối quát hỏi. Nhưng, vừa dứt lời, Khương Phàm đã lập tức biến mất. Lao thẳng đến trời cao. Cái này khiến rất nhiều người sửng sốt một chút, làm gì? Cùng lúc đó, năm sợi dây leo địa ma thụ duỗi ra lại lay động mãnh liệt, nhấc lên ma khí, hai sợi dây leo mang theo bảo cốt lui về,
khác ba sợi đột nhiên bạo kích, đánh về phía Vô Thượng Vương cùng Kim Luân Vương đang muốn trở về. Vô Thượng Vương, Kim Luân Vương giật mình cảm nhận được nguy hiểm, nháy mắt muốn quay người phản kích, nhưng... Ba sợi dây leo dài vạn mét đột nhiên rời khỏi chủ thể, ầm vang dẫn bạo, nhựa cây giống như máu tươi nương theo năng lượng kinh khủng, chấn động trời cao. Bảo cốt Thánh Vương phong tồn ở bên trong bị triệt để đánh nát, phóng xuất ra năng lượng khủng bố gần như Thánh Vương nổi giận. Ầm ầm. Những bảo cốt Thánh Vương này đều là từng được tất cả hoàng đạo tế luyện, đặc biệt là năng lượng, sử dụng cho pháp trận, cho nên năng lượng nổ tung trong phút chốc đã tạo thành một cái lỗ đen kinh khủng, đổ sụp vùng không gian kia, che mất Vô Thượng Vương, Kim Luân Vương và đám người, càng đánh sâu vào đội ngũ Xích Thiên ở ngoài ngàn mét. Theo sát phía sau, năng lượng bạo tạc mãnh liệt giống như biển động sôi trào, bao phủ khung trời, cuồn cuộn giữa thâm không, chấn vỡ nát trăm dặm không gian dễ như trở bàn tay. Bên trong vết nứt đen kịt hỗn loạn tràn ngập năng lượng bạo động đến kinh khủng, xa xa nhìn lại, giống như là thần linh nổi giận, đạp tan vùng trời kia. Đội ngũ Xích Thiên Thần Triều lọt vào đả kích hủy diệt, máu thịt văng tung tóe, liên miên vỡ nát. Số lượng lớn cường giả chết thảm, rất nhiều cường giả lưu vong trong thâm không. Quá đột nhiên. Một màn này thật sự quá đột nhiên. Không chỉ có người vây xem cùng hoàng tộc không có chút chuẩn bị nào, mà ngay cả đám hoàng đạo đang chuẩn bị khởi xướng tập kích cũng đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Khương Phàm nhanh chóng bay lên không, bị dây leo đã rủ xuống bao quanh quay xung quanh, kéo về không trung trong cuồng chiều năng lượng đang bạo động trên bầu trời. Hơn vạn sợi dây leo của địa ma thụ đã tụ lại toàn diện, bảo vệ bọn người Kiều Vô Hối lui về con đường hỗn độn. Bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Làm sao bọn hắn biết được? Đáng chết, là ai tiết lộ tin tức sao? Cản bọn họ lại. Giam cầm thiên địa, ngăn cản bọn hắn. Tất cả cường giả hoàng đạo bỗng nhiên biến sắc, quả quyết tế lên vũ khí cấm kỵ của bọn hắn, chuẩn bị chặn đánh Xí Thiên Giới khép lại. Các vị, tạm biệt, ta cho các ngươi cơ hội để giết ta, là chính các ngươi không có tài. Các ngươi đã không có lòng muốn tham chiến, vậy sớm kết thúc đi. Sau này còn gặp lại, ta sẽ lợi dụng bảo cốt Thánh Vương của các ngươi thật tốt. Khương Phàm tiến vào con đường hỗn độn, phất tay tạm biệt với bên ngoài, tư thái phách lối dưới bối cảnh thiên không đang gặp bạo tạc đã châm chọc đến cực điểm. Vọng tưởng, hôm nay các ngươi đi không được. Siêu Lăng Vi đã xuất kích trước hết nhất, Cửu Lê Ma Đồ run run, toàn diện phong cấm khung trời, cường quang ngập trời, cường uy cuồn cuộn, giống như Thánh Vương thức tỉnh, Ma Đồ mãnh rộng ra, giống như là hiện ra 10 vạn dặm sơn hà, bên trong có sông núi Cẩm Tú, giang hải vô cương. Tráng lệ không gì sánh được. Chấn áp Xí Thiên Giới, tuyệt đối không thể để nó lui về hư không. Đại tư tế tế lên vạn giới môn, liên thủ Lỗ Dương và các thánh linh, bán thánh, đè ép tiến đụng vào hư không. Hắc ám bạo động, không gian cuồn cuộn, trong nháy mắt, thâm không vô tận nổi lên sóng to gió lớn, dẫn bạo ngàn vạn vết nứt, giống như cổ lôi bạo phát trong thâm không, tàn phá bừa bãi. Đại quang mang thánh kiếm, rọi khắp chư thiên. Điện chủ đại mang mang tế lên thánh kiếm, gào thét với trời cao. Cổ kiếm tranh minh, cường quang chiếu thấu chư thiên, rạch ra vạn cổ, khí tức khủng bố tới gần thánh hoàng cuồn cuộn khắp đất trời. Phá diệt mảnh không gian này, đừng cho Xí Thiên Giới rút lui khỏi thế giới thực. 18 kim ô tập trung chật ních cả bầu trời, phần phật tung bay, nhấc lên ngàn vạn cơn gió lốc liệt diễm, tàn phá bừa bãi, đảo loạn vạn vật chư thiên, mỗi cái đều là dùng tinh kim sáng chói đúc thành. Ngay cả mặt cờ đều là màu hoàng kim, bên trên là thần điểu kim ô, phảng phất tái hiện uy lực kim ô hồng hoang. Phần thiên thần hoàng, người đừng mơ tưởng đào thoát được. Trong không gian vỡ vụn, chu diễm điên cuồng giết ra, da chóc thịt bong, lộ ra cả xương cốt cùng nội tạng rách dưới, nhưng gương mặt hắn lại dữ tợn, đỉnh đầu xuất hiện ánh sáng, đất trời ba động khiến cho những thánh linh ở xung quanh đang bộc phát bị kinh hãi. Đó là một sợi huyền hỏa. Đến từ ao nguyên hỏa của Hoàng Cung Cửu Thiên, có được từng tia thần uy, cường quang quá thịnh, ngay cả vạn mặt trời tập hợp cùng một chỗ, cũng không có ánh sáng thịnh bằng. Chu diễm phóng thích liệt diễm ngập trời, diễn biến tuyệt thế thiên đao, sợi thần viêm kia thì nhanh chóng lan tràn, xen lẫn, dung nhập vào tuyệt thế thiên đạo, trong chốc lát uy lực và năng lượng cứ như có thể đè sập chư thiên vạn giới. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, khung trời đổ sụp. Năng lượng tuôn ra như thiên tai. Chấn động càn khôn, tàn phá mấy trăm dặm toàn trường. Tất cả hoàng tộc không kịp chuẩn bị,
đều bị khủng bố ba động hất tung bay. Mặc cho địa vị ngươi tôn quý như thế nào, thiên phú cường thịnh như thế nào, dưới sự của các vũ khí cấm kỵ hoàng đạo, thì tất cả đều bị trọng thương, thậm chí là trực tiếp chôn vùi. Máu tươi, thịt nát, tàn chi, đều giống như mưa mà bay lả tả. Mấy triệu người vây xem tụ tập trong dãy núi càng bi thảm, hơn 200.000 sinh linh phía trước nhất lập tức vỡ vụn trong nháy mắt, hóa thành cặn bã, thậm chí bọn hắn đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ngay cả một kêu to đều không có phát ra tới. Năng lượng cuồn cuộn tuôn ra không dứt, lao nhanh xâm nhập về nơi càng xa xôi hơn. Mặt đất xung quanh Đại La Sơn sụt lún, vết nứt lan tràn, núi cao đều bị vỡ nát, cây rừng biến thành bụi, cuồng phong, cát bụi, giống như là có hàng tỷ binh mã đang phóng tới, kéo đến bốn phương tám hướng. Càng nhiều người vây xem bị vô tình nuốt hết, mạng người trở thành thứ không đáng giá tiền nhất, yếu ớt nhất. Cản bọn họ lại. Thao Thiết Yêu Tộc, Thiên Cực Giới, Sinh Mệnh Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Cửu Thiên Thần Giáo liên tiếp ổn định, toàn diện bộc phát. Mặc dù Khương Phàm hành động trước, may mắn đào thoát, nhưng Xí Thiên Giới còn không có lui về hư không. Chỉ cần bọn hắn toàn diện hoắc loạn mảnh không gian này, là có thể giam cầm Xí Thiên Giới ở nơi đó, sau đó xé ra mê vụ hỗn độn, giết vào bên trong. Khương Phàm mọc cánh cũng khó thoát. Tất cả mọi người ở bên trong Xí Thiên Giới mặc cho bọn hắn xâm lược. Nhưng, con đường hỗn độn của Xí Thiên Giới lại kịch liệt cuồn cuộn, trước khi đất trời bị giam cầm cùng thế công hủy diệt giáng lâm, nó đã được phong bế toàn diện. Chuyện của Xích Thiên Hoàng Thành, các ngươi không nhớ nữa sao? Muốn hủy diệt Xí Thiên Giới, trước tiên cần phải tìm kiếm đáy Xí Thiên Giới. Bên trong Xí Thiên Giới truyền ra tiếng hò hét hùng hậu của Khương Phàm. Ngay sau đó, ầm ầm tiếng vang, đất trời lay động, Xí Thiên Giới không lùi mà tiến tới, cuồng kích thế giới thật, không gian sụp ra như sóng triều dâng cao đến vô tận, quét sạch vài trăm dặm hay đến hơn nghìn dặm, thậm chí còn tác động đến mấy vạn dặm, thậm chí là toàn bộ đại địa Thương Huyền ở Tây Bộ. Không gian lao nhanh, liên miên bất tuyệt, cuồn cuộn mãnh liệt, giống như chư thần gầm thét. Tất cả thế công mà các thánh vương thánh linh thúc dục, tại thời khắc này đã toàn diện tan rã. Thủy triều hỗn độn xung quanh Xí Thiên Giới bạo động toàn diện, diễn biến ra phong vũ lôi điện, sông núi cây rừng, giống như hồng hoang rơi xuống, khai thiên tích địa, thế giới mới tinh đang thai nghén. Trong cuồng triều oanh động hỗn độn, một con rồng lớn hoành không đến hiện thực, quay quanh trong hư vô, ẩn hiện giữa đất trời. Đại Long tỏa ra cường quang vô biên, mỗi tia ánh sáng chiếu xạ đều giống như mặt trời sáng chói, long uy phun trào đều như thần linh thức tỉnh. Đó là cái gì? Siêu Lăng Vi, Miếu Chủ, Tế Tự, Kim Ô, thậm chí Chu Diễm đều cưỡng bức đứng giữa không trung, rung động nhìn không gian bạo động toàn diện, ngước nhìn tuyệt thế cự long hỗn độn ẩn hiện giữa đất trời. Ầm ầm, thanh triều bạo động liên miên bất tuyệt như khai thiên tích địa. Con cự long kia thực sự quá to lớn. Lớn đến nỗi cứ như có thể đè sập vạn giới, đầu đuôi đụng vào nhau, cuốn lấy toàn bộ Xí Thiên Giới, những tia sáng vô tận chiếu rọi khắp nơi, tịnh hóa mỗi một tấc không gian. Như là cổ kim hồng hoang cự long đang tái sinh, khí tức tuyệt vọng tràn ngập ra, đây căn bản không phải là năng lượng mà sinh linh hạ giới có thể tiếp nhận. Giống, cự long ngẩng đầu, gào thét giữa càn khôn. Trong chớp mắt, không gian lại lần nữa bạo động, vô tận chiều dâng liên miên bất tuyệt. Lao nhanh mấy chục vạn dặm, phảng phất thương thiên muốn đổ sụp xuống tới, đè ép đại địa Tây Bộ. Mấy chục vạn sinh linh vây xem ở bên ngoài sợ hãi quỳ xuống đất, có kẻ ngạt thở hôn mê, có người toàn thân run rẩy, bái phục bất an. Không gian bạo động kinh khủng, lòng uy hỗn độn kinh nhiếp vạn vật, cũng tại thời khắc này truyền đến chiến trường thiên khải, chạm tới hàng vạn pháp tắc, đánh thức long tộc ở bên ngoài mấy triệu dặm. Thần uy, Xí Thiên có thần. Tất cả thánh vương như tê cả da đầu, hoảng sợ rút lui đi hơn 10 dặm, rung động nhìn lên bầu trời. Tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh đứng sau lưng Đông Hoàng Hoa Thanh, ánh mắt lắc lư, khó có thể tin nhìn qua long ảnh to lớn quay quanh trong hư không, chỉ riêng đôi mắt mông lung kia tựa như cự nhạc cao vạn trượng, thần uy kinh khủng thấm vào lấy mỗi một góc trên không gian này, kích thích thần hồn, huyết nhục của bọn hắn. Giờ khắc này, nàng đột nhiên nhớ tới nửa câu Khương Phàm nói. Bọn hắn lại biết bọn hắn phải đối mặt là ai chăng? Hỗn độn cự long, hỗn độn cự long. Cường giả hỗn độn tử phủ run lẩy bẩy giữa đất trời bạo động, làm người thừa kế huyết mạch hỗn độn, bọn hắn là người có cảm nhận mãnh liệt nhất trong tất cả hoàng tộc. Xí Thiên có thần, hỗn độn cự long. Đế tử cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng tới cực điểm,
một màn này triệt để vượt ra khỏi phạm vi mong muốn của hắn. Ngoài Tu La, còn có thần linh, rốt cuộc hắn còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Nhân hoàng huyền nguyệt, Tiêu Tấn Võ suýt chút nữa thì đã quỳ xuống, trước trước sau sau chờ đợi, cái chết của Khương Phàm, đã mấy tháng, vậy mà lại nghênh đón siêu cấp nghịch chuyển khủng bố như thế. Trận khiêu chiến tại Đại La Sơn, đến đây là kết thúc. Ngày xí thiên giới lại đến Thương Huyền, chính là thời điểm vạn thế thần triều phong vương bái tướng mở lại cương vực. Các con dân Thương Huyền, hoàng tộc Thương Huyền, chờ lấy đi. Giọng Khương Phàm hùng hậu lại bá đạo, giống như cự long gào thét, vang vọng khắp đất trời, thuận không gian cuồn cuộn khắp đại địa Tây Bộ. Giống, hống hống hống. Hỗn độn cự long ngẩng đầu vẫy đuôi, móng vuốt nén vào càn khôn, quay quanh lấy xí thiên giới, lui tiến vào thâm không vô tận. Xa xa nhìn lại, giống như là hồng hoang cự long kéo lấy một vòng mặt trời, biến mất vào bên trong tinh không mênh mông. Đại La Sơn hoàn toàn biến thành phế tích, khe nứt đỏ nhánh liên miên vỡ vụn, mấy triệu người vây xem may mắn còn sống sót không kịp 1/3, cường giả hoàng tộc thương vong thảm trọng. Tất cả cường giả hoàng đạo kinh hồn khó định, hoảng hốt nhìn qua thâm không còn đang sụp đổ, nhìn qua mảnh ánh sáng từ từ đi xa kia. Đó là cự long. Đó là thần uy. Bên trong xí thiên giới lại có khí tức thần linh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như bọn người Khương Phàm có thần linh trợ trận, làm sao lại đến mức chạy trốn tứ phía? Nếu như bên trong xí thiên giới có thần uy, đã sớm đứng hàng hàng ngũ hoàng đạo. Thần, từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là long tộc bí mật hợp tác cùng Khương Phàm sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, Khương Phàm đã chạy, xí thiên giới đã chạy. Bọn hắn bí mật mưu đồ hồi lâu, chờ mong vây bắt thật lâu, vậy mà lại biến thành nháo kịch. Đây không phải khí tức của thiên hậu, cũng không phải khí tức của Tu La, xí thiên giới lấy ở đâu ra thần uy. Gương mặt khô già của Chu Diễm lại bị bóp méo. Chuyện này không chỉ đơn giản là Khương Phàm chạy trốn, mà là xí thiên giới lại có thần linh bảo vệ, chẳng phải mang ý nghĩa Khương Phàm có toàn bộ điều kiện khai phách thần triều. Theo ưu thế không gian của xí thiên giới, Khương Phàm thậm chí có thể đả kích phạm vi khuếch tán đến tất cả khu vực Thương Huyền. Đáng chết, đáng chết. Bọn người miếu chủ nổi giận lại oán giận, rõ ràng đã rất xem trọng xí thiên giới, lại còn đánh giá thấp tiềm lực, ai có thể nghĩ đến bên trong lại có thần linh chiếm cứ. Đều thất thần làm gì, từ bỏ rồi sao? Mau đuổi theo đi. Kim giáp cấm thiên trùng phát ra tiếng rít chói tai. Đuổi đuổi đuổi, trong này khẳng định có vấn đề. Nếu quả thật xí thiên có thần linh, làm sao lại đến mức Khương Phàm phải chạy trốn? Đúng đúng đúng, xí thiên giới không thể nào có thần, Khương Phàm lừa bịp chúng ta. Mau đuổi theo, có thần hay không, thử một lần liền biết. Tất cả hoàng đạo liên tiếp bừng tỉnh, linh hồn vừa mới rung động đều có chút hoảng hốt, bây giờ đã bừng tỉnh, nếu có thần linh, đủ để Khương Phàm quét ngang toàn trường, đổ sát tất cả mọi người, làm sao lại đến mức chạy trốn? Nhưng khi mà bọn hắn đang muốn tế lên vũ khí cấm kỵ bay lên không đuổi theo, lại liên tiếp dừng lại, ánh mắt bén nhọn tiếp cận thâm không còn đang hoắc loạn. Một đoàn hắc ám mênh mông mà khổng lồ đang hoành hành trong hư không, nghiền ép lên tới thế giới thật. Bóng đen nhanh chóng phóng đại, để mênh mông yên tĩnh lại, thần bí và nguy hiểm hơn. Đó là cái gì? Tất cả thánh linh thánh vương hoàng đạo có chút nhíu mày, có một loại bất an mãnh liệt, ai cũng không tiếp tục lỗ mãng đuổi theo. Ầm ầm, hắc ám tuôn ra bao phủ hư không, va chạm thế giới thật sự trong thời gian rất ngắn, trong nháy mắt đất trời đã trở nên yên tĩnh. Phá toái hư không, không gian vặn vẹo, đều tại thời khắc này nhanh chóng ngưng tụ, cầm giữ ngàn dặm sơn hà. Bọn người Chu Diễm liên tiếp tụ tập lại, nhìn chằm chằm hắc ám sẵn sàng chiến đấu. Hơn 300.000 người vây xem may mắn còn sống sót, lui lại tới phía các hoàng tộc, cũng đều thấp thỏm lo âu. Đây cũng là thế nào? Còn chưa kết thúc sao? Hắc ám chiếm cứ, nhanh chóng diễn biến hóa thành vòng xoáy mãnh liệt, giống như là cự thú hư không kinh khủng tại thời khắc này đang mở ra, cái miệng to như chậu máu, từng bóng người liên tiếp lấp lóe, xuất hiện ở trước mặt mọi người, ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn trường. Là tộc trưởng Man Hoang, tay hắn đang cầm chiến đao, mặt đầy vẻ hung tàn. Các ngươi náo xong chưa? Tiếp theo làm chút chuyện người bình thường nên làm đi. Ầm ầm, hắc ám đại bạo động, đệ nhất chiến vương Man Hoang, số lượng lớn thánh linh, bán thánh, cùng 100.000 cường giả Man Hoang chiến tộc xông ra khỏi hắc ám, bao phủ bầu trời.
toàn bộ bọn hắn đều căng cứng chiến khu, mở rộng hai cánh, ngẩng đầu lên trời hét lớn. Không phải phát tiết, mà là mở ra toàn bộ, chiến thần phẫn nộ, mượn dẫn năng lượng từ cường giả cao hơn. Nhất là hai vị chiến vương tộc trưởng cùng đệ nhất chiến vương này, bọn họ mượn dẫn năng lượng hoàng tổ đang tiềm phục trong bóng tối. Man hoang chiến tộc, các ngươi muốn tuyên chiến cùng toàn thương huyền sao? Tất cả cường giả hoàng đạo bỗng nhiên biến sắc, tức giận gào thét. Mấy trăm ngàn người vây xem sợ hãi đến tuyệt vọng, man hoang báo thù. Bầy quái vật này điên rồi sao? Các ngươi bởi vì mấy câu của một tiện nữ liền vây bắt man hoang chiến tộc chúng ta, xem chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Đánh xong liền xong việc rồi. Là man hoang chiến tộc chúng ta sợ sao? Còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này xem so tài. Đầu các ngươi bị chó gặm, chúng ta tới báo thù, giết cho ta. Tộc trưởng man hoang khống chế siêu cấp chiến đao của hoàng tổ, múa loạn trên khung trời, đuổi giết chiến trường hỗn loạn, thẳng đến thao thiết yêu tộc. Đệ nhất chiến vương vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở sâu trong đội ngũ thao thiết yêu tộc. Một tiếng gào rít, ma khí cuồn cuộn, giống như uông dương nhấc lên sóng lớn đến tận trời, toàn bộ đám thao thiết không kịp chuẩn bị đều bị đánh bay, sau đó lại lao thẳng đến thao thiết yêu chủ. Oanh, oanh, oanh! Không gian bạo động, man hoàng yêu tộc toàn thể xuất kích, liên thủ thôi động vũ khí cấm kỵ, trấn áp thao thiết yêu tộc. Hống hống hống! 30.000 thao thiết tập thể hét lớn đầy giận dữ, điên cuồng phản kích. Giết! Kim Ô vừa muốn nhấc lên chiến kỳ chặn đánh man hoang chiến tộc, thì ở nơi xa Đông Hoàng Hoa Thanh đã chấn động không gian, mang theo bọn người Đông Hoàng như ảnh dẫn đầu thoát khỏi. Rút lui, mau bỏ đi, trong hư không có Thánh Hoàng. Thánh Hoàng, mau rời khỏi nơi này. Tư tế vạn đạo ớn lạnh toàn thân, quả quyết khống chế vạn giới môn, cưỡng ép chấn động hư không, cuốn đám người Sở Phong Trần, đế tử đi. Bọn hắn không có Thánh Vương. Tuyệt đối không nguyện ý cùng man hoang chiến tộc đang nổi giận chém giết. Huống chi, Thánh Hoàng. Man hoang chiến tộc xuất động toàn thể sao? Bọn hắn muốn làm trái với chiến ước của Hoàng đạo sao? Không sợ lại đến trận vây bắt khác sao? Đám ma tạp chủng đáng chết, bọn hắn cũng dám bố cục tại Đại La Sơn. Cửu Lê Thần Cung, Thái Cổ Thần Miếu, Thiên Cực Giới thoáng chần chờ, sau đó cũng rút lui ngay đầu tiên. Mặc dù bọn hắn bí mật liên thủ, nhưng mục tiêu là Khương Phàm, mà có nắm chắc tuyệt đối khống chế được cục diện, thế nhưng đột nhiên xuất hiện man hoang chiến tộc, để bọn hắn đều nhận thấy uy hiếp mãnh liệt. Nhất là cường giả tự mình tham dự qua chiến tranh Đông Bắc, bọn hắn đều biết rõ man hoang chiến tộc nhanh nhẹn dũng mãnh, thậm chí là khủng bố như thế nào. Cứ như vậy, tại thời điểm man hoang chiến tộc vây bắt thao thiết thì Cửu Thiên Thần Giáo, Vạn Đạo Thần Giáo, Cửu Lê Thần Cung, Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Thiên Cực Giới, đều ăn ý liên thủ, chấn vỡ giam cầm thiên địa, tìm đường sống trốn ra. Nhưng, bọn hắn chân trước vừa rời khỏi, không gian đột nhiên một lần nữa bị giam cầm. Man Hoang Thánh Hoàng tự mình ra tay. Mặc dù không tiện trực tiếp xuất hiện, nhưng vẫn có thể trốn ở hư không giam cầm không gian. Hắn cũng là cố ý thả bộ phận hoàng đạo này đi, nếu không ép tới thật chặt dễ dàng ép bọn hắn liên thủ một lần nữa. Mà năng lượng quá mạnh, hắn ép không được. Sau khi thả đi một nhóm, còn lại thì có thể điên cuồng săn giết. Man hoang chiến tộc, khẩu vị của các ngươi quá lớn, dám khiêu chiến toàn thể hoàng đạo chúng ta tại Đại La Sơn. Sau khi điện chủ Đại Quang Mang Thần Điện mở ra hư không thoát khỏi, càng nghĩ càng tức giận. Bọn hắn tổn hại hoàng đạo mặt mũi liên thủ vây bắt Xí Thiên Giới, kết quả Xí Thiên Giới vậy mà chạy. Vừa muốn truy kích Xí Thiên Giới. Bọn này ma vật lại tới. Còn to tiếng không biết thẹn muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Mặt mũi hoàng đạo hôm nay đều muốn mất hết. Phó điện chủ Chu Thiên Thần Điện nghiêm nghị quát lớn. Giết đến, không thể để cho bọn hắn không kiêng nể gì mà báo thù như thế. Nhưng, thanh âm còn không có rơi xuống, Đông Hoàng Hoa Thanh nơi đó đã mang theo toàn bộ tộc nhân rời khỏi, vừa chạy còn vừa kêu trong hư không có Thánh Hoàng. Đông Hoàng Hoa Thanh, ta xem thường ngươi. Phụ mẫu nó, ta xem thường ngươi. A a a a. Phó điện chủ Chu Thiên Thần Điện tức giận không kiềm chế được, chỉ vào hư không giận dữ mắng mỏ. Bàn bạc kỹ hơn, đi đi đi, bàn bạc kỹ hơn. Tư tế vạn đạo quả quyết rút lui, hắn không thể để cho đế tử cùng Sở Phong Trần mạo hiểm, rời khỏi trước lại nói. Cửu Lê ma tộc rút lui đến ngoài trăm dặm, cho thấy thái độ đều rất coi thường.
Mặc dù bọn hắn rất bất mãn man hoang chiến tộc đột nhiên giết ra ngay lúc này, nhưng bọn hắn và man hoang chiến tộc cùng thuộc ma tộc Thương Huyền, không thể nào khai chiến. Bị giam cầm trong không gian, man hoang chiến tộc rất nhanh đã đưa tiểu sát toàn bộ thao thiết yêu tộc, tàn nhẫn nuốt sống, lập tức triển khai phân tán tập kích. Xích Thiên Thần Triều nghênh chiến bị trọng thương, Phù Tăng Thần Cung phách lối, còn có Sinh Mệnh Thần Điện cùng Thái Cổ Thần Miếu. 100.000 man hoang chiến tộc liên hợp áp chế không gian, để Chu Diễm và các cường giả giống như rơi vào vũng bùn, bất luận là hành động, hay là võ pháp cùng bí thuật đều chậm chạp nghiêm trọng, mà tộc trưởng man hoang và các tộc nhân của hắn lại tới lui như điện, bằng vào siêu cấp chiến khu mà cuồng chiến với toàn trường. Sau khi Chu Thiên Thần Điện, Đại Quang Mang Thần Điện ở phía ngoài liên tục lo lắng, cuối cùng vẫn giết vào không gian bị giam cầm, nghênh chiến man hoang chiến tộc. Thần Điện cường giả ánh sáng bí thuật, Chu Thiên Thần Điện phục ma pháp trận, chờ một chút, rốt cuộc cũng quấy nhiễu man hoang chiến tộc áp chế. Trận điên cuồng vây bắt dần dần diễn biến thành trận hỗn chiến thảm liệt. Nhưng man hoang chiến tộc lại không có ham chiến, mắt thấy cục diện không ổn, quả quyết rút lui đi. Bọn hắn là đến báo thù, là đến tuyên chiến, càng là đến phóng thích cho xí thiên giới, cho nên không quan tâm chân là có thể giết bao nhiêu, đạt tới hiệu quả là được. Lũ ma tạp chủng đáng chết. Nhìn man hoang chiến tộc lui vào thâm không, tất cả cường giả hoàng đạo tức giận gào thét, muốn đuổi theo nhưng cũng không dám tùy tiện xâm nhập hư không. Nơi đó khẳng định có thánh hoàng, chỉ là không tiện xuất hiện, nếu như đuổi gấp, tất nhiên sẽ bị phản kích. Khương Phàm liên minh cùng man hoang chiến tộc sao? Ta đã nói vì sao Khương Phàm lại ra tay trước phản kích, khẳng định là man hoang chiến tộc thông qua không gian giám thị ngày chúng ta nói chuyện, sau đó thông báo Khương Phàm. Đây chính là giải quyết Đại La Sơn sao? Đây chính là kết quả chúng ta mong đợi sao? Chúng ta mất thể diện trước mặt toàn Thương Huyền. Khương Phàm kết minh cùng man hoang chiến tộc, vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng rồi. Man hoang chiến tộc săn giết Phượng Hoàng của Khương Phàm, cướp đi đế cốt của Khương Phàm có thể nhịn được khuất nhục mà tìm kiếm hợp tác. Chẳng lẽ man hoang chiến tộc không rõ ràng Khương Phàm gặp phải phiền phức? Sao bọn hắn có thể cùng loại, thiên hạ công địch, này liên minh với nhau? Đây chỉ là man hoang chiến tộc thừa cơ hội Khương Phàm khiêu chiến tới báo thù. Ta đã nói bọn hắn tới rất quỷ dị, thái độ cũng mang theo ý vị sâu xa. Làm sao bây giờ, là truy kích xí thiên giới, hay là giáo huấn man hoang? Về bẩm báo các lão tổ tông trước, mặc kệ Khương Phàm dùng thủ đoạn gì, xí thiên giới diễn biến hỗn độn cự long xác thực có thần uy. Cái này đã không còn là chuyện mà một nhà hoàng đạo có thể xử lý, chúng ta cần một lần nữa tập hợp, thận trọng cân nhắc. Nhất định phải kéo Cửu Thiên Thần Giáo lên, biểu hiện gần đây của bọn hắn rất tồi tệ. Chết tiệt, ta cảm thấy rất bất mãn. Mang theo đầy ngập bi phẫn cùng khuất nhục, tất cả hoàng đạo lần lượt rút lui khỏi Đại La Sơn. Tân Nguyên lịch năm thứ 11, cuối tháng 1, tin tức kịch biến tại Đại La Sơn truyền khắp Thương Huyền, gây nên oanh động xưa nay chưa từng có. Chiến trường Đại La Sơn biến đổi lớn, lúc Khương Phàm đang trao đổi di cốt Chu Tước lại đột nhiên khởi xướng tập kích, dẫn bạo bảo cốt Thánh Vương, trọng thương Xích Thiên Thần Triều. Từ tình huống lúc đó đến xem, tất cả hoàng đạo sớm đã bí mật liên hợp, chuẩn bị vây bắt xí thiên giới, nhưng Khương Phàm tựa hồ như đã biết được tin tức, hoặc là đã đoán được, lập tức chủ động xuất kích, quả quyết rút lui. Hỗn độn của xí thiên giới diễn biến ra tuyệt thế cự long, phóng xuất ra thần uy kinh khủng. Dưới sự liên hợp vây bắt của tất cả hoàng đạo đã quay quanh xí thiên giới viễn độ hư không. Xí thiên có thần, xí thiên có thần. 100.000 chiến binh man hoang chiến tộc dẫn bạo hư không, hướng hoàng đạo phát khởi cuộc chiến báo thù. Là địch, thao thiết yêu tộc, xích thiên thần triều, phù tang thần cung, sinh mệnh thần điện, thái cổ thần miếu đã lọt vào vây giết, thương vong thảm trọng. Cuối cùng đại quang mang thần điện, chu thiên thần điện liên thủ, xé mở không gian bị giam cầm. Để tránh khỏi bi kịch tất cả hoàng đạo bị thảm tao đổ sát. Mấy triệu người vây xem tại Đại La Sơn, còn sót lại hơn 10 vạn người còn sống. Chiến trường Đại La Sơn cả đại lục chú mục hạ màn trong hỗn loạn cùng bạo động. Trận này Khương Phàm chính thức gặp mặt cùng Thương Huyền, kế hoạch của Khương Phàm đã kết thúc toàn thắng. Các hoàng đạo Thương Huyền hành động săn bắn sau 5 tháng chuẩn bị, thảm tao thất bại. Oanh động! Oanh động! Vẫn oanh động! Tin tức Khương Phàm nghênh chiến bán thánh, ngược sát thiên kiêu còn lan tràn tại các nơi, dẫn phát lấy kích tình, chú ý mênh mông, tất cả mọi người đều đang chờ mong nhiều đặc sắc hơn,
không nghĩ tới lại đợi đến kịch biến thảm liệt lại rung động như vậy. Cuộc chiến tại Đại La Sơn này, cuối cùng thành tựu mỗi Khương Phàm. Đầu tiên chính là Khương Phàm cho thấy thực lực nghịch thiên cao hơn những gì thế nhân có thể hiểu. Trước đó đều biết hắn cường hãn, nhưng từ đầu đến cuối không có ấn tượng cùng khái niệm cụ thể. Bây giờ theo tin tức truyền bá, nhất là ký ức tinh thạch bán, điểm cuối mà mọi người biết là không thể chiến thắng được thực lực của Khương Phàm, biết nguyên nhân thật sự mà kiếp trước Khương Phàm thống ngự Thương Huyền. Khương Phàm còn điên cuồng cướp đoạt 19 khối bảo cốt Thánh Vương tại Đại La Sơn, cùng hơn 20 khối thánh cốt, và đông đảo di thể bán thánh. Đây đều là tài nguyên chiến tranh kinh khủng. Cũng nhất định có thể trong thời gian ngắn để xí thiên giới tăng lên thực lực chiến tranh một cách chỉnh thể. Thứ hai chính là tại thời khắc cuối cùng xí thiên giới đã thắng lợi đào vong, lại còn biến thành hỗn độn cự long. Thể hiện ra khí tức thần linh. Chuyện này mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng đầy đủ rung động. Đây càng là cực hạn vượt ra tất cả những gì mà mọi người dự đoán được, mang ý nghĩa xí thiên giới đã trở thành pháo đài chiến tranh thật sự, là căn cứ của hoàng đạo. Cuối cùng, man hoang chiến tộc ngoài ý muốn phản kích, đưa tới vô số suy đoán. Rốt cuộc là bọn hắn đã bí mật hợp tác cùng Khương Phàm, hay chỉ là báo thù đơn thuần. Nếu như là cái trước, thế nhân lại lần nữa thấy được bọn ma quái này điên cuồng. Nếu như là cái sau, vấn đề liền thật nghiêm trọng, toàn Thương Huyền đều muốn khẩn trương. Vào cái ngày xí thiên giới lại đến Thương Huyền, chính là thời điểm vạn thế thần triều Phong Vương bái tướng mở lại cương vực. Trước khi đi Khương Phàm lại nói những lời này cũng làm cho Thương Huyền lâm vào tình trạng khẩn trương toàn diện. Cái này, mới thật sự là tuyên cáo chiến tranh. Cái này, càng là tín hiệu cho thấy Thương Huyền bộc phát nội chiến rõ ràng. Ai cũng rõ, thời gian Thương Huyền biến thiên thật sự đã sắp đến, vạn thế thần triều mà tất cả hoàng đạo từ đầu đến cuối không nguyện ý đối mặt, thật muốn trở về. Về phần các hoàng tộc lần lượt lui về bọn họ, không thể không một lần nữa ước định tiềm lực chiến tranh của Khương Phàm, cân nhắc thái độ của bọn hắn trong chiến tranh sau đó. Bọn hắn bí mật liên minh, hay là khoanh tay chờ bị bắt? Bọn hắn chuẩn bị phản kích, hay là chủ động quy hàng? Xí thiên giới, Khương Phàm, Thiên Hậu, giới chủ cùng toàn bộ mọi người đều vây tụ ở xung quanh cấm địa, chờ đợi Dạ An Nhiên. Vấn đề khó khăn nhất ở cuộc chiến tại Đại La Sơn kỳ thật không phải chiến tranh, mà là rút lui. Bọn họ cũng đều biết, nếu như tất cả hoàng đạo thắng, khí thế dâng cao, khẳng định vây bắt xí thiên giới, nếu như tất cả hoàng đạo thua, lửa giận khó tiêu, sẽ vây bắt xí thiên giới. Cho nên, mặc kệ thắng thua, chỉ cần xí thiên giới giáng lâm liền nhất định đứng trước vây bắt. Chuyện này cần Dạ An Nhiên cùng hỗn độn cự long phối hợp. Hỗn độn cự long sẽ để xí thiên giới dừng ở trong hư không, tận hết khả năng ẩn nấp. Nếu như gặp phải tập kích, hỗn độn cự long sẽ một lần nữa thức tỉnh. Nhưng hồn nguyên của ngài ấy đã tiêu hao rất lớn, hành động giống như là như thế này, ngài ấy không cho chúng ta quá nhiều lần được. Dạ An Nhiên đi ra khỏi cấm khu, nhìn khẽ vuốt cằm bọn người Thiên Hậu. Khương Phàm nói, chuyển cáo long hồn, chúng ta chỉ cần mấy lần chấn nhiếp, sẽ không tùy tiện bừng tỉnh ngài ấy. Bọn người Triệu Thời Việt nhìn Dạ An Nhiên tinh khiết mỹ lệ, vẻ mặt đều lộ ra có chút phức tạp. Trước đó Khương Phàm cam đoan với bọn hắn có thể thuận lợi rút lui, nhưng chưa hề nói cụ thể phương pháp, bọn hắn còn rất lo lắng, cũng rất tò mò rốt cuộc là phương pháp gì có thể toàn thân trở ra dưới sự vây bắt từ hoàng đạo. Cho đến khi hỗn độn cự long thức tỉnh, một khắc này, toàn bộ xí thiên giới đều lay động, khí tức hỗn độn vô tận tràn ngập vạn dặm núi sông, hư ảnh cự long quấn quanh toàn bộ xí thiên giới. Một khắc rung động này đã để bọn hắn suýt chút nữa đều quỳ xuống. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới bên trong xí thiên giới lại cất giấu linh vật khủng bố như thế, càng không có nghĩ tới Dạ An Nhiên lại là người truyền thừa của nó. Kiều Hinh nhìn Dạ An Nhiên tôn quý, lại nhìn Thiên Hậu uy nghiêm một chút, trong lúc hoảng hốt thấy được bóng dáng của Thiệu Thanh Duẫn cùng Thiên Hậu, chuyện này khiến trong lòng nàng khẽ run lên, nhanh chóng loại bỏ tạp niệm này. Tốt, cuộc chiến tại Đại La Sơn đã kết thúc. Chúng ta hiện ra thực lực, chấn nhiếp Thương Huyền, tiếp theo cần phải chỉnh đốn thật tốt, nhanh chóng tăng thực lực lên. Mục đích thật sự khi Khương Phàm khiêu chiến thiên hạ tại Đại La Sơn không gần như chỉ ở việc cướp đoạt bảo cốt Thánh Vương, càng ở chỗ chấn nhiếp tuyệt đối. Để hàng trăm triệu con dân Thương Huyền chứng kiến hắn vô địch, biết coi như hoàng đạo liên thủ cũng đều giết không chết hắn. Sau đó trong sự khiếp sợ cùng rung động, lắng động đến kính sợ cùng tôn trọng, cũng từ từ tán thành thân phận của hắn.
cũng làm cho tất cả cao tầng hoàng tộc thận trọng cân nhắc, rốt cuộc là tiếp tục cưỡng chế hắn, phản kháng hắn, hay là đầu nhập vào hắn. Vạn Thế Thần Triều muốn sáng lập một lần nữa, hiện tại đây chính là giai đoạn cần loại lực ảnh hưởng, cùng ảnh hưởng sinh ra hiệu quả này. Bầu không khí của Thương Huyền, chính là cơ sở dân ý, cũng là hoàn cảnh sinh tồn để Vạn Thế Thần Triều trùng kiến. Phụ thân, chúng ta phải chỉnh đốn thời gian bao lâu? Kiều Vô Hối đứng ở phía trước nhất trong rất nhiều Phượng Hoàng. Dự tính sơ bộ là 5 năm. Lâu như vậy sao, không thừa cơ xuất kích, gõ những hoàng tộc kia. Chúng ta đã hoàn thành chấn nhiếp, kế tiếp là ngồi đợi bầu không khí dư luận lên men. Nếu lại cao giọng xuất hiện hơn, không bằng tùy ý để bọn hắn khẩn trương khủng hoảng. Đối với hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền mà nói, bây giờ chúng ta hoàn toàn biến mất càng đáng sợ xa so với việc lập tức giáng lâm. Chúng ta xác thực cần nghỉ dưỡng sức. Bây giờ Khương Diễm rất cần điều trị, cảm ngộ truyền thừa, tăng thực lực lên, hắn tin tưởng tất cả mọi người của Xí Thiên Giới cần cơ hội như vậy. Thiên Hậu nói, trong lúc chỉnh đốn, còn phải chế định kế hoạch hành động tiếp theo. Chờ đến khi chúng ta xuất hiện lại, chính là thời điểm chính thức tuyên chiến với Thương Huyền, cần sách lược hành động cụ thể. Đầu tiên, Khương Phàm lấy ra bảo cốt Thánh Vương. Trước tiên phân chia bảo cốt. Ôm được 19 khối tại Đại La Sơn, sau khi nổ 3 khối, còn lại 16 khối. Ánh mắt mọi người nhanh chóng nóng như lửa, đồng loạt tập trung vào bảo cốt Khương Phàm liên tiếp dẫn ra từ trong Thông Thiên Tháp. Đây cũng không phải đơn giản là xương cốt tùy tiện tháo ra từ bên trên di thể Thánh Vương, mà là bọn hắn dùng dược liệu đặc thù, dung hợp máu tươi Thánh Vương, dung luyện mà thành bảo khí, một ít bên trong đó còn lưu lại linh hồn Thánh Vương. Đều là năng lượng nguyên mà tất cả hoàng đạo dùng để duy trì pháp trận, càng là chí bảo bảo vệ tổ tư. Lúc trước Tu La dùng một đao bổ vạn đạo thần giáo, tiếc nuối nhất chính là bảo cốt Thánh Vương đều bị đại tư tế thu vào trong tổ tư mang đi. Kiều Hinh, Vô Hối, Khương Diễm, Khương Uyên, Triệu Thời Việt, mỗi người một khối bảo cốt Thánh Vương. Khương Quỳ, Khương Qua, các ngươi không cần, trước tiên luyện hóa hoàn toàn năng lượng đế cốt cùng đế huyết. Mục tiêu của các ngươi là Thánh Vương cảnh. Khương Phàm chiếu cố đám phượng hoàng của hắn đầu tiên, bảo cốt Thánh Vương không thể dùng để biến đổi thăng hoa linh văn, nhưng khí tức Thánh Vương bên trong có thể tăng lên sức chiến đấu cực lớn, thời khắc tất yếu còn có thể làm vũ khí. Kiều Vô Hối và những người được chọn phấn chấn nói lời cảm tạ, cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Khương Bá, di cốt chu tước giao cho ngươi, thăng hoa linh văn, tăng lên cảnh giới. Khương Phàm giao chu tước dực cho Khương Bá, thuận tay còn cho hắn một khối bảo cốt Thánh Vương. Thời điểm Khương Bá tiếp nhận di cốt cùng bảo cốt Thánh Vương, tâm đều mềm xuống, hắn không có nhiều lời, chỉ là gõ gõ ngực, xem như cho Khương Phàm cam đoan. Các huynh đệ đều đang chờ ngươi. Khương Diễm ở bên cạnh nhẹ nhàng một câu, cũng làm cho nhân hoàng hoàng triều kiêu ngạo như Khương Bá đây có sự cảm động chưa bao giờ xuất hiện qua. Hàn Ngạo, Khương Bân, Lý Dần, mỗi người một khối bảo cốt Thánh Vương, tận lực kích phát lực lượng hồn thiên linh bảo của các ngươi. Chu Thanh Thọ không cần, người có cơ duyên trong Trạch Thiên Các. Khương Phàm lại lấy ra 3 khối bảo cốt, đưa cho bọn người Hàn Ngạo đang mang theo mặt mũi tràn đầy mong đợi. 3 người Hàn Ngạo liên tục nói cảm ơn. Chỉ là nắm bảo cốt Thánh Vương ở trong tay mà đã có cảm giác chịu nặng ép tay. Cái này không chỉ là ban ân, mà còn là trách nhiệm, mang ý nghĩa Khương Phàm đối kỳ vọng rất cao đối với hồn thiên linh bảo mà bọn hắn khống chế, cũng hy vọng bọn họ có thể mau chóng mạnh lên. Kim Bằng, Kim Hống, Tô Lăng, Luân Hồi Huyết Sư. Các ngươi hàng không nổi năng lượng trong này, khi dùng ngàn vạn lần phải cẩn thận. Khương Phàm giao 4 khối bảo cốt cho khế ước thú của Thiên Hậu. Mặc dù bọn chúng không có vũ khí như hồn thiên linh bảo chống cự năng lượng của bảo cốt Thánh Vương, nhưng nương theo khế ước với Thiên Hậu, có thể chậm rãi hấp thu. Mà, hắn cần thông qua bọn khế ước thú này biến đổi kích thích Thiên Hậu trưởng thành càng nhanh. Còn lại 3 khối bảo cốt Thánh Vương, ta giữ lại trước, ai cần thì sẽ cho người đó. Khương Phàm không thể nào phát nét được, nếu không rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi không công bằng, để lại mấy khối cạnh tranh là tốt nhất. Long cốt cự ngạc vào huyền quy hạ miệng, mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không tiện há miệng muốn. Hai huynh đệ Khương Dương và Khương Hách khẽ nhíu mày, không có chúng ta sao? Ta còn có chút di thể bán thánh, 20 khối thánh cốt. Khương Phàm lấy di thể bán thánh săn giết được cùng trên người thánh cốt bọn hắn từ trong Thông Thiên Tháp ra, lại hấp dẫn thiêu đốt kích tình của đám người. Hai huynh đệ Khương Dương,
Khương Hách có chút động thân, bây giờ hẳn là có bọn họ. Bọn người độc cô sát của huyết kiếm đường đứng ở phía sau cùng, trợn mắt nhìn, hâm mộ càng rung động. Chênh lệch, thật sự là quá chênh lệch. Trước đó bọn hắn sinh sống tại thành khu thứ 5 của Hoàng Thành, cũng coi là gặp qua bao nhiêu tràng diện lớn, nhưng cùng với những gì ở trước mắt so ra thật sự là quá hổ thẹn. Cho dù là tại Xích Thiên Hoàng Thành, loại thành lớn kia của Thương Huyền, Thánh Huyết, Thánh Cốt, đều là tồn tại giống như cấm kỵ, xuất hiện một giọt một khối đều có thể dẫn phát oanh động, cảnh giới bán thánh càng là ngưỡng vọng tồn tại mà bọn hắn luôn muốn. Đến chỗ Khương Phàm nơi này, vậy mà đều là đầy đất. Về phần trước đó bọn hắn muốn đánh cược Tôn Nghiêm tranh thủ đan dược, bên trong Xí Thiên Giới thì là đến trình độ tùy tiện dùng. Những chuyện này đều giống như là đang nằm mơ. Huyết kiếm đường, 5 khối thánh cốt. Khương Phàm phân ra 5 khối thánh cốt, đầu tiên chào hỏi huyết kiếm đường ở phía sau cùng. Số lượng lớn ánh mắt đồng loạt đảo qua, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Phàm lại chủ động chiếu cố cái đội ngũ mới chiêu đến này, huống chi còn có chỗ bẩn. Bọn người độc cô sát cũng theo bản năng mà nhìn lại về phía sau, ai đây? Chào hỏi ai đây? Chính là các ngươi, nhìn cái gì đó, còn không mau đi đón lấy. Bên cạnh có người thúc giục. Chúng ta, độc cô sát sững sờ, toàn thân nổi lên sơn sóng nhiệt, gấp gáp lại hoang mang rối loạn đi đến phía trước. Khương Phàm giao 5 khối thánh cốt to lớn đến trên tay độc cô sát, rất tùy ý nói một câu. 5 khối, chính các ngươi tự phân. Độc cô sát kinh ngạc nhìn bảo cốt trên tay, con mắt đều nóng lên, lại bất chợt ẩm ướt. Sống nửa đời người, cũng coi là biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải phong phú, sành sỏi, nhưng giờ khắc này cảm xúc lại cuồn cuộn, suýt chút nữa nghẹn ngào. Khương Phàm nhắc nhở, thánh cốt tuy tốt, nhưng năng lượng quá mạnh, phối hợp với đan dược để sử dụng, có cần trực tiếp liên hệ gia chủ Lưu gia. Độc cô sát dùng sức gật đầu. Mím chặt môi lại không biết nói cái gì. Bọn người độc cô kiếm ma lại có vẻ mặt phức tạp, đều cho rằng mình là nhân vật dâu ria, trong vòng 5 tháng đều có ý tứ kết giao cùng những người khác, không nghĩ tới Khương Phàm lại trực tiếp cho 5 khối bảo cốt. Cái này không chỉ là ban ân, cũng là một loại tán thành, càng là làm cho những người khác nhìn, để người bên trong Xí Thiên Giới biết, huyết kiếm đường thuộc về nơi này, không phải nhân vật dâu ria. Độc cô kiếm ma tính cách quái gở lại lãnh ngạo, nhưng giờ khắc này vẫn còn có chút tin phục. Cái này là mị lực nhân cách chăng? Quyển thứ 3, bắt đầu. Vạn thế thần triều. Xí thiên có thần, man hoang có đế. U ảnh khôi phục, tinh linh diệu thế. Khi lời cầu nguyện của chúng sinh vang vọng Thương Huyền, khi ánh sáng tổ sơn chiếu thấu hư vô, chư thần từng ngày điên cuồng rung động thiên khải bách trăm tộc. Khi hoàng đạo bãi bỏ chiến ước bay lả tả khắp đất trời, khi tiếng hoàng tộc gào thét vang vọng chư thiên, mất khống chế chiến tranh đã tàn phá bừa bãi tổ địa chúng sinh. Cửu thiên chết, phương bắc kịch biến. Hắc ám xâm nhập, liệp thần thương xuất hiện. Đế tộc tám phương toàn diện khôi phục, thiên khải bách tộc gào thét cửu châu. Tên vạn thế đúc thành uy lực thượng thương, tiếng chu tước huyết dài tỉnh lại chuông tang tồn vong. Chiến tranh, hủy diệt. Sinh tồn, quật khởi. Chiến tranh thật sự, kéo ra đại mạc như máu. Quyển thứ 3, chính thức mở sách. Tịch Nhan, Tịch Giao, Triệu Thế Hùng, Vãn Tình, Thiên Mạch, Linh Vận, Lâm Nam, Nại Yêu, còn có Mạc Yêu, Ngư Cung, các ngươi đều chớ ngẩn ra đó, cần thánh cốt thì cầm thánh cốt, cần di thể bán thánh thì lấy di thể. Khương Phàm chào hỏi bọn họ chạy tới tự mình lấy. Được rồi. Bọn người Kiều Thiên Mạch lộ ra nụ cười, nhao nhao chen đến phía trước, đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Nhanh nhanh nhanh. Khương Diễm ra hiệu bọn người Mạc Yêu. Thời điểm này tuyệt đối đừng khách khí. Còn không có chúng ta sao? Hai huynh đệ Khương Dương, Khương Hách mày nhíu lại, loại bảo vật này không cho, người trong nhà, đầu tiên sao? Ta không muốn cái này, ta muốn hình phù đồ. Tịch Giao lại đưa ra yêu cầu đặc biệt. Muội muốn hình phù đồ. Hắn là minh hồn, không phải linh hồn bình thường, muội muốn hắn làm gì? Khương Phàm cảm thấy kỳ lạ, bọn người Triệu Thế Hùng đang muốn duỗi ra tay thì lập tức đều ngừng lại. Ngay cả Tịch Giao cũng đều kinh ngạc nhìn muội muội. Cuồng hồn thánh điển có thể luyện hắn. Tịch Nhan không để ý đến ánh mắt mọi người, tiếp tục mang theo yêu cầu, không đúng lúc. Muội xác định, Khương Phàm không phải không nguyện ý cho, mà là cảm giác kỳ quái. Mà huyết đan cùng cây giáo của hình phù đồ đều là chuẩn bị cho An Minh Hề,
chờ mong có thể sử dụng tư chất đặc thù của hình phù đồ, thăng hoa linh văn An Minh Hề, tạo nên thánh linh mới. An Minh Hề không có tranh, ngược lại cười nói. Cho muội ấy đi, muội ấy càng cần hơn. Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới, trong thân thể Tịch Nhan cất giấu một sợi ma hồn. Là muội muốn, hay là nó muốn? Là ta cần. Muội đã cùng nó làm giao dịch. Tin tưởng ta. Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhắc nhở. Hình phù đồ nói hắn dùng huyết đan ba thế, trên tay hẳn là còn lại huyết đan ba thế. Huyết đan là thời kỳ đỉnh phong mỗi một thế của hắn, hấp thụ uy lực đỉnh phong của ma thai, thần nguyên, minh hồn, ngưng tụ tinh hoa mạnh nhất. Bốn thế trước hình phù đồ đều là thánh linh cảnh, đời thứ năm, đời thứ sáu đều là thánh vương cảnh, nói cách khác trong ba viên còn lại một viên tương đương với một thánh linh, hai viên tương đương với thánh vương, mà còn là thánh linh thánh vương đặc biệt siêu phàm. Khương Phàm rất thận trọng, chính là bởi vì rất rõ ràng hình phù đồ đặc thù, mới hiểu được huyết đan đặc biệt, đơn giản là như nuốt sống thánh linh đỉnh phong cùng thánh vương đỉnh phong. Tịch Nhan Hàng được sao? Ma hồn kia có thể giúp đỡ được cái gì? Lại có mục đích gì? Mà, hình phù đồ không vào luân hồi, rất khó thật sự chết đi, nếu như Tịch Nhan vận dụng không thích đáng, không những không khống chế nổi huyết đan, còn có thể bị huyết đan phản phệ. Ta sẽ cùng tỷ tỷ phối hợp tu luyện. Linh văn của chúng ta tương thông, ý thức tương dung, ta có thể thay nàng cảnh giác, nàng có thể thay ta cảnh giác. Còn có An Minh Hề tỷ tỷ cũng sẽ chiếu cố ta, huynh không cần lo lắng. Tịch Nhan vẫn kiên trì, nhưng chưa hề nói quá nhiều. Thiên hậu đều một lần nữa đánh giá đến tiểu cô nương thật lâu không chú ý tới này. Giới chủ cũng lộ ra mấy phần biểu hiện quái dị. Nếu như không phải Tịch Nhan đột nhiên đứng ra, nàng đều không có chú ý tới trong đội ngũ còn có một đôi tỷ muội nũng nịu như thế. Nàng lại muốn luyện huyết đan của hình phù đồ, không sợ bị huyết đan khống chế. Đây là si tâm vọng tưởng không biết tự lượng sức mình, hay thật sự là có năng lực đặc biệt. Các muội đến trong sào huyệt của địa ma thụ tu luyện, nếu có gì ngoài ý muốn, nhớ kỹ, phải tìm kiếm trợ giúp. An Minh Hề, ngàn vạn lần phải chiếu cố kỹ lưỡng Tịch Nhan cùng Tịch Giao. Khương Phàm liên tục trần chờ. Nhưng cuối cùng vẫn giao hình phù đồ cùng với chiến khu năm thế biến thành cây giáo cho Tịch Nhan, thuận tiện trịnh trọng nhắc nhở An Minh Hề. Yên tâm đi, nếu xảy ra vấn đề thì ta sẽ ôm lấy. Đôi môi đỏ của An Minh Hề đưa ra nụ cười sáng rỡ. Bọn người Triệu Thế Hùng đều đi đến phía trước, chọn lấy thánh cốt mình cần, sau đó lần lượt lui trở về vị trí thuộc về mình trong đội ngũ. Mặc dù mọi người đều là tán loạn đứng đấy, nhưng bên trong tán loạn rõ ràng đều có thứ tự. Ví dụ như ai đứng phía trước, ai đứng phía sau, ai có thể trực tiếp nhìn thấy Khương Phàm, ai chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh. Huynh đệ Khương Dương nhìn ra ảo diệu trong này, cũng rất muốn chen đến phía trước, nhưng người xung quanh rất không nể mặt mũi, căn bản không có ý chủ động nhượng bộ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng bắt đầu bế quan tu luyện, tận lực tăng lên cảnh giới. Mặc dù ta có thể cung cấp tài nguyên cho các ngươi, nhưng không thay thế các ngươi tu luyện được. Làm phiền các luyện đan sư xí thiên giới, cam đoan cung ứng sung túc đan dược. Mặc dù ta dự đoán sơ bộ là cần 5 năm để chỉnh đốn, nhưng nếu như bên ngoài xảy ra bất chắc, chúng ta vẫn cần xuất quan sớm. Vào cái ngày xí thiên giới tái nhập Thương Huyền đó, chính là thời điểm vạn thế thần triều chinh chiến Thương Huyền, chúng ta sẽ đứng trước tất cả hoàng đạo Thương Huyền, nghênh đón chiến tranh tàn khốc, bây giờ bỏ ra nhiều một phần, tương lai liền ít đi đau đớn một phần. Khương Phàm không có nhiều lời. Hắn phất tay ra hiệu mọi người tản ra, sau đó tiến về một ngọn núi cao ở xa xa. Tại thời điểm trước đó khi bọn hắn chờ đợi Dạ An Nhiên, Đông Hoàng Hoa Thanh đã bí mật trà trộn đi đến, đang chờ đợi gặp mặt hắn. Xí thiên giới, nơi này thật sự là một thần tích thất lạc của Thương Huyền mà. Đông Hoàng Hoa Thanh đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn Cẩm Tú Sơn Hà sinh cơ bừng bừng, cũng đang cảm ngộ không gian chảy xuôi đầy thần bí rung động. Vào trước ngày hôm nay, tất cả mọi người của xí thiên giới chắc hẳn phải vì vậy mà nhìn thành không gian độc lập như thiên cực giới, từ sự tôn trọng của bọn hắn đối với luyện đan sư, cũng không có ai thật sự sẽ tiến đến dò xét qua, nhưng hôm nay hỗn độn cự long xuất hiện đã triệt để chấn kinh hoàng đạo, cũng chấn kinh Thương Huyền đại lục. Cho đến khi Đông Hoàng Hoa Thanh thật sự đứng ở chỗ này, mới rõ ràng cảm nhận được xí thiên giới kỳ diệu. Hắn rung động trước không gian nơi này, diễn biến không gian ở nơi này. Thậm chí là khí tức hỗn độn ở nơi này, đều có loại cảm giác không thể tưởng tượng, nơi này giống như rời khỏi phạm trù không gian,
càng giống như là một cái thế giới độc lập. Thế giới độc lập. Nghĩ tới đây, trong lòng Đông Hoàng Hoa Thanh chợt run rẩy một chút. Đây không thể nghi ngờ chính là ảo diệu cực hạn mà võ giả không gian bọn họ theo đuổi. Khương Phàm đi đến đỉnh núi, gặp được Đông Hoàng Hoa Thanh. Nếu như không phải luân hồi bí cảnh gánh không được, chúng ta thật không muốn bại lộ nơi này. Đông Hoàng Hoa Thanh lắc đầu cười nói. Ta xin nói thẳng, tại thời điểm ngươi vừa mới bắt đầu khởi xướng khiêu chiến, ta từng chất vấn qua quyết định này của ngươi, cho rằng ngươi đang mạo, đi một bước cờ sai. Nhưng bây giờ xem ra, là ta sai rồi. Hỗn độn cự long diễn biến quay quanh xí thiên giới, ngươi lần nữa chấn kinh thế giới này. Việc này qua đi, những hoàng tộc kia hẳn là thật muốn suy nghĩ thật kỹ mình nên đi nơi nào. Ngươi mạo hiểm đến đây, không phải chỉ là để khen ta đấy chứ. Ta muốn về thần giáo, trước khi đi ta muốn hỏi ngươi tiếp theo dự định một chút để thần giáo chúng ta có thể giúp phối hợp. Các ngươi đã phối hợp rất khá. Khương Phàm cười, điểm ấy không phải nói đùa, mà là bội phục. Từ khi hai bên kết minh đến nay, Cửu Thiên Thần Giáo luôn có thể tại thích hợp thời điểm đột nhiên đứng ra chỉ dẫn thế cục phát triển. Ví dụ như hắn hại Vạn Đạo Thần Giáo tại Thượng Thương, Cửu Thiên Thần Giáo là người đầu tiên nhào tới, chỉ dẫn Thao Thiết Yêu Tộc và các hoàng đạo khởi xướng tấn công mạnh. Lại ví dụ như sự kiện đồ sát thánh địa, bọn hắn quả quyết ủng hộ Tổ Sơn, thậm chí còn phái Thánh Linh đi hiệp trợ. Hay là còn so sánh như sự kiện man hoang, bọn hắn trực tiếp báo Thần Tôn giáng lâm, chỉ dẫn loạn cục. Những sự kiện hỗn loạn lại ảnh hưởng cực lớn này, thường thường đều là có người dẫn đầu, sẽ có người hô ứng, mấu chốt là mỗi lần Cửu Thiên Thần Giáo đều làm rất khéo léo, nhìn hợp tình còn hợp lý. Trước đó chỉ là phối hợp tác chiến, tiếp theo hẳn là các ngươi chinh chiến Thương Huyền, đăng lâm Thiên Khải, có gì cần, sớm nói cùng ta, chúng ta sẽ hết sức phối hợp. Lần này Đông Hoàng Hoa Thanh tới, cũng không phải là thụ ý nơi thần giáo, mà là chủ ý của chính hắn. Hỗn độn cự long ảnh hưởng quá cường liệt, ngay cả hắn đều bị chấn kinh. Hắn tin tưởng sau khi tin tức truyền về thần giáo, bất luận là giáo chủ hay là thần tôn, chỉ sợ đều không còn áp lực, mà là toàn diện đảo hướng đến Khương Phàm, đồng thời chung sức hợp tác. Nếu muốn hợp tác, hắn sớm đến hỏi tình huống một chút, sau khi trở về sẽ có cái để bàn giao. Mà, xí thiên giới khẳng định là muốn che giấu, bây giờ hắn không tới gặp mặt. Sau này muốn tìm kiếm trong hư không minh mông, độ khó rất lớn. Kế tiếp chúng ta sẽ chỉnh đốn, lợi dụng không gian ổn định của xí thiên giới, giấu đến trong hư không, dụng toàn bộ tài nguyên lấy được mấy năm này lợi, tăng lên thực lực tổng hợp, thuận tiện để tất cả mọi người quen thuộc lẫn nhau, bồi dưỡng lên tình cảm. Nguyên nhân khác mà Khương Phàm lựa chọn tạm thời ẩn nấp, chính là điểm này. Người hắn mời chào những năm này đều là, chắp vá lung tung, giữa nhau cũng không hiểu rõ. Càng chưa nói tới tình cảm, đây đối với thần triều sắp chuẩn bị mà nói không thể nghi ngờ chính là một mối tệ hại nghiêm trọng, cũng là tai họa ngầm chinh chiến trong tương lai. Cho nên hắn muốn lợi dụng lần lịch lãm này để tất cả mọi người quen thuộc. Muốn bồi dưỡng tình cảm cũng không phải chuyện 2-3 năm. Kế hoạch sơ bộ là 5 năm. Lâu như vậy, để hoàng tộc Thương Huyền suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc muốn đứng ở bên nào trong đại chiến Thương Huyền sắp đến. Đông Hoàng Hoa Thanh nói, hôm nay ta tới, kỳ thật còn có một nguyên nhân quan trọng khác, chính là Đại Hoang Thâm Uyên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bí mật vực sâu còn có thể kiên trì 10 năm, nếu có chút ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng chính là 5 năm. Khương Phàm lưu ý đến vẻ mặt của Đông Hoàng Hoa Thanh, cũng nghiêm túc lên. Các ngươi đã phát giác được cái gì rồi? Liệp Thiên Ma Hoàng muốn thức tỉnh. Bởi vì năm đó Chí Tôn Kim Thành gặp phải. Chúng ta bị ép đóng lại vương quốc hắc ám, đều lần nữa bố trí phong ấn tại vực sâu. Nhưng, năng lượng của Liệp Thần Thương quá mạnh, vết nứt do không gian bị ăn mòn sinh ra đang nhanh chóng mở rộng, rất có xu thế mất khống chế. Mà, thời điểm chúng ta gia cố phong ấn một lần nữa, ngoài ý muốn đã phát hiện một bí mật. Một điểm cuối cùng khi không gian dung thực lại kéo dài đến đại lục hắc ma. Chúng ta không biết cái khe này đã xuất hiện lúc nào, có bừng tỉnh nơi đó hay không, nhưng... Một khi Hắc Ma Đế Quân một lần nữa cảm nhận được khí tức của Liệp Thiên Ma Hoàng, chắc chắn sẽ thuận thế truy xét đến Đại Hoang Thâm Uyên. Mặc dù Hắc Ma Đế Quân không thể nào tự mình giáng lâm Thương Huyền Đại Lục, nhưng Cửu Lê Thần Cung khẳng định sẽ nhúng tay. Đông Hoàng Hoa Thanh lắc đầu, bí mật của Liệp Thần Thương cùng Liệp Thiên Ma Hoàng quá kinh khủng, Cửu Thiên Thần Giáo bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không dám đụng, một khi tiết lộ,
không chỉ có lại bị Hắc Ma đế tộc tập kích, sẽ còn biến thành mục tiêu vây bắt của tất cả Hoàng đạo Thiên Khải. Cho nên tốt nhất vẫn là để ra hỏa Khương Phàm không sợ trời không sợ đất này đi khống chế, sau đó do bọn hắn bí mật hiệp trợ. Có biện pháp lại kéo dài một thời gian không? Khương Phàm còn chưa làm tốt chuẩn bị hái liệp thần thương, vật kia ảnh hưởng quá lớn, nếu như biết là hắn lấy đi, không chỉ có Hắc Ma đế tộc sẽ truy kích hắn, hoàng đạo khác của Thiên Khải đều sẽ tiếp cận hắn. Mặc dù đế quân không thể nào nhúng tay sự vụ thế gian, nhưng khi đó Hắc Ma đế quân thà rằng liều mạng nguy hiểm diệt tộc đều muốn cưỡng ép bắt lấy liệp thần thương, có thể thấy được dụ hoặc này to lớn đến thế nào. Người rất rõ ràng năng lượng của liệp thần thương, thứ bị ăn mòn đã không thể nào xem như không gian nữa, mà là pháp tắc trật tự của khu vực này. Bây giờ liệp thiên ma hoàng có thể dung hợp huyết nguyệt, tái tạo cơ thể, sau đó tránh thoát trói buộc bất cứ lúc nào, không gian nơi đó còn xuyên suốt cùng đại lục Hắc Ma, thần tôn chúng ta càng không thể tự mình xuất hiện ở nơi đó, để tránh bị phát hiện. Đến lúc đó, nếu như Hắc Ma đế quân biết chúng ta phong tồn liệp thần thương hơn ngàn năm, còn đang trấn áp hải cốt ma hoàng, hậu quả kia. Ta biết bây giờ ngươi không nguyện ý đụng đến liệp thần thương, nhưng nếu như không động vào, có thể một lần nữa trở lại trong tay Hắc Ma đế tộc, liệp thiên ma hoàng sẽ một lần nữa được phục sinh. Ai? Khương Phàm cười khổ lắc đầu, nếu như chỉ là vấn đề thân phận hắn trùng sinh, các hoàng đạo khác của Thiên Khải còn không đến mức vội vã vây bắt hắn, ngược lại hy vọng hắn hỗn chiến cùng Thương Huyền, tiêu hao lẫn nhau, nhưng nếu như liệp thần thương rơi xuống trên tay hắn, cái sự sôi trào kia chính là toàn bộ thế giới, hiệu quả tuyệt đối vượt qua đế cốt. Đông Hoàng Hoa Thanh cười nói. Ngươi đã là kẻ địch của thiên hạ, còn quan tâm điểm ấy. Khương Phàm im lặng. Ta quan tâm, ta rất quan tâm. Muốn kéo dài thời gian bại lộ của liệp thần thương, còn có biện pháp khác, cũng là biện pháp duy nhất. Đó chính là vận dụng đại hoang tù thiên trận, diễn biến thế giới ngũ hành mới, không gian nội bộ ở mảnh hoàn toàn mục nát này, dùng năng lượng của thế giới mới bao phủ liệp thần thương cùng di cốt ma hoàng. Nhưng, cụ thể có thể duy trì bao lâu? Thì phải nhìn năng lượng thôi động đại hoang tù thiên trận như thế nào. Nếu như tất cả đều là thánh linh cảnh, diễn biến thế giới mới đương nhiên là cực mạnh, một lần nữa kéo dài 3-5 năm không là có vấn đề, nhưng nếu như không đến thánh linh, chỉ sợ mấy tháng có thể bị ăn mòn thêm một lần nữa. Mấy tháng, mấy năm, không có cách, dung thực nơi đó quá nghiêm trọng. Đại hoang ấn rốt cuộc là cái gì? Các ngươi chỉ cần dung nhập thuộc tính như trong thân thể võ giả liền có thể phát huy tác dụng. Ta muốn biết bí mật của bọn nó. Cái này không quan trọng. Cái thứ đồ chơi này là do các ngươi ném tới, có cái còn đang ở trong thân thể ta, ngươi nói không quan trọng. Ta cần biết là cái gì. Đông Hoàng Hoa Thanh lão luyện cẩn thận, có phương pháp xử sự, nhưng lần này lại trầm mặc, do dự. Khương Phàm nhìn hắn đã thôi gấp rút không nôn nóng nữa, nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết. Thật lâu, Đông Hoàng Hoa Thanh cười nhạt một tiếng, nói. Nói cho ngươi cũng không sao, bảy tảng đá này kỳ thật đến từ thượng cổ thần đình, cụ thể là phát hiện từ 5.000 năm trước. Lúc mới bắt đầu nhất chỉ là phát hiện một khối, sau khi phát hiện khối thứ hai, điều này đã khiến cho di tộc nơi đó chú ý, bắt đầu thăm dò khắp nơi, trước trước sau sau trải qua hơn 500 năm, rốt cuộc cũng đã gom góp được 7 khối. Bất luận điều tra như thế nào, bên trong thượng cổ thần đình đều không có ghi chép tương tự, nhưng năng lượng bên trong lại cực kỳ tinh khiết. Mà bành trướng như biển, tựa như là linh hồn, hỗn độn, nguyên lực ngũ hành sinh ra từ thời kỳ khai thiên tích địa. Đại khái là tại 4.000 năm trước, 7 khối tinh thạch bị lộ ra Thánh Sơn, cũng hiệp trợ thần giáo ngay lúc đó bồi dưỡng được thần linh. Khuôn mặt Khương Phàm có chút động, rốt cuộc cũng đã hiểu nguyên nhân mà Đông Hoàng Hoa Thanh trần chờ. Cửu thiên thần giáo sinh ra vị thần tôn đầu tiên lại là bởi vì Đại Hoàng Ấn. Bằng vào 7 khối tinh thạch. Thần giáo bình ổn vượt qua toàn diện thời gian ngàn năm mấu chốt nhất để quật khởi. Không chút khoa trương nào, thần tôn sinh ra ở đoạn thời kỳ kia cùng Thánh Hoàng đều có liên quan cùng 7 khối tinh thạch. Bởi vì tiêu hao quá độ, năng lượng tinh thạch càng dùng càng thiếu. Mãi cho đến 2.000 năm trước, thần giáo triệt để ổn định địa vị, liền làm ra quyết định quan trọng, bọn họ đã cống hiến tinh thạch phong tồn lại. Ngàn năm trước, liệp thần thương xuyên thấu thiên khải, rơi xuống Thương Huyền. Thần tôn dẫn đầu phát hiện, cũng đã cưỡng ép phong ấn ngay đầu tiên. Nói đến đây, ta nói thêm một câu, kỳ thật địa điểm liệp thần thương rơi xuống không phải Đại Hoang Thâm Uyên, mà là Đọa Lạc Thiên Quốc. Sau khi thần tôn phát hiện,
ngài ấy đã tiến hành bí mật di chuyển, còn ngụy tạo mấy điểm rơi xuống khác. Lựa chọn Đại Hoang Thâm Uyên, chủ yếu là coi trọng hoàn cảnh đặc thù ở nơi đó. Đầu tiên nơi đó một mực có vết nứt kỳ quái, còn không ngừng lan tràn lực lượng hắc ám, nếu như đột nhiên, bộc phát, cũng có thể hiểu. Thứ hai là Hoàng Đạo Tây Nam Thái Cổ Thần Miếu cao ngạo thần bí, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Thiên Khải, không để ý tới chuyện kế tiếp, thiên cực giới lân cận, càng là không nhìn thẳng tới tình huống hạ giới. Thứ ba, sự kiện Đại Hoang được di chuyển cũng tránh cho liên lụy quá độ đến thế lực khác đi đến. Khương Phàm giật mình, trách không được đâu, nói vì sao trùng hợp như vậy, một mực không ai phát hiện. Về phần Đông Hoàng Hoa Thanh nói vết nứt có trước đó, di tích cổ và di tích bên trong nơi lân cận La Phủ Sơn Mạch kia có liên quan, là khe hở kéo dài dưới mặt đất, ở nơi đó sụp ra. Đại Hoang Thánh Địa cứ như vậy bị các ngươi tống táng. Đừng kích động, người Đại Hoang Thánh Địa bị chúng ta bí mật rời đi, đưa đến hải vực xa xôi, tặng cho tài nguyên phong phú. Trải qua hơn ngàn năm phát triển, bây giờ bọn hắn đã quên mình là Thánh Địa tiền thân. Thần Tôn đã cân nhắc chu toàn. Đông Hoàng Hoa Thanh tiếp tục nói. Thần Tôn giam cầm Liệp Thần Thương ở trong vực sâu, tạo thành địa ngục giả tượng xuyên suốt, cũng xảo diệu duy trì lấy khí tức nơi đó, tránh khỏi Cửu Lê ma tộc dò xét lúc đầu. Nhưng, sát khí của Liệp Thần Thương quá mạnh, rất nhanh đã bắt đầu ăn mòn không gian, Liệp Thiên Ma Hoàng còn bắt đầu chế tạo ác linh, tụ tập huyết nguyệt. Thần Tôn ý thức được không ổn nên nghĩ đến tinh thạch, cũng tự tay chế tạo thành Đại Hoang Ấn. Bởi vì chúng ta không thể bại lộ thân phận, suy đi nghĩ lại, liền chế tạo Vương quốc Hắc Ám, chế định trật tự Hắc Ám nơi đó, cũng tại mấy trăm năm trước thông qua Vương quốc Hắc Ám mà giao Đại Hoang Ấn cho Vô Hồi Thánh Địa. Hy vọng Vô Hồi Thánh Địa có thể tập kết 7 vị Thánh Linh Văn, tổ kiến Đại Hoang Tù Thiên Trận, dung hợp tinh thạch hóa thân thế giới ngũ hành, từ nội bộ vây khốn vực sâu, nghịch chuyển không gian đang bị ăn mòn, ngăn cản vết nứt lan tràn quá độ đến hư không. Lấy thực lực của Vô Hồi Thánh Địa, có thể tập kết 7 vị Thánh Linh. Các ngươi đây không phải hồ nháo sao? Nếu chúng ta muốn làm, đương nhiên sẽ toàn diện phối hợp. Các loại tài nguyên đều đã bí mật điều đi đến Vương quốc Hắc Ám, còn có lấy thân phận tán tu chuyên môn bồi dưỡng Thánh Linh vung vào La Phù Sơn Mạch. Sau đó thì sao? Bởi vì các loại nguyên nhân, trước sau đã 3 lần chuẩn bị đều không thể chân chính ký kết Đại Hoang Tù Thiên Ấn. Vấn đề chủ yếu chính là ngũ hành linh văn thực sự hiếm thấy. Lại sau này, 200 năm trước, chúng ta dứt khoát đưa cho Vô Hồi Thánh Địa một thánh chủ. Trước tiên miễn cưỡng ổn định hoàn cảnh nơi đây, lại bí mật tìm kiếm linh văn thích hợp. Ngươi nói cái gì, đưa một thánh chủ, còn 200 năm trước. Vô Hồi Thánh Chủ đấy. Ha ha, chính nàng còn không biết, nhưng kỳ thật nàng là sinh ra ở Cửu Thiên Thần Giáo. Khương Phàm kinh ngạc nhìn Đông Hoàng Hoa Thanh. Ngươi không có nói đùa. Đông Hoàng Hoa Thanh cười nhạt nói. Ngược dòng tìm hiểu từ trên huyết mạch, tên của nàng là Đông Hoàng Thiên Du, linh văn là hư thiên linh văn dị biến. Ngược dòng tìm hiểu từ trên bối phận, nàng cao hơn ta 2 đời, ta hẳn là nên gọi nàng một tiếng cô nãi nãi. Đúng rồi, bên trong Vô Hồi Thánh Địa có rất nhiều người đều đến từ Cửu Thiên Thần Giáo, hoặc là sau khi Cửu Thiên Thần Giáo siêu tập, bí mật đưa đến nơi đó. Hiện có Bạch Nguyệt Túc Lão, Ngụy Thiên Thu Túc Lão, Trấn Thủ Bảo Các. Có một số không biết thân phận của mình, có một số từ đầu đến cuối đều đang cùng chúng ta bí mật duy trì liên hệ. Thể hiện trên mặt Khương Phàm dần dần quái dị. Các ngươi thật sự là nhọc lòng nhỉ. Đông Hoàng Hoa Thanh lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải bất đắc dĩ, chúng ta thật không nguyện ý mạo hiểm nhúng tay chuyện thánh địa. Nếu như tin tức này truyền đi, thật sự sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chỉ là bí mật vận hành, không thể nào công khai. Cũng xin ngươi có thể giữ bí mật. Đó là đương nhiên. Khương Phàm cũng lắc đầu, trách không được bí mật Liệp Thần Thương có thể bảo trụ, thì ra Cửu Thiên Thần Giáo đã làm nhiều cố gắng như vậy. Nếu như không thể đụng đến Liệp Thần Thương, chúng ta cũng không cần lao lực như vậy. Khương Phàm trầm mặc một lát, nói. Ngươi vừa mới nói bên trong 7 viên tinh thạch có linh nguyên, linh hồn, hỗn độn ngũ hành. Không sai, nguồn năng lượng kia rất thần bí. Chúng ta nghiên cứu không thấu, nhưng có thể hấp thu lợi dụng, mà giữa 7 viên tinh thạch còn tồn tại liên hệ rất kỳ diệu. Cho nên Thần Tôn đã nghĩ đến rèn đúc vũ khí, tổ kiến Đại Hoang Tù Thiên Trận. Nói cách khác, mục đích thật sự của Đại Hoang Tù Thiên Trận, chính là diễn biến ra một thế giới ngũ hành. Không sai, Liệp Thần Thương tà ác khủng bố, có thể dung thực không gian,
phá hư pháp tắc, phong ấn không gian trị ngọn không trị gốc, cho nên phải có không gian ngũ hành. Đương nhiên, cũng không phải nói là có thể triệt để phong bế, chỉ là tận lực kéo dài thời gian Liệp Thần Thương bị phát hiện. Đông Hoàng Hoa Thanh không biết lúc ấy rốt cuộc thần tôn nghĩ như thế nào, chẳng lẽ ngài đã tính tới phần thiên thần hoàng sẽ trùng sinh? Hay là lúc ấy thông qua không gian, thăm dò đến đại điển tế thiên của vạn thế thần triều? Thế giới ngũ hành, thượng cổ thần đình, ngũ hành linh nguyên, hỗn độn linh nguyên, linh hồn linh nguyên, 6.000 năm trước, còn có thể tạo nên thần linh. Khương Phàm suy nghĩ dần dần sinh động, thể hiện nhìn chằm chằm Đông Hoàng Hoa Thanh càng ngày càng quái dị. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi có thể cho ta biện pháp giải trừ phong ấn không? Phong ấn gì? Phong ấn giam cầm đại hoang ấn bên trong tinh thạch. Tinh thạch mặc dù kém xa năm đó, nhưng cũng có năng lượng được tiếp cận được đến vấn đề thánh linh. Nếu như giải trừ phong ấn, mấy người các ngươi đây rất khó khống chế. Lại nói tác dụng của phong ấn cũng không chỉ ở việc khống chế năng lượng tinh thạch, càng quan trọng hơn là chỉ dẫn giữ liên hệ lẫn nhau, tạo thành không gian ngũ hành. Tin tưởng ta, chúng ta có thể khống chế tinh thạch. Xác định, đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Không nói gạt ngươi, những tinh thạch các ngươi lấy được kia, rất có thể có liên quan cùng xí thiên giới. Khương Phàm suy đoán là, tinh thạch bắt nguồn từ ngũ hành thần long. Mặc dù thần long đã nuôi dưỡng được ngũ hành thụ, sáng tạo ra thế giới ngũ hành, nhưng bởi vì không thể sáng tạo ra, thế giới thật sự, cảm giác phụ lòng ân sư, thế giới thần thụ, chờ mong liền chia tách ngũ hành thụ xí thiên giới thai nghén trong thân thể đi ra, để lại linh hồn khống chế giới nguyên, hỗn độn nguyên, bản thể lại về tới thế giới thụ ôm ấp, chết tại nơi đó. Cái gọi là bảy khối ngọc thạch, có khả năng chính là di thể thần long sau khi chết biến thành. Linh hồn tinh thạch, là hồn nguyên của hỗn độn cự long. Hỗn độn tinh thạch, là huyết nhục của hỗn độn cự long. Ngũ hành tinh thạch, thì là thú nguyên do hỗn độn cự long chia tách. Ở giữa bảy khối tinh thạch tồn tại phản ứng kỳ diệu là bởi vì bọn chúng đã từng là một thể. Bảy khối tinh thạch có thể tạo thành thế giới ngũ hành, là bởi vì thần long dùng thân thể mình dựng dục ra qua ngũ hành thần thụ, sáng tạo qua thế giới ngũ hành, cũng chính là xí thiên giới bây giờ. Bảy khối tinh thạch phân tán tại các nơi ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn, là dùng để duy trì bình chướng bảo vệ ở nơi đó, bảo đảm ẩn nấp ở trong hư không. Đông Hoàng Hoa Thanh nói, năng lượng được phong ấn rất mạnh, là thần tôn tự tay bố trí, ta không biết phương pháp phá giải, nhưng ta có thể đi trở về hỏi thăm. Đi nhanh về nhanh, thật có liên hệ cùng xí thiên giới. Ta đoán là có, còn cần chứng thực. Chứng thực như thế nào? Ngươi cho ta phương pháp giải trừ phong ấn, ta có thể chứng thực. 10 ngày sau, Đông Hoàng Hoa Thanh trở lại xí thiên giới, giao 7 viên tinh ngọc cho Khương Phàm, bên trong là máu tươi mà Cửu Thiên Thần Tôn dùng của chính mình để diễn biến ra, chìa khóa có thể phóng toàn bộ phong ấn của Thích Đại Hoàng Ấn. Ngươi muốn chứng thực thế nào? Cái này thuộc về bí mật của xí thiên giới, nhưng nếu như xác thực có liên quan, ta sẽ thông báo cho ngươi. Khương Phàm mang theo tinh ngọc liên hệ Dạ An Nhiên, đi tới không gian cấm địa hỗn độn. Hỗn độn cự long là năng lượng hỗn độn mà thế giới ngũ hành diễn biến biến thành linh thể, sở dĩ hiển hiện hình dáng cự long, là bởi vì chủ nhân tạo nên thế giới này là thần long. Không cần giải trừ phong ấn, ta biết bên trong cơ thể các ngươi có đồ của ta. Linh hồn hỗn độn cự long tỉnh lại, giống như là tinh hà vắt ngang ở trước mặt bọn hắn. Lúc ấy ngài biết rồi. Khương Phàm phấn chấn đến kích động, thật sự là di thể thần long biến thành sao? Dạ An Nhiên cũng kinh ngạc, trong thân thể mình lại dung hợp di thể thần long. Trách không được tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, thân thể càng ngày càng mạnh, thì ra nguyên nhân không chỉ là diễn biến thế giới ngũ hành. Ý thức của ta bây giờ chỉ là linh hồn chân thân lúc rời khỏi để lại. Không hiểu rõ chuyện phát sinh sau khi chân thân trở lại thần đình. Nhưng ta đoán, hẳn là sau khi ta chết đã xin mời thế giới thần thụ phá giải ta, mai táng đến thượng cổ thần đình, dùng cái này ổn định mảnh không gian ngũ hành kia, tăng cường hoàn cảnh sinh tồn ở nơi đó. Cự Long chậm rãi lắc đầu, không nghĩ tới di thể mình cống hiến cho thần đình lại bị móc ra. Cái kia, ha ha, nếu đều đã móc ra, liền đều cống hiến đi. Không nên quá kích động. Ta đã dò xét qua, trong tinh thạch đã không có lưu lại thần nguyên. Tóm lại vẫn còn có chút năng lượng, những bằng hữu kia của ta đang ở sinh tử cảnh, cần chút cơ duyên kích thích. Khương Phàm không hy vọng xa vời còn có thể từ trong tinh thạch hấp thu đến thần nguyên,
dù sao trước đó cũng đã bị thần giáo tiêu hao 2.000 năm, nhưng dù sao tinh thạch cũng là thần long lưu lại, không chỉ có mênh mông năng lượng, còn có hiệu dụng đặc thù. Nếu như có thể chân chính giao hòa, tương lai bọn người Tiêu Phượng Ngô không chỉ có thể tổ kiến đại hoang tù thiên trận, còn có thể diễn biến ra ngũ hành cự long, sinh ra sức tấn công cực kỳ khủng bố. Hỗn độn cự long nói, mặc dù không có tinh thạch thần nguyên, nhưng năng lượng bên trong vẫn quá mạnh, không thích hợp để bọn hắn cưỡng ép xung hợp tại sinh tử cảnh. Vẫn là bình ổn vượt qua sinh tử cảnh trước đi, ta sẽ giúp các ngươi dung hợp. Khương Phàm không tiếp tục cưỡng cầu, mang theo Dạ An Nhiên nói lời cảm tạ, rời khỏi không gian hỗn độn. Đã được chứng thực, xí thiên giới không chỉ có liên quan cùng tinh thạch, còn có liên quan cùng thượng cổ thần đình. Lời Khương Phàm nói để Đông Hoàng Hoa Thanh rất kinh ngạc, nơi này lại có liên quan cùng thần đình. Có thể nói cụ thể một chút không? Thần Tôn cũng tò mò rốt cuộc những tinh thạch thành tựu thần giáo này là có lai lịch gì. Đông Hoàng Hoa Thanh không thể không thừa nhận, Cửu Thiên thần giáo có thể nhanh chóng sáng lập, cũng quật khởi được ở trung vực, vấn đỉnh chí tôn hoàng đạo, trình độ rất lớn chính là ỷ lại vào 7 khối tinh thạch. Cho ta thừa nước đục thả câu, sau này hãy nói. Ngươi trở về bẩm báo Cửu Thiên thần Tôn, sau 5 năm, chúng ta sẽ tới vực sâu khống chế Liệp thần thương, đến lúc đó còn xin hiệp trợ. Khương Phàm cẩn thận tính toán qua, lấy tiềm lực của bọn người Tiêu Phượng Ngô thì thêm 1 năm nữa có thể vượt qua sinh tử cảnh, sau đó dung hợp tinh thạch, hấp thụ uy lực cự long, dùng các loại đan dược, hẳn là có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, đến lúc đó lại có Dạ An Nhiên, Tịch Nhan làm chỉ dẫn, xây dựng đại hoang tù thiên trận hẳn là có thể tạm thời ổn định vùng không gian kia. Chúng ta sẽ mật thiết chú ý đại hoang thâm uyên. Vất vả rồi, ta đang mong đợi ngày mà hai bên ngươi và ta kề vai chiến đấu đó. Chúng ta cũng đang mong đợi. Đông Hoàng Hoa Thanh chắp tay, cáo từ muốn rời khỏi, nhưng còn chưa đi cơ hồ đột nhiên nói. Suýt nữa quên mất, tất cả hoàng đạo sẽ không bỏ mặc xí thiên giới ẩn núp tại thâm không, rất có thể sẽ ở khởi xướng một vòng mới liên hợp lùng bắt không lâu sau đó, đến lúc đó chúng ta cũng không thể nào từ chối, chỉ có thể phối hợp, thậm chí có thể muốn khai thác chút biện pháp cực đoan. Ta đã hiểu, xí thiên giới sẽ rời khỏi hư không thương huyền đại lục, đến không gian hải vực tạm lánh. Hướng nào? Hướng Tây. Được rồi, chúng ta tận lực lùng bắt ở hướng Đông. Trong địa tầng nơi địa ma thụ ngủ say, đang lúc Tịch Nhan bế quan. Tịch Giao nhìn muội muội ngồi xếp bằng trước mặt, vẻ mặt phức tạp, hai đầu lông mày tụ thêm mấy phần lo lắng. Tịch Nhan đã thẳng thắn cùng với nàng, nhưng đến bây giờ nàng còn không thể tiếp nhận chuyện trong cơ thể muội muội lại có một ma hồn đang chiếm cứ. Dựa theo những gì Tịch Nhan giới thiệu, đó thậm chí còn là tôn linh hồn ma hoàng. An Minh Hề trấn an nói, không cần khẩn trương. Nếu như ma hồn muốn thương tổn Tịch Nhan thì cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Hắn đang chờ cái gì? Chờ thân thể thật sự thích ứng được hắn. Hình phù đồ. Khanh khách, đừng làm rộn, hình phù đồ còn chưa đủ tư cách, hắn đang chờ đợi chiến khu cấp bậc ma hoàng. Ma hoàng. Ngoại trừ chờ đợi chiến khu ma hoàng, bây giờ linh hồn hắn vẫn suy yếu không trọn vẹn, mà linh văn của Tịch Nhan lại là luân hồi thánh văn. Ở bên trong khí hải có thể ngưng kết xuất ánh sáng luân hồi thần kỳ, có thể trợ giúp hắn tái tạo hồn phách. Hắn xem Tịch Nhan là thành chỗ dung thân tạm thời, cũng xem nàng như đệ tử. Vì sao các ngươi không giải thích với Khương Phàm? Lấy tính cách của Khương Phàm, có thể khoan nhượng mình trong thân thể tiểu kiều thê của mình có một ma vật sao? Lại còn là giống đực, hi hi, chỉ đùa một chút. Tuy nhiên Khương Phàm coi như có thể khoan nhượng. Cũng muốn mỗi ngày mang theo Tịch Nhan ở bên người để giám sát ma hồn kia, nếu phiền toái như vậy, còn không bằng giữ bí mật. Mặc dù nói như vậy, nhưng các ngươi có thể xác định ma hồn thật không có nguy hại. Tịch Giao còn muốn tiếp tục tra hỏi, nhưng chợt ngậm miệng lại, không nói thêm lời nào. Tính cách Tịch Nhan quái gở, không nguyện ý nhất nghe người ta lải nhải, đây cũng là nguyên nhân nàng cố ý giữ bí mật, tự mình tiếp nhận, tự mình trưởng thành, yên lặng. Bây giờ rất chờ mong Tịch Nhan trưởng thành. Đôi môi đỏ của An Minh Hề treo một nụ cười nhạt ý, nhìn tình cảnh trước mặt. Toàn thân Tịch Nhan hiển hiện ra hoa văn màu tím, kéo dài từ linh văn chiếu sáng rạng rỡ trên trán, khuếch tán đến toàn thân, tóc tím phiêu giật, dung nhan đẹp đẽ, tại tử quang nồng đậm chiếu ánh nhìn xuống lại thần bí mà đẹp đẽ. Dưới người nàng ngồi là một đóa đóa hoa màu tím nở rộ mỹ lệ, đó là linh hồn và năng lượng xen lẫn thành, tế đàn. Hào quang màu tím nồng đậm nở rộ, liên miên bất tuyệt khuấy động không gian,
diễn biến mê ảnh thần bí trong thâm không. Cứ như nàng đang ngồi một mình trong cửu u, chấp chưởng luân hồi. Tại phía sau của nàng có hư ảnh một cự ma thình lình đứng vững ở đó, thô cuồng cường tráng, ma uy cái thế, chính là ma hồn của ma hoàng kia. Mà ở trước mặt nàng thì là thân thể không đầu của hình phù đồ. Tịch Nhan không chỉ là đang hấp thu hình phù đồ, mà là đang hoàn chỉnh di chuyển một ít đặc chất của hình phù đồ dưới sự chỉ dẫn của ma hồn. Nếu như thành công, Tịch Nhan không chỉ toàn diện thăng hoa, tốt hơn hấp thu huyết đan, khống chế ma thương, còn có thể chân chính siêu thoát tại luân hồi, tốt hơn chấp chưởng luân hồi, cũng có thể trợ giúp ma hồn tái tạo hồn phách hoàn chỉnh. Giờ khắc này, Khương Phàm đang đứng ở trên mặt đất phía các nàng, nhíu mày nhìn thổ địa bừa bộn dưới chân. Hắn là ma hoàng cùng thời đại với ta, thôn thiên ma hoàng. Dưới sự bức bách của Khương Phàm, rốt cuộc đan hoàng cũng nói ra bí mật của ma hồn trong thân thể Tịch Nhan kia. Hắn tính tình trương dương, làm việc điên cuồng, bằng vào thôn thiên ma công, khinh thường ma tộc. Trước đó ta có nhắc đến 12 kiện thần binh, bên trong, giới đồ, hắn trưởng khống, ma giới hoàng đồ. Ma giới hoàng đồ danh xưng ma binh trấn áp mạnh nhất ma giới, là trọng khí phòng ngự mạnh nhất, quá trình rèn đúc trước sau trải qua 200.000 năm, qua tay 13 chủ nhân, siêu tập 99 cái xương đầu ma hoàng khác nhau mà đúc thành. Cơ hồ có thể nói từ khi ma giới hoàng đồ xuất hiện, cho đến khi thành hình, tất cả ma hoàng đều đã xuất hiện trong dòng dã 200.000 năm kia, đều từng vì ma đồ mà tế hiến qua xương đầu của mình. Ma giới hoàng đồ cũng có thể nói là hình ảnh thu nhỏ cho sự phát triển của ma tộc trong 2.000 năm, càng là vũ khí ma tộc công nhận có thể trưởng thành đến đế binh nhất. Nếu như nói, trong tất cả vũ khí từ hoang cổ đến nay, thứ gì có thể chống đỡ liệp thần thương, ma giới hoàng đồ thuộc về đầu tiên. Nhưng rất đáng tiếc, ma giới hoàng đồ đã theo thôn thiên ma hoàng cùng chôn vùi tại thời đại kia. Đan hoàng tiếc nuối lắc đầu, thôn thiên ma hoàng chính là một trong 12 vị chiến thần, cũng là chủ nhân sau cùng của ma giới hoàng đồ. Hắn trương dương, hắn bá đạo, hắn điên cuồng, đến bây giờ còn ký ức vẫn còn rất mới mẻ. Nhưng, tại thời đại toàn bộ 12 vị chiến thần ngã xuống kia, toàn bộ 12 kiện thần binh đã hư hao tại thời đại kia. Thôn thiên ma hoàng bảo toàn hồn phách tương đối hoàn chỉnh, còn tồn tại cho đến hôm nay, nguyên nhân hẳn là do ma giới hoàng đồ. Hắn thật sẽ không tổn thương Tịch Nhan. Khương Phàm càng nghe thì chân mày càng nhíu chặt, cái này hiển nhiên so với hắn mong muốn còn nghiêm trọng hơn, lại là một ma hoàng còn sống 30.000 năm. Lúc trước, thời điểm ngươi cứu Tịch Nhan từ ly hỏa thánh địa trở về vô hồi thánh địa, ta đã cùng hắn trao đổi qua. Hắn chỉ mượn dùng linh văn của Tịch Nhan, tái tạo con đường luân hồi của mình. Đối với hắn mà nói, Tịch Nhan chính là hy vọng hồi sinh của hắn. Trước khi hắn trùng sinh, sẽ không tiếc cái giá nào mà bảo hộ Tịch Nhan an toàn, ngươi cứ việc yên tâm. Khương Phàm cau mày, không có nửa phần giãn ra. Sư phụ, rốt cuộc ngài còn giấu giếm ta bao nhiêu bí mật. Đan Hoàng than nhẹ. Người đó, bây giờ vẫn nên an tâm phục quốc trước đi. Có một số việc, vẫn không nên biết quá sớm. Đến lúc ngươi cần biết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Khương Phàm không có quấy rầy Tịch Nhan, yên lặng đứng một lát sau đó liền rời khỏi, tra xét tình huống bế quan của những người khác. Đầu tiên là đến chỗ thiên hậu, cho nàng trứng đằng xà sắp phá xác. Đây chính là mãnh thú cấp yêu tổ, rất đáng được bồi dưỡng. Mà khế ước yêu thú càng nhiều, huyết mạch càng mạnh, đối với thiên hậu càng tẩm bổ tốt. Sau đó đến bên trong không gian ngũ hành của Dạ An Nhiên, nhìn tình huống của bọn người Tiêu Phượng Ngô một chút, lại nhắc đến bí mật đại hoang ấn. Tiếp theo chính là Tặc Điểu, Huyền Quy, bọn người Chu Bất Dĩ, Triệu Thế Hùng, còn tới chỗ Kiều Gia ngồi một chút, bồi phối Kiều Hinh, sau đó tìm tới Huyết Kiếm Đường, thăm hỏi. Thuận tiện sai khiến Lưu Gia, Lý Gia, Ngụy Gia và các thế gia luyện đan, tất cả phối hợp một số người để phục vụ, cung cấp sung túc đan dược, phụ trợ tu luyện. Nhưng thời điểm tiếp xúc cùng hai huynh đệ Khương Dương, Khương Hách, Khương Phàm rõ ràng phát giác được cảm xúc có chút không bình thường. Bọn hắn chỉ là từ nhỏ sinh hoạt bên trong hoàn cảnh phong bế, tâm lý phát dục xuất hiện chút vấn đề, không cần quá lo lắng, sẽ khá hơn. Hướng Vãn Tình từ trong cánh rừng tươi mát đi tới, gót sen uyển chuyển, lượn lờ mềm mại, thân thể mềm mại linh lung chập trùng dịu dàng, đôi chân thon dài trong lớp y phục làm nổi bật ra đường cong uyển chuyển, làm cho người ta nhớ nhung vô hạn. Ánh mắt Khương Phàm không bị khống chế mà đảo qua trên người Hướng Vãn Tình, từ dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, đến dáng người mỹ lệ mê người, đương nhiên,
ánh mắt chỉ đơn giản là quét qua liền hất ra như giật điện. Vấn đề tâm lý cũng không phải vấn đề nhỏ, cần được chỉ dẫn thật tốt, nếu không. Chàng bọn hắn cứu ra, chỉ là áy náy về kiếp trước. Nếu như bọn hắn có giá trị bồi dưỡng, liền bồi dưỡng thật tốt, nếu như không có giá trị, cho bọn hắn sinh sống trong giàu có là được. Hướng Vãn Tình mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tuyết như ngọc, lông mi thật dài đến con ngươi mê người có để cho người ta khó mà kháng cự được mị hoặc. Sinh sống trong giàu sang, đến lúc đó rồi nói sau, đúng rồi, ta đang muốn đi gặp nàng, còn có cần cái gì không? Kỳ thật Khương Phàm cố ý bồi dưỡng Khương Dương, Khương Hách, dù sao bọn hắn cũng truyền thừa Nam Minh Ly Hỏa, có thể thai nghén linh hồn Chu Tước. Nhưng nếu quả như thật không đáng, cũng chỉ đành từ bỏ. Chàng thật muốn gặp ta. Đúng vậy, đang chuẩn bị đi đây. Ta rõ ràng thấy chàng lượn quanh một vòng, đều không có đi tới chỗ ta. Ta cơ bản đã hiểu rõ tình huống của nàng, cũng không phải rất lo lắng, bọn hắn nơi đó thì còn không có cẩn thận hiểu qua. Khương Phàm ngượng ngùng cười nói, có chút chịu không được ánh mắt dần dần nhiệt liệt kia của Hướng Vãn Tình. Chàng cố ý trốn tránh ta. Không có, giữa chúng ta có cái gì phải tránh cả, đừng hiểu lầm. Cái kia, nàng thế nào rồi, thái âm đồ đằng dung hợp vẫn thuận lợi chứ. Hướng Vãn Tình quyến rũ động lòng người, phong tình vạn trùng, dáng người thướt tha tản ra khí chất cùng mị lực làm cho không người nào có thể kháng cự được. Nàng đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn Khương Phàm, môi đỏ khẽ mở, má ngọc ửng hồng. Ta, không có mang thai. Mang thai, không có mang thai là có ý gì? Khương Phàm sửng sốt một chút, tiếp theo lại giật mình. Đúng rồi, hắn đều quên đi chuyện quan trọng kia. Linh hồn đan hoàng thức tỉnh trong ý thức Khương Phàm, không có mang thai. Trận mông giao kích tình minh hòa kia, rốt cuộc là vì sao? Ta vẫn luôn lưu ý đến bụng mình, đến bây giờ vừa vặn 20 tháng, chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề nào. Ta có thể yên tâm, chàng cũng có thể yên tâm. Hướng Vãn Tình giãn mặt ra cười khẽ. Quả nhiên là dụ hoặc vô hạn, sơn lâm tươi đẹp, nhưng mặc dù nàng nói nhẹ nhõm, trong lòng lại lướt qua vài tia cô đơn không cách nào nói rõ. Không có, là tốt. Khương Phàm xấu hổ, nhưng trong lòng ngược lại càng cảnh giác. Đôi mắt kia rốt cuộc là thứ gì? Yên lặng trăm vạn năm, chuyện đầu tiên sau khi thoát khốn chính là để một đôi nam nữ giao hòa, lại gần như là giao hòa dã man, đây nhất định không phải trò đùa quái đản, mà là có thâm ý đặc biệt. Trước đó hắn còn suy đoán là đôi mắt kia coi trọng tư chất của hắn cùng Hướng Vãn Tình, muốn thông qua thụ thai đến mượn thể trọng sinh. Thật chẳng lẽ muốn ta đoán như thế, là đang hấp thu tinh hoa? Đan Hoàng nói nhỏ ở trong đầu Khương Phàm. Hấp thu tinh hoa, vì sao, không phải vật kia ở bên trên mình, còn cần Hướng Vãn Tình tiếp nhận. Khương Phàm đánh trả trong đầu. Nàng vừa thoát khốn, còn rất yếu ớt, sao có thể chịu đựng ngươi giày vò như vậy? Các ngươi lúc ấy oanh oanh liệt liệt dày vò hơn 20 giờ, đều mệt đến hôn mê. Nàng thật vất vả mới thoát khốn, nếu như bị ngươi làm chết, vậy thì uất ức đến thế nào? Lời Đan Hoàng nói để Khương Phàm lần nữa nhớ tới hình ảnh, nóng nảy, lúc ấy kia, gương mặt lập tức đỏ lên. Ta cảm giác không phải đơn giản như vậy, chủ nhân của cặp mắt kia có thể thao túng ý thức của chúng ta, điều này nói rõ nàng vẫn còn sống. Nhưng, bị trấn áp trăm vạn năm. Còn là phong ấn liên hợp trấn áp từ trên xuống dưới mấy chục tầng, màn hoàng cự long các loại đều chỉ thừa lại xương khô, thứ gì có thể còn sống. Mặc dù còn sống, nhưng khẳng định cực suy yếu, cho nên cần hấp thu tinh hoa, lúc ấy người cùng Hướng Vãn Tình đều mệt mỏi ngay cả vĩnh sinh trùng tử đều không bổ trở lại. Đan Hoàng rất cố chấp với phán đoán của mình. Sư phụ, ngài nói, chủ nhân của cặp mắt kia sẽ không phải là đế quân đấy chứ? Không chỉ là đế quân. Mà còn là chủng loại đế quân mà chúng ta không thể nào hiểu được kia. Người nghĩ lại xem, Xá Lợi Phật Đà là cấp bậc đế cốt, cũng còn chỉ là một tầng trong mấy chục tầng phong ấn, vậy thứ đó sẽ là dạng tồn tại kinh khủng gì? Thượng Thương Cổ Thành lựa chọn trấn áp, mà không phải xử tử, cũng nói bọn hắn không phải là không muốn, mà là giết không chết. Tồn tại như thế này, thao túng ý thức của chúng ta làm loại chuyện đó, liền lộ ra càng có thâm ý. Khương Phàm chau mày. Càng nghĩ càng cảnh giác. Không chỉ bọn hắn kết hợp có vấn đề, mấu chốt là bọn hắn lại thả ra một tồn tại quỷ bí kinh khủng như thế, mà cho đến bây giờ đều không có bất cứ tin tức gì. Chủ nhân của cặp mắt kia khẳng định đang ẩn núp, đang khôi phục,
mà sẽ tái nhập thế gian ở tương lai không lâu, chấn kinh thời đại này. Hướng Vãn Tình nhìn Khương Phàm trầm mặc không nói, tâm tình buồn vô cớ, không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng, an tĩnh đi ra. Khi Khương Phàm tỉnh táo lại, thân ảnh mềm mại đáng yêu của Hướng Vãn Tình đã đi đến sâu trong cánh rừng. Ai? Khương Phàm đưa tay muốn gọi Hướng Vãn Tình lại, nhưng lại ngừng. Có thể hắn đã hiểu tâm ý Hướng Vãn Tình, nhưng... Thiên Hậu, An Nhiên, Tịch Nhan, Kiều Hinh, hắn đã có được 4 người yêu, thực sự không muốn lại trêu chọc càng nhiều, như vậy đối với Thiên Hậu và các nàng rất không công bằng. Khương Phàm tiếc nuối lắc đầu, quay người muốn đi tới. Nhưng, đi vài bước, Khương Phàm lại ngừng. Đối với Thiên Hậu các nàng không công bằng, chẳng lẽ đối với Hướng Vãn Tình liền công bằng? Đều đã trà đạp, chẳng lẽ không nhận nợ? Nhưng phải giải thích thế nào với Thiên Hậu đây? Khương Phàm quay đầu nhìn bóng lưng dần dần từng bước đi mất kia, hắn cắn răng, dậm chân một cái, vọt tới phía Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình nghe được tiếng bước chân gấp rút truyền đến từ sau lưng, môi đỏ khẽ mím môi, cố gắng tươi cười, ngừng chân quay người, đang muốn mở miệng nói một câu, không cần thua thiệt, ta không trách ngươi. Khương Phàm lại bước nhanh chạy đến bên cạnh nàng, bắt lại cánh tay nhu nhuận kia. Đến chỗ nàng ngồi một chút. Hướng Vãn Tình chợt run rẩy, lời vừa tới miệng cưỡng bức nuốt xuống. Đôi mắt mỹ lệ không khỏi bịt kín một tầng hơi nước. Nàng nhìn sự kiên nghị bên mặt Khương Phàm, mặc cho bàn tay lớn kia lôi kéo đi lên phía trước, trong lòng tuôn ra từng cơn ấm áp. Gió nhẹ thổi, bụi hoa trong rừng sông sáo tràn lên hương hoa, hai người tay nắm, đi về sơn cốc nơi xa. Hướng Vãn Tình rúc vào trong ngực Khương Phàm. Khương Phàm cũng thuận tay ôm nàng. Mặc dù không có lời thừa thãi, nhưng cả hai đều đã hiểu lẫn nhau. 3 ngày sau, Khương Phàm vừa lòng thỏa ý, rời khỏi nơi ở của Hướng Vãn Tình, về tới Chu Tước Thần Cung. Kiều Vô Hối, Triệu Thời Việt, Khương Diễm, Khương Quỳ, Khương Uyên, Khương Qua, Khương Bá, toàn bộ đều đang ở nơi này, cùng nhau hấp thu ức vạn quốc vận bên trong Ngọc Tỷ, tẩy lễ thần hồn. Kiều Vô Hối là dòng dõi của Khương Phàm, bọn người Triệu Thời Việt thì là phân thân của Khương Phàm, cho nên quốc vận bên trong Ngọc Tỷ đối bọn hắn mà nói đều có hiệu quả đặc biệt. Không chỉ có thể phụ trợ tu luyện, còn có thể biến đổi linh văn. Nhưng Khương Phàm thật sự ký thác kỳ vọng vẫn là ở 3 người Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Bá, hy vọng có thể chân chính bước lên Thánh Vương thiên phẩm linh văn, cũng trưởng thành đến cảnh giới Thánh Vương, tăng lên sức chiến đấu tầng cao nhất cho xí thiên giới. Khương Phàm cũng ở lại Chu Tước Thần Cung, nhận lấy quốc vận tẩy lễ, bế quan tu luyện. Mặc dù kế hoạch chỉnh đốn là 5 năm, nhưng cục diện bên ngoài đã thay đổi trong nháy mắt, nếu như nổi lên ngoài ý muốn, rất có thể sẽ sớm rời khỏi. Hắn cần nắm chặt thời gian, vượt qua giai đoạn cao giai niết bàn cảnh quan trọng này, tranh thủ bước lên cảnh giới bán thánh,